Jihan là thủ lĩnh của một băng nhóm xã hội đen, khi Tổng thống Hàn Quốc Kim Jong-hi đắc cử đã lập ra đảng kiến thiết Góc Đù và ra lệnh bắt tất cả tên côn đồ đưa đến đảo Jeju xây dựng công trình. Tên đội trưởng không ngừng đánh đập Jihan thậm tệ như một bao cát, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn thay vì kháng cự. Chưa hết, hắn còn phỉ nhổ vào mặt của Jihan. Khi tàu vừa cập bến, người dân nghe tin quân lính bắt được rất nhiều tên lưu manh nên đã lũ lượt kéo nhau đến xem bọn họ. Những kẻ tội đồ bước đi trên đường trong tiếng bàn tán xôn xao của người dân. Ki Sang liền đến tìm Mi Jon và đưa cô đi dạo trên một cánh đồng hoa. Anh còn căn dặn cô buổi tối không nên ra ngoài vì nếu gặp những kẻ kia sẽ rất nguy hiểm. Ở bên này, đội trưởng tập hợp những người vừa bắt được đến lao động tại một mỏ đá. Đột nhiên hắn phẫn nộ nổ súng lên bắt mọi người quỳ xuống, rồi lại lao đến đá vào Jihan vì cho rằng anh chỉ đang lười nhác không chăm chỉ làm việc. Đội trưởng bắt những kẻ như Jihan phải lao động vất vả để đền bù cho những tội lỗi họ đã gây ra cho người dân. Đêm đến họ cũng không được ngủ yên vì đội trưởng liên tục đến kiểm tra những điều luật của công ước cách mạng. Những người đọc sai điều luật sẽ phải ra ngoài chịu phạt. Trong đêm mưa tầm tã, họ liên tục bị đánh đập và chà đạp vô cùng thậm tệ. Những tiếng than khóc hòa lẫn vào làn mưa tạo nên một khung cảnh vô cùng thê thảm. Jihan đau đớn nằm trên giường và thề rằng sẽ trả thù tên đội trưởng. Thế là hôm sau anh lén theo hắn vào rừng. Hắn đuổi theo con mồi chạy sâu vào rừng và bị mất dấu. Chợt đội trưởng nghe tiếng ai đó chạy đằng sau và trong lúc không chú ý đã bị Jihan đánh lén. Hắn sợ hãi cố gắng bò lết dưới đất nhưng vẫn bị anh lấy cây đập mạnh vào người. Sau đó Jihan lôi hắn dậy và đánh tới tấp vào người tên này như trả lại những gì trước đó hắn đã làm với anh. Cuối cùng Jihan nhặt súng lên chĩa về phía hắn. Đội trưởng vô cùng sợ hãi quỳ xuống van xin tha mạng nhưng Jihan đã sẵn sàng lên nòng để kết liễu mạng sống của tên này. Chợt tiếng còi báo hiệu vang lên, anh liền đánh hắn rồi vội vàng bỏ chạy thục mạng. Đội trưởng vừa may mắn nhặt lại được cái mạng từ cửa tử sẽ không dễ dàng gì buông tha cho Jihan. Hắn cho quân lính đuổi theo nhất định phải bắt cho được anh. Dù Jihan cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn bị đội trưởng nhìn thấy và đuổi sát phía sau. Anh băng qua cánh rừng và chạy lên đồi cao. Đội trưởng ở phía sau không ngừng bắn về phía Jihan khiến anh ngã lăn xuống đồi. Dù vậy, Jihan vẫn cố gắng chạy về phía trước và buộc phải dừng chân trước một vách đá treo leo. Lúc này đội trưởng đã đuổi đến nơi và nã một viên đạn vào Jihan khiến anh rơi xuống biển. Đội trưởng cho người lục soát xung quanh trong phạm vi 500m tới khi nào tìm được xác Jihan thì thôi. Ngày hôm sau, cô gái vô tình phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên bãi đá. Cô lại gần xem thế nào thì nhận ra anh chính là tên lưu manh trên phố hôm trước. Khi đó quân lính đang đi lục soát khắp nơi để tìm kiếm Jihan. Đội trưởng nói anh còn nguy hiểm hơn cả phần tử phản loạn nên một khi nhìn thấy nhất định phải báo cho ông ta. Sau đó Mi Jon lén lút lấy đồ chạy đến chỗ Jihan. Cô đem thức ăn đến để lót dạ cho anh. Jihan vừa ăn vừa hỏi Mi Jon tại sao không báo cáo mình. Cô bảo là vì thấy anh rất đáng thương. Đây là lần đầu tiên Jihan nghe người khác bảo mình đáng thương vì trước giờ họ toàn nói anh đáng sợ và hung ác. Jihan bảo rằng anh muốn men theo đường biển về nhà nhưng lại không giỏi bơi nên nhờ Mi Jon dạy bơi cho anh. Đêm đến cô còn lén lút chuẩn bị đồ ăn cho Jihan. Trước khi đi còn cố tình bôi son để trông thật xinh đẹp khi gặp anh. Trên đường đi cô lại gặp Ki Sang nhưng Mi Jon vẫn không cho anh theo mà vội vàng bỏ đi. Từ đó hàng ngày Mi Jon vẫn luôn đến chỗ Jihan. Lâu dần hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Cuối cùng Jihan đã không cầm lòng được mà hôn lấy Mi Jon và hai người đã trải qua một đêm mặn nồng với nhau. Sau đó Mi Jon cho anh biết đám quân nhân đã không còn lục soát nữa. Nếu Jihan đi đến bến Sopit sẽ có thuyền trở về đất liền. Anh liền nói muốn Mi Jon đi với mình. Trước đây Jihan chỉ mong ước mình sẽ mất đi một cách tử tế nhưng bây giờ chỉ mong được kề cạnh cô. Mi Jon rưng rưng nước mắt nói với anh mẹ cô không cho phép cô gặp những người trên đất liền. Và từ giờ cô sẽ không đến đây nữa. Vừa dứt lời cô liền chạy đi nhưng Jihan lại đuổi theo giữ cô lại. Đúng lúc này mẹ và quân lính bất ngờ xuất hiện. Bà liền kéo Mi Jon về phía mình còn Jihan bị đội trưởng đánh một trận không thương tiếc. Cô điên cuồng la hét cầu xin hắn đừng đánh anh nhưng cuối cùng Jihan vẫn bị bắt về. Những người khác cũng bị bắt lên tàu và đưa đi thật xa khỏi đảo Jeju. Kể từ hôm đó Mi Jon vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Dù vậy chàng trai kia vẫn quỳ xuống cầu xin bác gái gả Mi Jon cho anh và hứa sẽ bù đắp mọi tổn thương cho cô. Bà cảm thấy Ki Sang là một người vừa lương thiện vừa tốt bụng nên cũng muốn anh trở thành con rể của mình. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như bà đã nghĩ, mẹ bất ngờ phát hiện Mi Jon đã mang thai con của Jihan. Ở nơi này con gái không chồng mà chửa là một chuyện vô cùng ô nhục không thể chấp nhận nổi, nhưng mẹ cũng sẽ không nhẫn tâm với Mi Jon và đứa bé. Bà đưa cô đến một căn nhà hẻo lánh ngoài biển để Mi Jon ở đây sinh đứa trẻ ra mà không một ai hay biết. Mi Jon vô cùng tủi thân và khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình, dù vậy cô vẫn phải cố gắng cầm cự vì đứa trẻ. Về Ki Sang đã lâu ngày anh không tìm thấy Mi Jon nên đã bám theo mẹ cô hỏi thăm nhưng bà nhất quyết không hé răng nửa lời. Ngày tháng dần trôi và cũng đến ngày Mi Jon hạ sinh đứa trẻ, mẹ cô vội vàng rời nhà đến chỗ cô mà không hay biết Ki Sang đã bám theo. Anh đứng bên ngoài và nhìn thấy Mi Jon đang đau đớn lâm bồn qua cánh cửa, hai tay Ki Sang nắm chặt lại. Cuối cùng đứa trẻ cũng ra đời nhưng Mi Jon cũng mệt quá mà ngất đi. Ki Sang thấy bà đem đứa trẻ còn đỏ hỏn đến trước cổng cô nhi viện bỏ ở đó. Nhiều năm sau đứa trẻ ngày nào đã lớn lên thành một người đàn ông trưởng thành. Anh cùng với những người đồng đội của mình tổ chức một cuộc thi câu cá. Chàng trai lặn xuống biển móc con cá vào lưỡi câu của phe mình và thành công giúp người này câu được con cá lớn.
Đúng lúc đó lãnh đạo Hun đột ngột tới tìm Jung-ku, ông nói với anh Su-tae sắp được mãn hạn tù và mong sau này anh đừng giao du với tên đó nữa. Dù vậy Jung-ku vẫn nhất quyết sẽ không bỏ mặc Su-tae, sau đó anh cùng với bạn mình đến tòa biệt thự của một người đàn ông giàu có. Trước đây nơi này từng là một trang trại cam và hơn hết, ông chủ còn có một cô cháu gái hết sức xinh đẹp khiến Jung-ku thương nhớ. Anh liền lén lẻn vào nhà xem tòa lâu đài này rốt cuộc nguy nga lộng lẫy cỡ nào, anh nhớ lại ngày bé đã từng say đắm tiếng đàn của cô bé đó. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, đó là ông chủ của căn biệt thự này. Ông chỉa súng về Jung-ku và hỏi đến đây làm gì, anh liền nói là muốn xem căn nhà này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Trước thái độ đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn bỡn cợt của Jung-ku, ông liền bắn thêm một phát súng nữa và đếm đến 3 nếu như anh không biến khỏi đây sẽ toi mạng. Jung-ku chả những không sợ còn kêu ông cứ bắn đi, khi súng chuẩn bị bóp có cấp dưới đã ngăn ông chủ lại và Jung-ku cùng bạn anh liền rời khỏi đó. Cô gái áo xanh này là một kẻ móc túi, Jung-ku vì vậy mà tức giận với cô. Anh không muốn cô đi vào con đường này và nói rằng nếu cần gì thì hãy nói với anh chứ đừng đi trộm nữa. Jung-ku từ chỗ người quen biết được trường đua ngựa này. Và tất cả mọi thứ trên đảo Jeju đều bị người đàn ông kia mua hết. Sau đó ông ta đến gặp Ju Kwang-soo để được thầu dự án xây dựng sân golf tại đảo Jeju này. Không những thế còn đòi cả mạng của ông ấy. Sau đó ông đứng lên cầm lấy gậy golf và nhắc lại chuyện từng xảy ra khi cả hai còn buôn ma túy với nhau. Rồi lại vung gậy đập vỡ bình sứ của ông Kwang-soo. Ngày xưa ông Kwang-soo từng bị trúng đạn và nói mạng của mình thuộc về chủ tịch Giang. Là Kwang-soo đã từng cầu xin ông cứu mạng nhưng ông chưa từng đòi hỏi thứ gì. Bây giờ ông ta lại vì thế mà muốn cản trở ông xây dựng sân golf khiến chủ tịch vô cùng tức giận. Ông điên cuồng đập phá văn phòng của Kwang-soo và bỏ đi. Ngay sau đó ông ta liền gọi cho người của mình ra lệnh cho họ nhất định phải giữ lấy dự án đó. Lúc này bạn của Jung-ku bất ngờ báo cho anh biết Sun Jong đã bị cảnh sát bắt. Anh liền đến đó và nhờ lãnh đạo Hun giúp bảo lãnh Sun Jong bởi vì cô là em gái của Su-tae. Không lâu sau Su-tae đã ra tù nhưng lại không nhìn thấy em gái tới đón mình. Anh liền trút hết giận dữ lên người Jung-ku và trách anh không trông nom em mình cho tốt. Đúng lúc này ông Ji góc kia lại xuất hiện nên Su-tae đã nhờ ông giúp đỡ. Tuy nhiên phải mời luật sư thì Sun Jong mới có thể được thả ra. Lúc này trưởng phòng thông báo với chủ tịch, do chuyện bọn họ vay vốn làm sân golf lộ ra nên truyền thông và báo chí đã làm rất rầm rộ. Ông liền ra lệnh cho anh bằng mọi cách phải ngăn cản chuyện này lại để không để lại bằng chứng gì. Ngày hôm sau Su-tae hỏi vay tiền đàn em để tìm luật sư bào chữa cho Sun Jong. Nhưng bọn họ cũng không khá khẩm gì hơn anh cả, dù vậy vẫn cố góp một ít tiền đưa cho Su-tae. Đúng lúc anh đang túng quẫn thì bất ngờ gặp lại một người quen trong tù. Hắn nói nếu anh làm tốt chuyện này chắc chắn sẽ phát tài. Trưởng phòng liền bước ra khỏi xe yêu cầu Su-tae bắt vài người trong những người biểu tình trên biển để họ ký tên là xong, nhưng anh lại từ chối vì không còn muốn làm những chuyện như xã hội đen nữa. Tuy nhiên Jung-ku lại đuổi theo chiếc xe của trưởng phòng để đề nghị được làm việc đó, thế là tối đến cả bọn ra bờ biển ghi chép lại số thuyền. Đợi tờ mờ sáng mới bắt đầu ra tay, họ lên thuyền đổ xăng khắp nơi và bắt người dân phải ấn tay đóng dấu chuyển nhượng đất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm Jung-ku được thưởng rất hậu hĩnh nên đã đến quán karaoke ăn mừng. Vừa lúc đó Su-tae bước vào giận dữ hỏi tội Jung-ku tại sao lại làm như vậy. Nhưng khi anh nhét tiền mời luật sư vào túi Su-tae và nói nếu Su-tae sợ phạm pháp phải ngồi tù thì cứ việc nói ra, Jung-ku sẽ lo hết cho anh. Su-tae liền đem số tiền đó giúp Sun Jong được bảo lãnh ra ngoài. Trên đường đi Jung-ku vô tình nhìn thấy chủ tịch bị cưỡng chế bắt đi. Anh liền đuổi theo đạp vỡ kính chiếu hậu, sau đó nhảy lên nóc xe làm một cú đá về phía bọn chúng. Dũng mãnh lao vào cứu vị chủ tịch kia, nhưng đáng tiếc vẫn bị số lượng của đối phương áp đảo mà ăn một trận nhiều đòn. Vào thời khắc quan trọng xe cứu viện đã đến nên chúng liền bỏ chủ tịch lại và chạy đi. Sau chuyện này chủ tịch đã có ấn tượng mạnh với Jung-ku. Đợi anh xuất viện, ông liền bảo trưởng phòng đưa Jung-ku đến. Lúc đó có một cô gái lạ mặt bước vào biệt thự. Nhưng khi ông hỏi cô là ai thì cô gái lại lẳng lặng bỏ đi. Lúc này Jung-ku đã xuất hiện trước mặt của chủ tịch. Ông hỏi anh tại sao lúc đó lại liều mạng cứu mình, là bởi vì anh biết đây là cơ hội đặc biệt để thay đổi cuộc đời của Jung-ku. Chủ tịch Giang liền cho anh cơ hội tới Seoul cùng mình nhưng Jung-ku lại chần chừ bởi anh lo lắng cho Se-suk và Kang-jae. Nhưng Su-tae lại khuyên anh không nên bỏ lỡ cơ hội này, chỉ cần cuộc đời Jung-ku thuận buồm xuôi gió thì những anh em ở đây mới có thể khá lên được. Mọi người đều mừng thay cho Jung-ku, duy chỉ có Sun Jong buồn bã khi phải xa anh. Jung-ku liền ôm cô an ủi nhưng Sun Jong chỉ im lặng đưa phong bì tiền cho anh rồi rời đi. Không lâu sau máy bay đã đưa Jung-ku từ đảo Jeju lên Seoul, anh được giao phó sống với con trai chủ tịch là Giang Tae-hook, người duy nhất sẽ được thừa kế khối tài sản kết xù của chủ tịch Giang, vì vậy đây chính là một khởi đầu vô cùng quan trọng trong cuộc đời của anh. Jung-ku liền đến quán bar tìm Tae-hook, khi anh vừa giới thiệu bản thân Tae-hook đã bảo người được bố anh ta nhắm đến. Chắc chắn không đơn thuần chỉ là lưu manh mà là rác rưởi. Nói xong Tae-hook muốn bỏ đi nhưng Jung-ku đã níu anh lại. Dù người đàn ông này có xem anh là rác rưởi đi chăng nữa, thì nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của anh là phục vụ cho anh ta. Tae-hook liền đưa Jung-ku về nhà và ra điều kiện với anh. Bất kể nhìn thấy gì hay nghe thấy gì cũng phải làm như câm điếc, sau đó Tae-hook để cho anh tùy ý chọn một căn phòng để ở. Một tên lưu manh như anh lần đầu nhìn thấy những món đồ hiệu đắt tiền cũng trở nên lóa mắt. Sáng hôm sau Jung-ku đã chuẩn bị bữa sáng cho Tae-hook và nói với anh sẽ nắm bắt cơ hội làm giàu này. Tae-hook muốn gì anh cũng sẽ làm theo, kể cả việc sủa như một con chó.
Bên này, Chủ tịch Giang và ông Quang Su đang bàn về kế hoạch giúp đảo Jeju trở thành một vương quốc du lịch. Để giảm thiểu cơ hội Quang Su bán đứng mình, Chủ tịch Giang đề nghị kết thông gia với ông. Đúng lúc này, trưởng phòng chạy đến báo tin giữ cho Chủ tịch biết. Mảnh đất kia không được ngân hàng chấp thuận và nó có liên quan đến vấn đề pháp luật. Nếu không nhanh xử lý sẽ lỗ vốn 15 tỷ won. Chủ tịch Giang nghe xong liền cau mày. Ông tìm đến Moon Song-chun để vay mượn 15 tỷ won, thời hạn là đến cuối tháng này. Ông Song-chun chấp nhận đề nghị của Chủ tịch Giang với một điều kiện, đó là giúp ông thanh toán một người. Trên xe, trưởng phòng đã hỏi Chủ tịch vì lý do gì ông lại để Jung Won ở bên cạnh Tae-hook. Ông nói là vì Tae-hook và Jung Ku là hai người trái ngược nhau, ông muốn Tae-hook ở bên Jung Ku lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của anh. Lúc này Tae-hook có việc phải ra ngoài với Jung Ku, nhưng nhìn thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh không phù hợp. Anh liền bảo Jung Ku tùy ý chọn một bộ vest rồi đi theo mình. Jung Ku đến chỗ những người bạn tài phiệt của Tae-hook và được anh giới thiệu với họ. Đúng lúc này có một cô gái đến tìm Tae-hook, anh liền ngoắc tay ra hiệu cho Jung Ku đến chỗ mình. Và nói với cô gái kia bất cứ chuyện gì cũng có thể nói trước mặt Jung Ku vì bọn anh là một thể với nhau. Sau đó Tae-hook bỏ đi để Jung Ku ngồi một mình với cô gái đó. Cô hỏi anh có muốn ngủ với mình hay không khiến Jung Ku ngớ người, còn cô thì cười rồi bỏ đi. Ngày hôm sau Tae-hook đưa Jung Ku đến học viện âm nhạc nơi cô gái mà anh đang thích học ở đây. Vì Tae-hook không biết phải làm cách nào để có được trái tim cô ấy nên đã ra lệnh cho Jung Ku hãy cướp trái tim cô gái đó về. Lần đầu Jung Ku gặp kiểu yêu cầu thế này chỉ biết phì cười. Chưa hết, Tae-hook còn bắt anh phải điều tra tất cả mọi thông tin về cô gái kia. Jung Ku dựa theo tờ giấy ghi tên Lee So-hoon đến tìm cô ấy. Chợt anh nhìn thấy hình ảnh cô đang mải mê tập đàn cello qua cánh cửa. Jung Ku cứ say đắm ngắm nhìn cô như cách anh đã từng nhìn cô bé ở vườn cam năm đó. Khoảnh khắc ấy Jung Ku đã nhận ra So-hoon chính là cô bé mình đã tìm kiếm suốt bao năm qua, khiến trái tim anh rung động một lần nữa. Sau giờ học, So-hoon vội vã chạy tới studio làm mẫu ảnh. Cô bạn thân có thân hình quyến rũ hơn nên đã được giao phần chụp nội y thủ lao cao hơn, trong khi So-hoon phải chụp ảnh thời trang với thủ lao thấp hơn phân nửa. Vừa kết thúc chụp ảnh, cô lại tiếp tục đi dạy thêm cho học viên. Tối đến cô lại đến quán ba đàn để kiếm thêm thu nhập. Chỉ cần khách tip thêm tiền, Boa So-hoon đều sẽ đàn theo mọi yêu cầu của họ. Sau khi hoàn thành công việc cuối cùng, So-hoon liền trở về nhà. Jung Ku đã theo dõi cô suốt không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào và cuối cùng cũng biết địa chỉ của So-hoon. Không lâu sau, trưởng phòng Beth theo yêu cầu của Jung Ku đã sắp xếp công việc cho bạn bè trên đảo của anh. Vừa nhìn thấy Sun Jong, anh đã rất hài lòng. Tuy nhiên cô lại không thích ánh mắt mà trưởng phòng Beth nhìn mình. Rút tê hết lời khuyên nhủ em gái, nhưng trong lòng cô chỉ thích mỗi Jung Ku nên không muốn kết hôn với ai ngoài anh. Còn người cảnh sát Ki sang năm nào bây giờ đang đến bệnh viện thăm mẹ của Mi-jeon. Bà đã không còn sống được bao lâu nữa nhưng có một di nguyện cuối cùng là được gặp lại Mi-jeon. Dù cô đã mất từ lâu nhưng Ki sang vẫn gật đầu hứa để bà an tâm. Bên này Tae-hook đã hỏi Jung Ku hoàn thành nhiệm vụ tới đâu rồi. Anh liền nói mình không đủ khả năng làm chuyện này khiến Tae-hook bất mãn. Bởi đây là một vụ giao dịch để anh nhận được sự tin tưởng của Tae-hook. Nếu anh không hài lòng có thể Jung Ku sẽ đánh mất cơ hội đổi đời nên anh đã tiếp cận bạn của So-hoon trước. Anh đã mời cô tham gia bữa tiệc của những người giàu có với điều kiện cô phải đưa theo So-hoon đến. Ngay khi cô vừa tới nơi, Jung Ku đã thẳng thắn thừa nhận bữa tiệc này được Tae-hook chuẩn bị riêng cho So-hoon. Sau đó anh liền gọi Tae-hook đến gặp cô. Trước đây Tae-hook từng bị So-hoon từ chối nhưng vẫn không từ bỏ và muốn theo đuổi cô. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của em, trái tim mềm yếu của tôi như đang ngừng thở. So-hoon lần này đã cởi mở hơn với Tae-hook. Jung Won hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại không cảm thấy vui vẻ bởi vì anh đang chứng kiến cô gái mình thích ở bên người khác. Ngày hôm sau, ông Song-chun đến gặp Chủ tịch Giang một lần nữa để xác nhận xem ông có đồng ý giúp mình xử lý người kia hay không. Chủ tịch cuối cùng đã gật đầu và cho gọi Jung Ku quay về. Ông nói với Jung Ku từ giờ đã chính thức coi anh như là người của mình. Jung Ku mừng rỡ khi được ông công nhận, nhưng khi nghe nhiệm vụ đầu tiên được giao phó là lấy mạng một người, anh trở nên vô cùng băn khoăn. Ngày hôm đó Su Tae nói với đàn em, anh biết bấy lâu nay bọn họ không hề thích mình. Đi theo anh chỉ toàn chịu cực chịu khổ, vì vậy lần này anh quyết tâm phụ trách dự án xây dựng du lịch trên đảo Jeju để tất cả cùng nhau đổi đời. Sau đó anh liền lôi người đàn ông luôn cản trở mình xuống huyệt mộ đào sẵn dạy cho ông ta một bài học. Sun Jong vui mừng chạy tới thông báo cho mọi người Jung Ku đã trở về. Họ tức tốc chạy đến gặp Jung Ku và mở tiệc chúc mừng anh đã quay trở lại. Cũng nhờ Jung Ku mà bây giờ những người khác đều có một chức vụ nhất định trong công ty của Chủ tịch Giang. Jung Ku ra ngoài và suy nghĩ rất kỹ những lời trưởng phòng Beth nói. Nếu anh quyết định đúng đắn, chắc chắn mối quan hệ giữa anh và Chủ tịch Giang sẽ khăng khít đến độ có thể chia sẻ bí mật cho nhau. Lúc này So-hoon đang trò chuyện với bạn cô. Cô chia sẻ rằng trước đây từng gặp Tae-hook ở buổi biểu diễn, cũng đã từ chối anh vài lần vì Tae-hook không phải hình mẫu So-hoon thích. Tae-hook cũng từ chỗ Jung Ku biết được cô có xuất thân từ đảo Jeju, không còn bất cứ người thân nào và mỗi ngày làm tận 4 công việc để thực hiện ước mơ du học của mình. Sau đó anh hẹn So-hoon ra gặp mặt và tỏ tình với cô một lần nữa, tuy nhiên vẫn bị So-hoon từ chối. Anh tiếp tục ngỏ lời mời So-hoon cùng đi du lịch nhưng cô lại bảo mình có việc phải về Jeju một chuyến. Khi đó Chủ tịch Giang đang ngồi vẽ chân dung của một người phụ nữ. Chợt đôi mắt ông ngấn lệ khi nhìn cô, còn đôi tay lại trở nên run rẩy. Chủ tịch ôm lấy đầu mình rồi bỗng nhiên nổi điên đập phá mọi thứ. Tiếp theo ông lấy lại bình tĩnh và ra gặp mặt Jung Ku.
anh đã chấp nhận làm theo lời đề nghị của chủ tịch, cái giá phải trả của việc bán linh hồn làm việc cho ông không hề tồi. Ông hứa sẽ cho Jung-kook nhận những gì anh xứng đáng. Tiếp theo, trưởng phòng Beth đưa cho anh ảnh mục tiêu cần ám sát. Jung-kook theo lệnh Tae-hook đến đón So-hoon ở sân bay và mục tiêu ám sát của anh cũng vừa trở lại Jeju. Người đàn ông này tên là Jackson có quan hệ với chủ tịch Ju. Khi đó So-hoon nhờ anh đưa đến một nơi tên là Kwimiji vì hôm nay là ngày giỗ bố mẹ cô. Trong lúc chỉ có hai người, So-hoon đã hỏi về quan hệ của anh với Tae-hook. Jung-kook cho cô biết Tae-hook là một người rất quan trọng nắm giữ chìa khóa của cuộc đời anh. Anh lại bạo gan hỏi So-hoon tại sao bố mẹ cô mất cùng một ngày. Bọn họ đều mất vì tai nạn giao thông nhưng nguyên nhân của vụ việc đến giờ So-hoon vẫn chưa điều tra được gì. Không những thế, sau khi họ mất đi những gì cô nắm giữ trong tay, từ nhà cửa cho đến đất đai đều bị mất hết khiến So-hoon không tài nào hiểu nổi. Đồng thời, ông Quang Su đã chia sẻ với Jackson rằng ước mơ của ông là biến hòn đảo Jeju này thành một sòng bài lớn như Las Vegas. Để kẻ khác không trà đạp lên mộng tưởng này, ông muốn Jackson giúp sức đối phó người đó. Còn giới thiệu con gái Mi-jan cho anh, tiết lộ một chút về Jackson. Anh ta là một con bạc vô cùng lợi hại ở Mỹ, cũng từng là lính đánh thuê ở châu Phi có xuất thân là đặc chủng. Sau khi con gái ông Song Chun tiếp xúc với Jackson đã bật vô âm tín khiến ông vô cùng lo lắng, vì vậy ông muốn nhờ tay chủ tịch Giang trừ khử người này. Đúng lúc đó Jung-kook đến xem thử một sòng bạc ở đây và vô tình nhìn thấy Jackson. Đồng thời Tae-hook đã đưa bạn anh lên đảo chơi rồi cùng với So-hoon lên du thuyền dạo biển, cô đến bên cạnh nói chuyện với Jung-kook. Nghe anh kể về lúc nhỏ mình thường cùng với bạn bè lặn ở vùng biển bên kia, So-hoon tỏ ra vô cùng thích thú và nhờ Jung-kook dạy cô học lặn. Ngay sau đó Tae-hook tưởng mình câu được một con cá lớn nên đã bảo Jung-kook tới giúp anh câu nó lên, còn So-hoon cô bỏ vào trong thì gặp Chan-sung. Anh ta đề nghị cô liên lạc với mình ngay sau khi kết thúc quan hệ với Tae-hook. Còn đẩy cô vào tường, đúng lúc bị Tae-hook phát hiện đã vô cùng giận dữ lao vào tẩn hắn một trận, khi thuyền vừa cập bến So-hoon liền bỏ đi. Tae-hook đuổi theo giải thích với cô và bảo rằng nếu cô đi rồi anh sẽ không thể nhìn mặt người bạn kia nữa. Cô liền đồng ý sẽ không để bụng chuyện này nhưng muốn đến một nơi trước. Trên đường đi So-hoon vô tình phát hiện căn biệt thự nằm trên mảnh đất cũ của nhà cô chính là nhà của Tae-hook thì vô cùng tức giận. So-hoon không quay lại chỗ anh nữa khiến Tae-hook nổi giận với Jung-kook vì không giữ cô lại. Chan-sung chen vào nói tính tình So-hoon vô cùng tệ hại khiến Tae-hook mất bình tĩnh đẩy ngã anh vào thành hồ. Đầu Chan-sung chảy rất nhiều máu và đã mất mạng ngay sau đó. Chủ tịch lập tức trở về hỏi tội anh, ông không thể giữ nổi bình tĩnh và đánh con trai một trận như tử. Không lâu sau cảnh sát liền đến hiện trường bắt hung thủ, Kang Si hỏi thủ phạm là ai nhưng Tae-hook sợ hãi không dám đáp lời. Jung-kook không chần chừ gì ra mặt chịu tội thay anh, trở về đồn ông Kang Si một lần nữa hỏi Jung-kook có phải anh làm hay không. Anh liền đáp đúng là mình khiến ông vô cùng điên tiết và bất lực khi phải chịu suốt bao cay đắng thời gian qua nuôi nấng Jung-kook nên người. Mà bây giờ anh lại trở thành một tên hung thủ giết người như thế, anh nhận tội thay Tae-hook cũng vì muốn lấy được sự tín nhiệm của chủ tịch Giang. Chỉ cần chịu đựng một thời gian nửa đời còn lại của Jung-kook sẽ trở nên vô lo vô nghỉ, trong khi đó bạn bè của anh lại không thể yên lòng nhìn Jung-kook ngồi tù. Họ tìm đến trưởng phòng Beth nhờ ông giúp, sau đó đến thăm Jung-kook và hứa bằng mọi giá sẽ đưa anh thoát khỏi cảnh giam cầm. Jung-kook nhận ra bọn họ sẽ làm tất cả những gì trưởng phòng nói nên cố gắng ngăn cản nhưng không được. Kang Si sau khi nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão đã đưa Jung-kook tới gặp bà ngoại anh. Ông tiết lộ đây chính là con trai của Mi-jeon cho bà biết và đan chặt tay hai người với nhau. Bà cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng thều thào với cháu trai, đừng tha thứ cho bà sẽ xuống địa ngục chịu tội. Vừa dứt lời bà đã chút hơi thở cuối cùng trước mặt của Jung-kook. Anh rưng rưng nước mắt hỏi Mi-jeon rốt cuộc là ai. Kang Si lấy ra bức ảnh của cô đưa cho anh và nói rằng đây chính là mẹ cậu. Đến tận bây giờ Jung-kook mới biết mình vốn có mẹ và bà ngoại. Nhưng từ nhỏ anh đã nghe nói mình bị bỏ rơi từ lúc mới chào đời nên đã hỏi Kang Si. Tại sao họ lại bỏ rơi anh? Tất cả chuyện này và cả thân phận của bố Jung-kook là nói ra vẫn còn quá sớm. Kang Si muốn chờ thời điểm thích hợp sẽ kể rõ với anh. Nhân lúc Kang Si gặp điều dưỡng bàn về tang lễ của bà, Jung-kook đã lén chạy đi mất. Anh chạy về nhà tìm Su Tae nhưng không thấy anh ta đâu cả. Không bắt được Jung-kook, cảnh sát trưởng tay không trở về và nói mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Trong khi đó anh đang lái xe đi tìm đám bạn của mình. Hỏi thăm được họ đang ở hồ Jeso, Jung-kook lập tức chạy tới đó. Đồng thời Jackson cũng bị lừa đưa tới đây, anh đối mặt với cả một đám đông phía trước nhưng chẳng hề run sợ chút nào. Bởi đối với một lính đặc chủng như Jackson, những tên này chỉ là hạng tép riêu. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác và săn tay áo lên, sau đó lao vào xử từng tên một cách nhanh gọn. Su Tae cầm gậy bóng chày đánh lén Jackson khiến anh không kịp trở tay. Anh gọi Kang Jae giữ đối phương lại rồi đánh từng cú đau điếng vào người Jackson. Cuối cùng xử lý anh và phi tang xác xuống biển, đúng lúc bị Jung-kook phát hiện nên đã nhảy xuống cứu Jackson một mạng. Anh bảo Jackson nên nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ toi công cứu anh, ơn cứu mạng này Jackson sẽ không quên và muốn biết danh tính của Jung-kook. Tuy nhiên anh cũng từng có ý định thanh toán Jackson nên sẽ không lộ tên, Jung-kook cứu anh chỉ vì không muốn bạn mình trở thành sát nhân. Ngày hôm sau Jung-kook liền đến đảo Sedong tìm So-hoon, nhưng chỉ dám ngắm cô từ xa rồi vội vàng chạy đi. Đúng lúc So-hoon phát hiện ra anh và đuổi theo, tuy nhiên Jung-kook vẫn không nán lại thêm phút nào mà chỉ vẫy tay tạm biệt cô. Sau đó anh quay lại đồn cảnh sát và xin lỗi cảnh sát Hoon, ông không trách mắng gì chỉ hỏi anh đã ăn sáng chưa.
Trong khi đó, Jackson đã quay lại chỗ chủ tịch Kang. Ông đoán chuyện mình bị ám sát do Moon Song-chun làm vì ông đã hại cuộc đời con gái ông ta. Jackson dự định sẽ lánh đi một thời gian chờ mọi chuyện êm xuôi. Đồng thời, trưởng phòng Beth đã đề cử Sút Tê với chủ tịch. Sau chuyện anh ám sát Jackson, ông khá hài lòng. Tiếp theo, ông bảo trưởng phòng đưa Tê Húc đi xem mảnh đất vừa mua lúc trước và cả khu du lịch đang xây dựng. Từ giờ, ông sẽ bắt anh làm theo khuôn khổ của mình, không để con trai lêu lổng chơi bời như trước nữa. Bên này, cảnh sát Hun đưa Jung Ku tới con đường mang tên 1 tháng 5 sau sự kiện Tổng thống Park Jung Hee. Ông đã ra lệnh bắt tất cả lưu manh trên toàn quốc, sau đó cho xây dựng đảng kiến thiết Gokdu và bắt tất cả lưu manh lên đảo Jeju xây dựng con đường này. Trong đó có cả bố Jung Ku. Ông cho anh biết trong thời gian Ji Han trốn khỏi đảng đã gặp được Mi Jeon và sinh ra Jung Ku. Một thiếu nữ chưa xuất giá lại mang thai cốt nhục của lưu manh, bà ngoại đã giấu mẹ anh lên căn phòng ven biển và sinh ra Jung Ku. Trong lúc Mi Jeon ngất đi vì kiệt sức, bà đã mang anh thả trên biển vì không muốn Jung Ku hủy hoại cuộc đời của con bà. Sau khi biết được thân thế của mình, Jung Ku cũng không thể oán trách ai, bởi vì sự tồn tại của anh vốn đã là một sai lầm. Về phía Tae Hook, anh được chủ tịch giao phó trông coi khu du lịch nhưng Tae Hook tỏ ra không hứng thú. Anh cũng chưa từng coi chủ tịch Giang là bố mình bởi vì từ lúc anh 14 tuổi, vẫn chưa hề biết được sự tồn tại của ông. Mà phải sống chui rúc trong khu phố nghèo đói, thậm chí không có tiền lo đám tang cho mẹ. Anh nói bây giờ mình đang sống rất hạnh phúc nhưng không cảm thấy vui vẻ gì. Chủ tịch tức giận nhìn Tê Húc, trong khoảng thời gian ông không tìm anh cũng đã sống rất khổ sở. Toàn thân là những vết đạn và bao lần vào sinh ra tử, tất cả những lần như thế ông cũng chưa hề than vãn với Tê Húc. Mà chỉ muốn cho anh một cuộc sống đủ đầy, chủ tịch nói từ giờ sẽ không bao dung cho Tê Húc nữa. Nếu anh làm ông nổi điên thì chắc chắn ông sẽ không tha thứ cho anh. Tối hôm đó, Tê Húc tiếp tục liên lạc cho Sohun. Nhưng cô lại nhờ bạn thân từ chối không nhận điện thoại của anh. Ngay lúc Tê Húc đang buồn phiền vì Sohun cứ né tránh mình thì Mi Jeon lại đến tìm anh. Cô đã nghe chuyện Chan Sung bị Jung Ku giết nên không muốn cứ bỏ mặc Tê Húc sống như thế. Tuy nhiên anh lại nói thẳng mối quan hệ giả được hai ông bố sắp xếp giữa họ nên dừng lại tại đây. Dù Mi Jeon nói không hề có tình cảm gì với Tae Hook nhưng cô buộc phải tiếp tục quan hệ với anh vì lợi ích của bố. Ngày hôm sau, Tae Hook đến tận nhà tìm Sohun và ra quán cà phê nói chuyện với cô. Anh cho rằng Sohun tránh mặt mình vì chuyện Chan Sung. Nhưng cô lại phủ nhận và bảo rằng chỉ là không có điều kiện gặp anh nữa mà thôi. Hơn nữa, Sohun sắp phải đi du học nên không muốn qua lại gì với Tae Hook nữa. Cuối cùng đã có kết quả định tội của Jung Ku, anh sẽ phải ngồi tù 1 năm 6 tháng. Nhưng chỉ cần chịu đựng 1 năm, chủ tịch Giang sẽ bảo lãnh anh ra. Về phần Sohun, cô đã ra nước ngoài du học. Ngoài ra còn làm thêm phục vụ ở nhà hàng, nhân viên giặt là. Tối đến, Sohun lại đến tìm bạn thân đang làm việc ở trung tâm để cùng nhau về nhà. Vừa đến nơi, họ đã nhìn thấy Jackson đang cùng nhân viên cấp cứu đẩy một cô gái tên Jung Hee lên xe. Họ tò mò hỏi người dân gần đó thì được biết cô gái kia có ý định tự sát. Bên này, Ji Góc tới nhà tù thăm Jung Ku. Anh liền nhờ ông ấy tìm giúp người từng phụ trách áp giải đám lưu manh lên đảo Jeju. Tên là Lee So-chan. Ngay khi vừa trở về, Ji Góc tìm đến cảnh sát Hun nhờ ông giúp đỡ. Bởi vì Ji Góc đã vận dụng hết khả năng vẫn không tìm được thông tin của Lee So-chan nên muốn cảnh sát Hun giúp ông. Trong khi đó, chủ tịch Moon cùng những người khác chơi đánh gôn. Ông muốn Kang Su lấy sòng bạc của mình ra để cược và nói rằng muốn thâu tóm tất cả sòng bạc trên đảo Jeju để đầu tư cho chủ tịch Giang. Đúng lúc này, Jackson đến tìm bọn họ. Trưởng phòng Beth tiến lên ngăn cản nhưng bị ông đấm một phát ngã lăn ra. Tiếp theo, Jackson tiến đến nói với ông Jong-mu rằng mình sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho Jung Hee, chỉ khi anh sống sót cô mới được hạnh phúc. Ông Song-chun điên tiết khi không thể làm gì, anh ta liền nhìn sang chủ tịch Jung. Ngay sau đó, chủ tịch gọi đám người Sút Tê đến rồi đánh anh một trận như tử. Sút Tê khổ sở van xin chủ tịch Giang cho mình thêm một cơ hội nữa nhưng ông chỉ kêu anh mau biến đi. Lúc này, cảnh sát Hun đến tìm Jung Ku cho anh biết thông tin mình tìm được về Lee So-chan. Ông ta đang lãnh án vô thời hạn trong khu cải tạo này. Vừa dứt lời, quản giáo đã đưa Lee So-chan tới trước mặt Jung Ku. Khi Sang liền hỏi So-chan có nhớ Kim Ji-han, người từng bỏ trốn khỏi đảng Gokdu hay không. Ánh mắt So-chan lập tức trở nên dao động. Tuy nhiên, ông lại nói với quản giáo không có quan hệ gì với cảnh sát Hun và muốn quay lại trại giam ngay. Nhân lúc Lee So-chan ngồi một mình, Jung Ku liền tiến đến hỏi ông về tung tích của Ji-han. Anh nói ra thân phận thật sự của mình và muốn biết rốt cuộc kẻ đã hủy hoại cuộc đời của mẹ bây giờ đang ở đâu. Lee So-chan nghe xong vô cùng ngỡ ngàng nhưng ông chưa trả lời đã bị quản giáo gọi tập hợp. Lúc này, Jackson đã có được ảnh của Jung Ku, người từng cứu ông. Trong khi đó, chủ tịch Moon đang nổi giận với chủ tịch Giang vì không hoàn thành nhiệm vụ xử lý Jackson. Ông sẽ rút lại toàn bộ vốn tính đầu tư cho chủ tịch Giang. Nếu không có nguồn vốn này, toàn bộ công trình đang xây dựng của ông sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Trưởng phòng Beth khuyên ông nên khiến chủ tịch Moon đổi ý, nhưng ông biết rất rõ con người của Moon Song-chun. Nếu bây giờ cúi đầu chắc chắn sẽ thua cuộc, vì vậy chủ tịch Giang sẽ không để ông ta nắm bất cứ điểm yếu nào của mình, mà để ông Song-chun tự sa vào bẫy. Tối hôm đó, Jackson bất ngờ đến nhà của Jung Ku, nhưng chỉ có Kang Jae và Se Suk ở đó. Anh nói hôm đó Jung Ku đã cứu mình và muốn biết hiện anh đang ở đâu. Họ liền cho biết Jung Ku đang ở trại giáo dưỡng. Cùng lúc đó, Lee So-chan đã chủ động tới chỗ Jung Ku. Ông vừa nhận được tiền mà anh gửi vào tài khoản, nhưng So-chan nói với anh làm vậy cũng vô ích vì ông sẽ không hé răng nửa lời. Ngày hôm sau, chủ tịch Giang bảo trưởng phòng Beth sa thải nhóm của Sút Tê.
Còn về Tae Hook, cuối cùng anh đã chịu đến thăm Jung Kook khiến anh rất vui. Tae Hook hỏi thăm tình hình của anh ở đây và bảo rằng tính ra nước ngoài tìm Sohun. Anh tạm biệt Jung Kook và nói những gì mình nợ Jung Kook, chủ tịch Giang sẽ trả hết. Tuy vậy Jung Kook chưa từng nghĩ Tae Hook nợ mình, anh cho rằng đây là cơ hội tốt để lấy sự tín nhiệm của chủ tịch. Trước khi Tae Hook đi, Jung Kook đã cho anh biết hôm nay chính là sinh nhật của Sohun. Tối hôm đó Sohun đã tự thưởng cho mình một bàn ăn thịnh soạn để chúc mừng sinh nhật của bản thân, sau đó mua vé đi xem buổi biểu diễn mà cô đã thích từ rất lâu. Ở đây quy tụ đầy đủ tất cả các trò diễn xiếc, Sohun thật sự đã rất tận hưởng nó. Cho đến khi buổi diễn kết thúc mọi người rời đi hết, cô vẫn ngồi một mình ở đó. Sau khi trở về, Sohun vui mừng ôm lấy bản thân và cho cô ấy biết mình sẽ cố gắng được vào rạp xiếc Thái Dương biểu diễn. Ngày hôm sau, trưởng phòng Bét đưa cho chủ tịch xem bảng kế hoạch vốn đầu tư mà khách sạn đang cần. Ngay lúc đó Tae Hook bước vào và muốn nói chuyện riêng với bố, từ giờ anh sẽ nghe theo lời ông và muốn sang nước ngoài học quản lý kinh doanh. Tae Hook còn nhờ ông chăm sóc cho Jung Kook nhưng bố lại bảo anh hãy quên Jung Kook đi, vì bây giờ trên đường đời của con không cần thứ rác rưởi như cậu ta nữa. Bên này Jackson hướng dẫn cho Mi Jang cách quản lý một sòng bạc, vì thời gian sắp tới anh phải sang nước ngoài tạm thời không thể trở về. Ngay lúc đó Tae Hook đến tìm Mi Jang cho cô biết anh sắp đi du học, cô vui vẻ uống rượu tạm biệt anh nhưng không lâu sau lại một mình đứng khóc trên sân thượng. Trong khi đó Jung Hee đột nhiên đến nhà Sohun mời cô và Song Mi qua nhà mình dùng bữa dù họ chẳng hề quen biết nhau. Jung Hee đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn mời họ đến và nói muốn kết bạn với cả hai. Cô còn tiết lộ cho họ biết mình là vũ nữ thoát y, thế là hai người được tận mắt chứng kiến Jung Hee biểu diễn. Bất ngờ thứ hai của Sohun là cô được gặp lại Tae Hook ở đây, anh liền mời cô đến chỗ mình. Tae Hook không vòng vo mà nói thẳng vấn đề, anh nói sẽ giúp Sohun thực hiện những điều cô mong ước ngay sau khi kế nghiệp chủ tịch Giang. Và chỉ cần Sohun đồng ý cô sẽ có tất cả, tuy nhiên cô không có nhiều tham vọng như thế. Thứ duy nhất mà Sohun muốn là xây dựng rạp xiếc Thái Dương. Nhưng đó cũng không phải tất cả lý do Sohun từ chối anh, một phần là vì trong lòng cô đã có Jung Kook rồi. Ngay sau khi kết thúc buổi diễn, Jung Hee vội vàng chạy ra ôm lấy Jackson, bây giờ anh muốn về đây định cư để được ở bên Jung Hee. Và không muốn cô làm vũ nữ nữa, nhưng Jung Hee lại sợ một ngày Jackson sẽ rời xa mình nên cô không dám phụ thuộc vào anh. Tuy vậy cô vẫn rất hạnh phúc ôm lấy anh, cảm ơn vì Jackson đã chịu quay lại tìm cô. Thám thoát cũng đã 6 tháng trôi qua, Jung Kook chúc mừng ông So-chan vì sắp được mãn hạn. Anh không bỏ cuộc mà vẫn hỏi ông về tung tích của bố, ông lạnh lùng nói Ji-han là một tên cầm thú đã khiến mình bị giam cầm suốt 23 năm. So-chan sống tới giờ phút này là vì muốn tìm Ji-han trả thù. Jung Kook ngồi trong góc tối ngẫm về quá khứ của anh, từ khi sinh ra đã được coi là tạp chủng bị chính bà ngoại nhẫn tâm vứt bỏ. Sống đến tận giờ này vẫn chưa được gặp mẹ một lần, không những thế bố anh cũng là một kẻ đê tiện khiến người ta căm phẫn. Jung Kook nắm chặt bức ảnh của mẹ mình không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt. Đồng thời chủ tịch Giang cũng đang họa lại cố nhân ở trong tranh, người phụ nữ có ý nghĩa đặc biệt này khiến ông xúc động mỗi khi nhớ lại. Cuối cùng ngày Jung Kook ra tù cũng đến, mọi người vui mừng đến đón anh. Nhưng nơi đầu tiên Jung Kook đến không phải là nhà mình mà là dinh thự của chủ tịch Giang, tiếc thay chủ tịch lại từ chối gặp mặt anh. Se-suk và Kang Jae cho anh biết, trưởng phòng Bét đã dùng Sun Jong làm mồi nhử giữ chân anh. Và sau vụ việc của Jackson mọi người đều bị sa thải, họ cho rằng chủ tịch Giang không đáng tin. Mà Jackson mới thật sự có nghĩa khí hơn ông ta, chính anh đã bảo họ liên lạc khi Jung Kook ra tù. Còn chủ tịch Giang sau khi cảm thấy Jung Kook hết giá trị lợi dụng liền muốn vứt bỏ anh, khi đó anh đã đến gặp cảnh sát Hun. Ông hỏi Lee So-chan đã tiết lộ tung tích Ji-han cho Jung Kook biết chưa, rõ ràng hắn biết nhưng lại không chịu nói ra. Thời gian qua cảnh sát Hun cũng đã tìm hiểu rất lâu nhưng không có tung tích, ông nghĩ Ji-han đã mất từ lâu. Nhờ chuyện Jackson làm vệ sĩ cho công ty MBM, họ đã quyết định đầu tư vào Hàn Quốc. Chủ tịch Quang Su chưa kịp vui mừng thì bất ngờ Lee So-chan tới tìm ông, vừa nhìn thấy ông ta Quang Su đã trở nên kích động. Ngay lập tức ông báo chuyện này cho chủ tịch Giang biết, bởi thời kỳ họ còn lang bạt ở chợ đen Sài Gòn. Lee So-chan đã từng làm bảo an ở đó và luôn giày vò họ, chủ tịch Giang đã nhớ ra đối phương và nói ông sẽ tự xử lý. Không lâu sau Lee So-chan đã tìm tới ông, Jackson cũng xuất hiện khi biết Jung Kook đã ra tù. Trong khi đó anh đến hỏi người phụ nữ đã nuôi nấng mình ở cô nhi viện, bà nói cứ mỗi tháng sẽ có người gửi bào ngư tới trước cửa. Nhưng từ khi Jung Kook lên 5 tuổi không còn nhìn thấy người ta gửi đến nữa, Jung Kook đoán rằng đó là Mi Jeon vì bà đột nhiên qua đời khi anh 5 tuổi. Lúc này Jackson đã tới gặp Jung Kook và nói sẽ trả lại anh món nợ ân tình, nhưng anh không cần Jackson phải trả ơn vì nếu chủ tịch Giang ra lệnh cho anh thủ tiêu Jackson, anh chắc chắn sẽ bán mạng vì ông. Jackson cảm thấy Jung Kook thật ngây thơ khi tin chủ tịch Giang mà không hề nhận ra bản chất thối tha của ông. Đồng thời chủ tịch Giang đang ngồi đàn piano thì sợ hãi tột độ khi nhìn thấy ảo ảnh của Lee So-chan, còn Sohun cô đang bước đầu tiên thực hiện ước mơ tham gia sân khấu của mình. Sohun tới tham gia buổi phỏng vấn và lọt vào vòng cuối cùng với bản đề án sáng tác, tuy nhiên khi ban giám khảo biết cô lấy cảm hứng từ truyền thuyết đảo Jeju thì rất thất vọng, bởi vì thứ ông muốn là Sohun tự sáng tác câu chuyện chứ không phải dựa theo một truyền thuyết, cô liền giải đáp rằng mình mang câu chuyện đấy vào không chỉ vì nó mang tính nhân gian, mà còn là sự kết dính giữa sự sống và cái chết. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn cô đến công ty giặt là.
nhưng lại bị quản lý sa thải vì một người trong bộ phận của Sohun đã nhầm lẫn giữa giặt khô và giặt nước, làm công ty phải chịu bồi thường. Sohun dọa sẽ lên đơn kiện thì quản lý mới chịu bỏ qua cho cô. Vừa lúc đó Tae-hook xuất hiện mời Sohun đi ăn tối. Anh sắp phải về nước tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và muốn Sohun theo mình về làm mảng conversion. Để dập tắt hy vọng của Sohun, anh còn cho cô biết Sohun đã trượt phỏng vấn vào rạp xiếc, một đế chế người da trắng làm chủ chắc chắn sẽ không để người châu Á như cô bước chân vào. Sohun rất buồn nhưng cô nói mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Về phần Jungkook, anh nhớ lại những gì Se-suk đã nói chủ tịch sa thải tất cả bọn họ. Cộng thêm Jackson bảo không nên tin tưởng con người này thì quyết định tới khách sạn tìm gặp ông để được nói chuyện rõ ràng. Tôi muốn hỏi linh hồn của tôi đáng giá bao nhiêu? Linh hồn của tên con đồ như cậu liệu đáng giá bao nhiêu cơ chứ? Tôi sẽ trả cậu thật hậu hĩnh, giờ thì biến đi. Chủ tịch Giang nói xong liền bỏ qua Jungkook mà chẳng thèm ngoảnh lại. Sung Jong cho rằng chủ tịch chắc chắn sẽ không bỏ rơi Jungkook. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra ông không đáng để mình dựa dẫm. Anh biết Sun Jong ở bên trưởng phòng Beth là vì mình nên bảo cô nếu không thích thì đừng làm nữa. Trong khi đó chủ tịch Giang đã ra lệnh cho trưởng phòng dùng tiền để bịt miệng Jungkook. Để tội trạng giết người của con trai ông mãi chìm vào quên lãng, Jungkook mang theo tâm trạng sầu não đến nhà cảnh sát trưởng uống say. Anh muốn nghe Kang Si kể về mẹ của mình. Ông bảo rằng Mi Jeon là một cô gái rất đơn thuần và lương thiện. Vì vậy Kang Si rất yêu Mi Jeon, chỉ cần nhìn thấy cô là trái tim ông lại đập loạn nhịp. Bây giờ mỗi khi nhớ lại ông không khỏi đau lòng và nuối tiếc. Cũng vào đêm hôm đó Lee So-chan đến tìm chủ tịch Giang. Ông mỉa mai khi một kẻ từng chui giúp bán ma túy ở Sài Gòn nay lại có cơ ngơi tráng lệ đến thế. Chủ tịch Giang quay sang hỏi Lee So-chan rốt cuộc ông muốn gì. Thế là ngay ngày hôm sau chủ tịch liền cho gọi Su Tae đến bảo anh làm một chuyện. Không biết ông đã nói gì mà anh quay về với vẻ mặt thất thần. Đồng thời Lee So-chan bất ngờ liên lạc với Jungkook. Ông kêu anh hãy quên hết chuyện mình từng mắng Ji-han là tên khốn nạn bỉ ổi đi. Vì có lẽ với Ji-han ông mới chính là tên khốn nạn. Không lâu sau cảnh sát trưởng đến hiện trường một vụ giết người và bất ngờ nạn nhân lại là Lee So-chan. Không những thế trong sổ tay nạn nhân lại có địa chỉ của Jungkook. Ông tức giận tới tìm Jungkook hỏi có phải anh làm hay không. Jungkook liền phủ nhận chuyện này nhưng tất cả chứng cứ hiện tại đều bất lợi với anh bởi có rất nhiều người đã thấy cả hai đi cùng nhau. Chuyện hai người từng ở chung một trại giam cũng sẽ nhanh lộ ra. Bây giờ Jungkook chính là nghi can số một của vụ án này. Cách duy nhất mà Ki Sang có thể nghĩ ra là kêu anh mau bỏ trốn, nếu không Jungkook sẽ một lần nữa chịu cảnh ngồi tù oan. Trước khi đi anh đã tạm biệt Sun Jong và nói em đừng lo cho loại người như anh nữa, hãy sống cuộc đời của em đi. Chủ tịch Giang cuối cùng đã nắm trong tay thứ có thể khiến chủ tịch Moon hồi tâm chuyển ý, đó là tung tích cô con gái Jung Hee của ông. Moon Song-chun sau khi biết con gái mình làm vũ công thoát y ở Mỹ đã vô cùng căm hận Jackson. Cùng lúc đó rạp xiếc Thái Dương bất ngờ gọi Sohun đến. Trong buổi phỏng vấn thành tích của cô là cao nhất tuy nhiên lại bị vị giám khảo này đánh trượt bởi vì ông muốn tuyển dụng Sohun ngay lập tức nên nếu để cô đậu phỏng vấn, Sohun sẽ phải làm theo sự sắp xếp của công ty từ cấp thấp nhất vì Sohun không phải nhân viên chính thức nên sẽ không được nhận bất kỳ phúc lợi nào. Tuy vậy cô vẫn đồng ý ký hợp đồng riêng với đạo diễn để được thiết kế sân khấu biểu diễn sắp tới. Cô mang theo tâm trạng hạnh phúc đến thông báo cho Tae-hook biết. Anh nói với Sohun một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm em, chắc chắn khi đó em sẽ nhận ra giấc mơ của anh và em là một. Ngay khi rời khỏi Jeju, mọi người đã tìm đến Jackson và được anh đưa tới Las Vegas. Jackson sẽ sắp xếp họ làm vệ sĩ của khách VIP trong khách sạn. Những kẻ lưu vong chính trị thuộc thế giới thứ ba và hoàng tộc châu Phi bị uy hiếp về tính mạng. Họ đã chuyển một lượng tiền lớn vào khách sạn Las Vegas để yêu cầu được chính phủ Mỹ bảo vệ. Jackson cho bọn họ ngắm nhìn khung cảnh thành phố Las Vegas lung linh giữa hoang mạc, nơi được tạo nên bởi giấc mơ của một tên côn đồ để bọn họ dám tham vọng giống như ông ta. Jackson đưa mọi người vào một căn phòng ở khách sạn nơi họ sẽ ở, sau đó cho biết nhóm của Jungkook phải bảo vệ một vương tộc châu Phi tên là Kakabo. Mọi người phấn khích tham quan một vòng căn phòng, tiếp đến Se-suk và Kang Jae rủ nhau đến casino. Jungkook lấy bức ảnh chụp chung với Sohun ra ngắm nhìn, vô tình lại bị Kang Jae phát hiện. Anh biết bạn mình thích cô gái trong ảnh nên dứt khoát khuyên Jungkook hãy theo đuổi cô. Không lâu sau Tae-hook đã trở về nước và phụ trách dự án xây dựng khu du lịch của tập đoàn Daejeon. Anh đề xuất tập trung vào sòng bạc và cả diễn xuất. Tập đoàn MGM của Mỹ không chỉ thu được lợi nhuận khổng lồ từ khách sạn và sòng bạc, mà còn có được từ rạp xiếc Thái Dương. Riêng doanh thu hàng năm của rạp xiếc đã là 500 triệu đô. Vì vậy Tae-hook đề nghị tập đoàn Daejeon nên tiến thêm vào mảng diễn xuất như rạp xiếc Thái Dương. Anh có tham vọng biến đảo Jeju trở thành Las Vegas thứ hai và được chủ tịch hết lòng ủng hộ. Để giải quyết vấn đề về sòng bạc, Tae-hook cho người mua lại sòng bạc Jongmun của nhà Mi-jan. Chủ tịch Ju nhận được tin tập đoàn Daejeon sắp tham gia vào mảng casino thì vô cùng lo lắng, gọi cho Mi-jan bảo cô hãy cẩn thận với bọn họ, nếu không sòng bạc của ông cũng sẽ bị thâu tóm. Cô liền đến cảnh cáo Tae-hook nếu tiếp tục khiêu khích mình, Mi-jan chắc chắn sẽ không để yên cho anh. Buổi tối anh đến tìm chủ tịch Giang hỏi tại sao ông không còn thu nhận Jungkook nữa, nếu đổi lại là anh cũng sẽ hận chủ tịch Giang tận xương tủy.
Tuy nhiên ông lại rất xem thường Jung-kook nên chưa bao giờ nghĩ anh có thể trả đũa mình, vì vậy ông đã làm cho anh biến mất khỏi Jeju mãi mãi. Trong khi đó, Jung-kook đã có khởi đầu mới tại Las Vegas và được ra mắt với vương tử Kakapo. Jackson đến căn dặn Jung-kook phải bảo vệ ông và chú ý tới những người châu Phi. Lúc ở khách sạn, Jung-kook cuối cùng đã tìm được So-hun ở đó. Cô buồn bã tới quán bar uống rượu vì bỏ ra bao nhiêu cố gắng vẫn không được đạo diễn công nhận. Jung-kook đứng từ sau nhìn cô không dám tiến đến, nhưng khi có một người đàn ông muốn dụ dỗ So-hun, anh lập tức cho hắn một trận rồi đưa So-hun về nhà mình. Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh lại đã lập tức lẻn ra khỏi nhà, nhưng khi So-hun vừa ra đến cửa đã gặp lại Jung-kook khiến cô tưởng đây là một giấc mơ. Anh cho cô biết mình đã tới rạp xiếc tìm So-hun và đang làm vệ sĩ trong khách sạn nhờ sự giúp đỡ của Jackson. So-hun chưa biết chuyện giữa Jung-kook và Tae-hook nên đã ở trước mặt anh khen Tae-hook rất nhiều. Sau đó cô vui vẻ trở về nhà và cho mọi người biết mình đã gặp Jung-kook, người đang làm việc với bạn trai của Jung-hee. Trong khi đó, Jackson đã cho anh xem quyển sách cách mà Las Vegas trở nên như ngày hôm nay. Jackson muốn dạy anh cách trở thành một doanh nhân với việc kinh doanh khách sạn và casino. Se-suk sau nhiều lần thua bạc cũng đến nhờ Jackson dạy anh cách thắng. Anh liền tiết lộ bí quyết kiểm soát tinh thần để những người chơi chuyên nghiệp không mất quá nhiều thời gian chiến thắng. Nhưng thứ quan trọng nhất để không thua cuộc đó chính là không chơi. Ngay sau đó, Jackson đến một sòng casino ở thế giới ngầm để đặt cược và thành công thắng được rất nhiều tiền. Anh mang tất cả tặng cho Jung-hee bảo cô cứ tiêu xài thỏa thích, nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Jung-hee không muốn Jackson tiếp tục lâm vào những trò đỏ đen nữa. Trong những bức ảnh chụp về Jackson và Jung-hee, có cả ảnh của Jung-kook đang làm vệ sĩ ở đó khiến trưởng phòng Beth không khỏi bất ngờ. Ngay sau đó, ảnh của Jung-hee được đưa cho chủ tịch Moon xem. Ông vô cùng căm phẫn với Jackson khi biến con gái mình trở thành vũ nữ. Bây giờ ông sẽ lập tức bay sang Mỹ để đón Jung-hee về. Sau khi Jung-kook đi, Sun Jong cũng đã nghỉ việc ở chỗ trưởng phòng Beth. Cô vẫn thường đến chỗ Ji-sóc hỏi thăm tung tích của anh nhưng vẫn không có thông tin gì. Để có thể giải oan cho Jung-kook, cảnh sát Han đã bảo cô hãy quay lại Ji-sót làm việc. Họ cũng vừa tra ra Lee So-chan từng làm CID ở Việt Nam. Đó là lực lượng điều tra quân, ông từng là đốc viên giám sát khu vực chợ đen ở Sài Gòn và chủ tịch Giang cũng từng ở đó. Nhưng cảnh sát vẫn chưa tra ra được quá khứ của chủ tịch Giang. Không lâu sau, tin tức có người điều tra về quá khứ của Jung Min-ho đã truyền tới tai chủ tịch. Đồng thời, Jung-kook đang có một buổi hẹn hò với So-hun nên anh rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Đúng lúc gặp được Jackson nên anh đã tiết lộ cho So-hun biết Jung-kook thích cô, khiến một người thì ngại ngùng phủ nhận còn người kia thì vui vẻ cười thích thú. Tiếp theo, hai người đã cùng nhau xem buổi diễn xiếc. So-hun nói cô có mong ước thiết kế cho một buổi biểu diễn hoành tráng hơn nhưng lại chưa đủ khả năng để thực hiện nó. Điều này khiến cô thấy rất áp lực nên đã lấy nó làm lý do rủ Jung-kook đi picnic giải tỏa. Thế là ngày hôm sau họ cùng nhau ra ngoại ô thư giãn. So-hun hỏi anh về những câu chuyện lúc nhỏ thường nghe bà và mẹ kể lại. Nhưng Jung-kook bảo anh chưa từng được nghe kể bởi vì anh vốn là trẻ mồ côi. Sau đó anh kể cô nghe câu chuyện về vị vua sinh được 6 nàng công chúa và ông rất chờ mong mình sẽ sinh được một hoàng tử. Nhưng cô công chúa thứ 7 vẫn là con gái nên ông đã bỏ rơi cô. Sau này khi nhà vua bị bệnh, cô con gái bị ông bỏ rơi đã trị khỏi bệnh cho ông. Câu chuyện này làm So-hun liên tưởng đến vua Lee Il của Sasibia nên cô đã ghi chép lại nó. Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Và khi tối đến, Jung-kook đã đưa So-hun về nhà. Cô còn hôn lên má anh và nói lời cảm ơn Jung-kook. Nụ hôn ngọt ngào đó khiến anh đứng hình vì quá bất ngờ và hạnh phúc. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng không ngờ Tae-hook đã chứng kiến tất cả và giận dữ nhìn anh. So-hun trở về phòng mà cứ hạnh phúc ngồi cười tủm tỉm suốt, khiến Song-mi biết ngay là cô thích Jung-kook. Nhưng cô lại không có thiện cảm với anh và không thích ánh mắt của Jung-kook. Trong khi So-hun thì ngược lại, cô say mê ánh mắt đó và thậm chí còn thấy nó có chút bi thương. Nếu Jung-kook mở lòng với So-hun, cô cũng muốn được bảo vệ anh. Ngày hôm sau, Tae-hook tìm đến Jung-kook và xin lỗi anh chuyện của chủ tịch Giang. Anh cũng không ngờ bố lại bỏ rơi Jung-kook sau khi lợi dụng anh. Dù vậy, anh vẫn khuyên Jung-kook không nên trả thù vì hai người vốn không cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, Jung-kook lại bảo Tae-hook không cần lo cho mình, vì không lâu nữa anh sẽ cho Tae-hook thấy huyết mạch của mình ẩn chứa sự đê tiện cỡ nào. Chưa hết, Tae-hook còn cảnh cáo anh không được thích So-hun. Tôi sẽ không dung thứ nếu anh có bất kỳ liên quan nào tới cô ấy. Lúc này, đề án của So-hun đã được đạo diễn duyệt qua khiến cô vô cùng phấn khích. Cũng vào đêm đó, có một nhóm người đã bắt cóc Jung-hee. Vô tình So-hun và Song-mi chứng kiến tất cả nên vội vàng chạy tới báo cho Jackson biết. Nhưng không ngờ kẻ cho người bắt cô lại chính là bố của Jung-hee. Nếu cô không chịu theo ông trở về, chủ tịch Moon sẽ lấy mạng của Jackson. Trong khi đó, anh lại nghĩ người bắt Jung-hee là tên ở sòng bạc nên đã giận dữ chĩa súng vào người hắn, hỏi Jung-hee đang ở đâu. Tuy nhiên, hắn lại sợ hãi nói mình không biết cô là ai cả. Nhưng anh không ngờ người đó lại là bố của cô. Jackson ngỡ ngàng và đau khổ khi biết cô đã trở về vòng tay của chủ tịch Moon. Trước đây, Jung-hee từng sang New York để học múa hiện đại, nhưng sau khi gặp Jackson, cô lại trở thành vũ nữ khiến anh luôn tự trách mình. Mọi người liền nhờ Jung-hee đã quay về nơi cô đáng lẽ nên thuộc về. Vì vậy, dù rất đau khổ, anh cũng không dám níu kéo cô nữa. Từ chuyện của Jackson, Jung-kook cũng không dám tiến đến với So-hun vì sợ ảnh hưởng tới cô. Bởi anh hiểu rõ trong người mình đang chảy huyết mạch đê tiện của người bố lưu manh. Về phần chủ tịch Giang, ông đã ra lệnh cho trưởng phòng Beth trừ khử kẻ đang điều tra mình.
Đồng thời cảnh sát Hun đã tới tìm chủ tịch Du, cho ông biết Lee So-chan đã mất nhưng vẫn chưa bắt được thủ phạm. Vừa nghe xong ông liền nghĩ ngay tới chủ tịch Giang, cảnh sát Han đã biết rõ quan hệ giữa hai người với Lee So-chan khi còn buôn nha phiến ở chợ đen Sài Gòn. Tuy vậy chủ tịch Du vẫn một mực phủ nhận mình trong sạch và chỉ xây dựng quán bar ở cảng Sài Gòn mà thôi. Ngay sau đó ông tìm đến chủ tịch Giang để xác nhận xem có phải ông ra tay với Lee So-chan không, chủ tịch Giang liền trả lời đó là ông. Còn nói mình đã giúp chủ tịch Du chôn vùi bí mật không muốn nhớ tới đó, vì vậy ông muốn có giấy chứng nhận kinh doanh Casio của chủ tịch Du. Đồng thời Sun Jong đang cố gắng moi thông tin từ trưởng phòng Beth, ông kể cho cô biết khi mình 15 tuổi. Bố mẹ có mở một quán ăn ở Việt Nam chuyên phục vụ quân Hàn, nhưng không lâu sau họ đã mất do chịu pháo của Việt Cộng. Từ đó ông đã được chủ tịch Giang thu nhận và luôn làm theo mọi yêu cầu của ông ấy, không phải vì muốn báo đáp ân tình mà là vì sợ con người của chủ tịch Giang. Ngày hôm sau cô đem tất cả nói với cảnh sát Hun, không ngờ bị Sút Tê nhìn thấy, anh liền tra hỏi Sun Jong và cô không nghi ngờ gì liền khai rằng mình đang giúp Jung Ku giải oan. Và thông qua trưởng phòng Beth điều tra thân phận và quá khứ của chủ tịch Giang, lúc này cảnh sát Hun đến nhà chủ tịch Giang. Và trong thời gian chờ được gặp ông ấy, ông đã đi dạo xung quanh và vô tình phát hiện căn phòng tranh. Đúng lúc chủ tịch về đến đã vô cùng tức giận đuổi ông về ngay, ông không muốn để yên cho cảnh sát Hun nên lệnh cho trưởng phòng Beth mau ra tay. Khi đó Tê Húc đã thành công ký kết hợp đồng giữa tập đoàn Dae Jung và rạp xiếc Thái Dương. Vừa hay ra đến cửa anh lại gặp So-hun nên đã cho cô biết về dự án của mình. Chuyện này đúng như lời Tê Húc đã nói khi đó rằng giấc mơ của bọn họ là một. Anh còn dùng thân phận đối tác biến So-hun trở thành nhân viên chính thức của rạp xiếc và đưa cô quay lại châu Á làm việc với mình. So-hun vui mừng khi biết mình trở thành nhân viên chính thức nên đã mời Jung-ku ăn tối, cũng là để tạm biệt anh khi ngày mai cô phải sang Nhật. So-hun muốn anh bày tỏ với mình trước khi chia xa nhưng anh chỉ nói dù cô có ở đâu, tôi cũng cầu mong cô được như ý nguyện. So-hun tỏ ra rất thất vọng vì thứ mà cô mong chờ là lời tỏ tình của anh, sau đó cô ôm lấy Jung-ku để từ biệt anh, rồi quay bước đi trong nước mắt trong khi anh cũng bất lực ngồi ở đó, không dám giữ lấy người mình thương vì sợ sẽ liên lụy cô. Khi đó chủ tịch Du đã nói với Mi Gian chuyện mình nhường lại một casino cho chủ tịch Giang khiến cô rất bất ngờ. Cô biết bố đã bị ông ta nắm lấy điểm yếu nên họ chỉ có thể ngồi nhìn chủ tịch Giang thâu tóm mọi thứ ở Jeju, bao gồm cả chén cơm của bọn họ. Đồng thời cảnh sát Han đã bị sở trưởng hỏi tội vì dám điều tra những tài phiệt lớn nhất đảo Jeju, ông ra lệnh cho Ki Sang phải lập tức dừng lại ngay. Tuy nhiên cảnh sát Han vẫn muốn quyết tâm điều tra đến cùng, chính vì thế chủ tịch Jung đã cho người sát hại ông. Khi Jung-ku gặp lại Tae Húc, anh đã bị cảnh cáo rằng không nên đối đầu với chủ tịch Giang nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đồng thời Tae Húc cũng nói với Jung-ku sau khi buổi công diễn tại Singapore kết thúc, anh sẽ để So-hun quay lại Jeju với tư cách vợ mình. Đến bây giờ Jung-ku mới nhận ra So-hun đột ngột rời Mỹ là do Tae Húc đã lợi dụng quan hệ đối tác nhúng tay vào. Không lâu sau Jackson tập hợp mọi người và thông báo có một tổ chức khủng bố chuẩn bị tấn công vua Kakabo, nên từ giờ họ phải cảnh giác cao độ hơn. Vào ngày vua Kakabo ra ngoài làm buổi lễ của người dân châu Phi, bọn khủng bố đã xuất hiện và tấn công họ. Người dân sợ hãi chạy tán loạn và đội của Jung-ku liền nổ súng lên bảo vệ cho nhà vua, trong lúc đó Jackson đã bị trúng đạn. Còn Jung-ku nhanh chóng đưa nhà vua chạy trốn, bọn khủng bố đuổi theo sát phía sau và không ngừng nổ súng vào xe anh. Tuy nhiên Jung-ku vẫn giữ được bình tĩnh để né tránh và lái xe chạy vào hoang mạc, bọn chúng vẫn không muốn buông tha cho anh và cố gắng bám theo. Jung-ku liền giơ súng ra bắn trúng một tên khiến chiếc xe mất lái, sau đó anh cố gắng cắt đuôi chiếc xe còn lại và cả hai không ngừng rượt đuổi nhau trong hoang mạc. Anh lái xe tung bụi mù khắp nơi rồi lợi dụng nó tiếp cận đối phương và xử lý hắn qua cửa kính. Cuối cùng chiếc xe đã dừng lại và Jung-ku thành công cứu được nhà vua. Sau chuyện này, ông đã xem anh như bạn mình. Nhà vua thỉnh cầu Jung-ku sang châu Phi cứu Azoba con trai ông, người đang bị phản quân bắt giữ. Nếu Jung-ku thành công, thù lao mà nhà vua trả cho anh sẽ gấp nhiều lần số kim cương này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tae Húc có được So-hun khiến anh không cam lòng mà phải trở nên quyền lực hơn anh ta, Jung-ku đã bàn với mọi người sẽ sang châu Phi cứu Azoba. Bắt buộc phải xâm nhập vào nơi phản quân đang kiểm soát sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Dù vậy Jung-ku vẫn muốn thử một lần và đem cả tính mạng của anh ra đặt cược. Lúc này So-hun đã quay lại Las Vegas sau buổi biểu diễn thành công ở Seoul. Cô hy vọng sẽ được gặp lại Jung-ku nhưng không ngờ lại nghe tin anh đã rời khỏi đây từ lâu. Và ngay lúc này mọi người đã có mặt tại châu Phi xa xôi, Jackson giới thiệu họ với người bạn Jimmy của anh. Bọn họ thư giãn một đêm ở quán bar và ngày hôm sau, lúc đang đi trên đường thì đột nhiên lại bị khủng bố tấn công. Một người bạn của Jimmy đã bị trúng đạn khiến anh vô cùng hốt hoảng. Ở bên này So-hun đã nhờ Song Mi hỏi thăm vệ sĩ ở khách sạn nhưng vẫn không biết Jung-ku đã đi đâu. Cảnh sát Hun sau khi bị đâm hôm đó cũng đã được xuất viện. Rất may là không ảnh hưởng tới tính mạng của ông. Trong thời gian nằm viện ông đã biết được chủ tịch Giang từng buôn ma túy ở Việt Nam. Nhưng khi đó tên ông không phải Giang Min-ho mà là Ja-chan. Cảnh sát Hun liền tìm đến gặp ông ngay với thân phận người từng có quá khứ giống ông. Vừa nghe xong chủ tịch Giang đã bảo mọi người ra ngoài để họ nói chuyện riêng. Cảnh sát Hun đoán ông là Ji-han vì đã vô tình nhìn thấy bức tranh vẽ Mi-jon ở dinh thự.
Ông đưa bức ảnh của cô ra và kể lại quá khứ của Jihan. Sau khi trốn khỏi đảng Góc Đu, ông đã hội ngộ với Lee So Chan khi buôn ma túy ở Sài Gòn. Sau đó thay tên đổi họ và biến thành Jang Min Ho. Cảnh sát Han cũng biết ông đã thuê người ám hại mình và nói ra hết toàn bộ tội trạng của chủ tịch. Ông thề nếu một ngày mình vẫn còn sống sẽ vạch trần bộ mặt thật của chủ tịch Jang cho thiên hạ biết. Tuy nhiên chủ tịch vẫn thản nhiên mỉa mai ông rằng tất cả chỉ là lời nói phiến diện của cảnh sát Hun và sẽ không một ai tin. Ông thừa nhận mình chính là Kim Ji-han và cảnh cáo cảnh sát Hun nếu dám cản đường mình thì sẽ lấy mạng ông. Lúc này So-hun đã hạ cánh tới đảo Jeju. Tiếp theo cô sẽ phải đến London và Nam Phi. Tae-hook không nỡ rời xa cô nên muốn đề nghị với rạp xiếc để So-hun ở lại. Nhưng lại bị cô từ chối vì không muốn anh can thiệp quá nhiều vào công việc của mình. Tối hôm đó Tae-hook giới thiệu cô với chủ tịch Jang. Mọi người cùng ăn tối với nhau và cô đã tiết lộ nơi này từng là nông trường của nhà mình khiến họ rất ngạc nhiên. Khi đó ở châu Phi, nhóm Jungkook đang gặp khó khăn vì người bị thương lúc trước là người tình của Jimmy. Bây giờ anh ta phải lo cho người yêu của mình nên không thèm đếm xỉa tới họ. Nếu không có Jimmy thì nhóm Jungkook không thể tìm được vũ khí và lính đánh thuê. Anh không muốn từ bỏ liền tới thuyết phục Jimmy nhưng anh ấy vẫn không hồi tâm chuyển ý. Jimmy cảm thấy Jungkook không nên bán mạng chỉ để cứu hoàng tử của một quốc gia xa lạ. Để Jimmy suy nghĩ lại, Jungkook đã cho anh xem số kim cương mình được nhà vua thưởng. Và nói rằng nếu cứu được hoàng tử từ đầu đến chân anh sẽ toàn là kim cương. Thế là anh đã đổi ý và dẫn họ đến kho vũ khí. Jungkook đề nghị được lấy một khẩu PSG. Tối đến mọi người đến tìm những người lính đánh thuê. Những lúc không làm công việc này họ thường ở đây để ca hát nhảy múa. Nghe nói họ chính là hậu duệ của bộ tộc chiến binh được gọi là ngựa đua. Ngày hôm sau họ lại tìm đến một lính đánh thuê khác. Toàn bộ số tiền người này kiếm được đều mua thức ăn cho trẻ em nghèo. Nên khi nghe nói được trả công hậu hĩnh anh liền đồng ý tham gia. Sau đó họ lần lượt mời thêm những người khác. Trên đường đi Jackson vô tình nhìn thấy ai đó nên đã tách khỏi mọi người. Không ngờ cô gái đó lại là So-hun. Cô đến đây để công tác và không ngờ lại nghe được tin Jungkook đang làm lính đánh thuê tại nơi này. So-hun vô cùng bất ngờ hỏi Jackson tại sao anh ấy lại làm công việc nguy hiểm này. Bây giờ Jackson mới biết Jungkook làm lính đánh thuê là vì So-hun. Cuối cùng anh đã hiểu Jungkook chọn cách rời xa cô mới là cách mà anh thể hiện tình yêu với cô. Sau đó Jackson phổ biến kế hoạch giải cứu Azoba cho mọi người. Có khả năng hoàng tử đang ở trong khu vực cấm và người ngoài không thể xâm phạm. Vì vậy họ sẽ ngụy trang thành đoàn cứu trợ quốc tế để thâm nhập vào. Trước khi dấn thân vào nguy hiểm, Jackson vẫn không ngừng nhung nhớ Jung-hee, đồng thời cô cũng đang ở nơi xa chờ đợi anh. Đội trưởng Beth đã thuyết phục chủ tịch Moon đầu tư thành công vào dự án casino của chủ tịch Jang. Trong khi tình hình kinh doanh của chủ tịch Du lại vô cùng tệ, chỉ trong vòng một tháng họ đã thua lỗ 10 tỷ won. Lúc này Kang Jae từ phương xa đã gửi thư về cho chú Ji-gop. Trong thư anh nói bọn họ đang ở châu Phi làm lính đánh thuê, còn kèm theo cả ảnh chụp. Tối hôm đó Jackson rủ Jungkook đi tản bộ, anh khuyên Jungkook nên một lần dũng cảm giữ lấy So-hun. Đừng để cô rời xa mình, bởi đứng trên phương diện của So-hun, tình yêu thầm lặng không dám bày tỏ của anh là ích kỷ với cô. Anh cũng biết như vậy nhưng sợ sẽ không có cơ hội gặp lại So-hun nữa. Thế là Jackson liền tạo cơ hội gặp mặt cho họ. Nhưng lúc So-hun chuẩn bị đi, một diễn viên trong đoàn xiếc bất ngờ bị thương nên cô phải ở lại sắp xếp. Trên đường về còn bị kẹt xe, Jungkook cứ ở đó chờ rất lâu nhưng không thấy cô đến. Lúc này So-hun đã tới được khách sạn và vội vàng chạy đi tìm Jungkook. Đồng thời Jackson thông báo với mọi người họ sẽ lên đường mà không có anh. Nhóm tiếp theo sẽ lên đường sau phòng trường hợp họ gặp nạn. Không lâu sau Jungkook trở về và ngạc nhiên khi không thấy họ đâu cả. Anh lập tức chạy tới tìm Jimmy và ép anh phải mau chóng chuẩn bị vũ khí cho mình lên đường. Jimmy liền tiết lộ họ bỏ Jungkook lại là vì nghĩ cho anh và So-hun. Đúng lúc đó cô xuất hiện và chất vấn anh tại sao lại đến đây làm lính đánh thuê. Jungkook liền cho cô biết mình từng là một cô nhi. Và khi anh 13 tuổi đã có một đoàn người tới thăm cô nhi viện, trong số đó có chủ nông trại Cam và So-hun cháu gái của ông. Anh đã cùng những đứa trẻ ở đó xếp hàng nhận quà của cô. Tuy nhiên Jungkook lại vứt nó xuống đất và chà đạp lên món quà của cô, vì chuyện này mà anh bị viện trưởng đánh tóe cả máu. Thế là anh đem lòng ghét So-hun và muốn cô trở thành một kẻ như mình, anh lẻn đến nông trường phá hoại Cam để trả đũa. Trong lúc đó Jungkook vô tình bị thu hút bởi tiếng đàn của cô, giây phút nhìn thấy cô bé đó say sưa kéo đàn. Anh đã hiểu lý do vì sao cô sẽ không trở thành một kẻ tồi tệ giống như mình. Jungkook vừa chạy vừa khóc và tự nhủ với lòng nếu sau này gặp lại anh sẽ không hổ thẹn trước cô nữa. Thế là 10 năm sau anh lại gặp được cô ở trường đại học, vẫn là ánh mắt trong trẻo thuần khiết năm nào, nhưng khi đó Jungkook đã bán đi linh hồn mình. Anh đã trở thành một kẻ đầy rẫy tội lỗi và phải phục tùng người khác. Vì vậy nỗi hổ thẹn khiến anh không dám đối diện với So-hun mà chỉ biết đứng nhìn cô từ xa. Dù tôi có phạm tội lỗi tày trời cỡ nào, cũng sẽ không bao giờ phạm tội với em. Nghe những lời này So-hun vô cùng xúc động ôm lấy Jungkook và hôn anh say đắm. Tới bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt cậu bé kia đã nhìn mình, đó là một ánh mắt vô cùng đau khổ và u uất. Hơn hết cô chưa từng nghĩ cậu bé đó lại là Jungkook. Cô nói với anh mình không trong sáng như Jungkook đã nghĩ đâu. Vì có lẽ cô cũng đã bán đi linh hồn của mình từ lâu và phải trải qua cuộc sống rất khổ cực. Vì vậy cô muốn cả hai cùng nhau thấu hiểu và chữa lành cho đối phương. So-hun không muốn anh có những suy nghĩ hổ thẹn với cô nữa. Sau đó cô lại trao cho anh một nụ hôn rồi sa vào lòng của Jungkook.
Sáng hôm sau anh đã rời đi trước và để lại một lá thư cho cô. Jung-kook hứa nhất định sẽ quay về bên cạnh Sohun. Lúc này nhóm Jackson đã tới cổng kiểm tra. Họ đang đóng giả làm quân cứu trợ và bị phản quân kiểm tra từng thùng hàng và xem mặt từng thành viên. Người cuối cùng đã bị phát hiện là lính đánh thuê nên tất cả liền nổ súng tấn công. Sau khi tiêu diệt hết người gác cổng, mọi người nhanh chóng lên xe chạy đi. Giữa đường bị mìn nổ chặn lại và phản quân lập tức bao vây xung quanh. Thế là mọi người đã bị áp giải lên xe, nhưng không lâu sau chúng lại bị ai đó tấn công. Đó chính là Jung-kook và Jimmy đang ẩn nấp và sử dụng súng bắn tỉa xử lý chúng. Sau khi dọn dẹp nhanh gọn, họ liền tiến lên xe, nhưng không lâu sau phản quân đã xuất hiện với trực thăng và xe ngay phía sau. Hai bên không ngừng nổ súng liên tục và nhóm Jung-kook tháo chạy khỏi xe. Mọi người vừa chạy vừa phản công lại bên trên và lẩn trốn vào rừng. Lúc này trực thăng đã gần hết nguyên liệu nên phản quân buộc phải trở về. Sau đó họ đã đến nơi người dân đang đãi vàng để xác nhận Azoba có ở đó hay không. Tiếp theo mọi người chia thành 3 đội, Jackson sẽ đánh thẳng vào hậu phương. Jimmy sẽ bảo vệ đường rút và Jung-kook sẽ đi tìm Azoba. Họ lên kế hoạch cướp chiếc xe của phản quân và tìm thấy rất nhiều kim cương thô. Tiếp theo Jackson cho người gắn mình vào hậu phương của địch, trong khi Jung-kook xử lý những kẻ quan sát trên đài và từ từ lẻn vào bên trong. Thì Jimmy chịu trách nhiệm bảo vệ đường rút của họ lại sinh lòng tham với số kim cương và quyết định phản bội đồng đội mình. Lúc này số mìn được chôn đã nổ khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Jackson liền nhân cơ hội chạy vào trong lòng địch, còn Jung-kook ẩn nấp xử lý từng tên. Sau đó anh tiến vào trong lều tìm Azoba nhưng không có cậu ta ở đó. Thế là anh lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm và cuối cùng đã tìm được Azoba. Jung-kook liền đưa cậu tới chỗ Jimmy nhưng không ngờ anh ta đã bỏ trốn với số kim cương. Đồng thời Azoba đã chĩa súng về phía anh với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Dù Jung-kook cố gắng giải thích mình được bố cậu phái tới cứu Azoba nhưng cậu vẫn nổ súng. Lúc này chủ tịch vừa nhận được điện thoại của giám đốc ngân hàng đã lập tức gọi trưởng phòng Beth đến. Ông tức giận tát trưởng phòng vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao, khiến Beth sang y quỳ xuống xin lỗi ông. Khách sạn Lago mà chủ tịch Giang thu mua đã thuộc về Cung Sung nên ông không thể đứng im nhìn được. Ông ra lệnh cho trưởng phòng Beth phải xử lý ngay, nếu không sẽ kết thúc với anh. Tối hôm đó trưởng phòng đi ăn tối với Jung-hee vô tình bị Sút Tê nhìn thấy. Đã lâu rồi cô không có tung tích của Jackson nên đã nhờ trưởng phòng Beth nghe ngóng giúp mình. Trên đường về ông bị Sút Tê chặn lại và cảnh cáo nếu dám bỏ rơi Sun Jong, anh sẽ khiến cho đội trưởng Beth phải hối hận. Không lâu sau Sohun đã về nước và gặp lại Tê Húc, anh mong cô sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Tuy nhiên Sohun lại một lần nữa từ chối anh, nếu Tê Húc cứ mãi như thế này e rằng họ khó có thể làm việc với nhau. Anh hỏi Sohun có phải người em đang chờ là Jung-kook hay không. Cô liền đáp đúng như vậy khiến Tê Húc gần như tuyệt vọng. Một thời gian sau Jackson đã quay lại đảo Jeju và đến gặp chủ tịch Du. Anh được biết chủ tịch Giang đã tham gia kinh doanh casino và nguồn vốn khổng lồ ông ta có được là từ bố của Jung-hee. Để không bị chủ tịch Giang thao túng hết tất cả sòng bạc trên đảo, ông muốn Jackson giúp mình. Khi đó anh đã lén đến ngắm nhìn Jung-hee từ xa. Có lẽ việc rời xa cô là cách tốt nhất Jackson có thể giúp cho cuộc đời Jung-hee. Jung-kook cũng đã quay lại đảo sau 2 năm trốn ra nước ngoài. Người đầu tiên anh gặp lại là cảnh sát Hun. Bây giờ anh đã không còn là nghi phạm trong vụ án Lee So-cha nữa. Cảnh sát Hun lại biết chắc kẻ đứng sau là chủ tịch Giang nhưng chưa có đủ chứng cứ bắt ông ta. Không những vậy, ông còn cho Jung-kook biết Giang Min-ho chính là Kim Ji-han, bố của anh. Giây phút nghe thấy câu nói này, Jung-kook như muốn lặng người. Anh cứ thế đứng trầm ngâm ngoài biển rồi nhớ về lần đầu tiên gặp chủ tịch Giang. Cho tới lần anh liều cả tính mạng xông vào đám xã hội đen cứu ông ta và hứa sẽ bán linh hồn cho chủ tịch để rồi sau khi hết giá trị lợi dụng. Người bố này đã vứt anh đi như một con cờ vô dụng. Jung-kook cứ thế nghĩ về ông mà cay hai khóe mắt. Tối đến anh lẻn vào dinh thự của chủ tịch và bước vào căn phòng tranh kia. Không ngờ thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là bức tranh vẽ mẹ. Jung-kook xúc động khóc nức nở khi nhìn thấy hình ảnh của bà một lần nữa. Sau đó anh hướng mắt về dinh thự tự nhủ với lòng. Kể từ giờ phút này anh sẽ cho Kim Ji-han thấy bản sao mang dòng máu của ông sẽ còn ác độc hơn ông cả trăm ngàn lần. Anh thề sẽ hủy hoại tất cả những gì mà Ji-han đang có. Để ông ta biết rằng sinh ra Jung-kook chính là sai lầm và tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời ông. Đến sáng Jung-kook quay về và gặp lại Sun Jong, vẫn là câu nói cũ. Anh bảo cô đừng lo lắng gì cho mình nữa mà hãy sống một cuộc đời Sun Jong mong muốn. Không những thế Kang Jae cũng khuyên cô từ bỏ Jung-kook vì anh đã yêu người con gái khác. Đồng thời chủ tịch Giang cũng đã biết chuyện Jung-kook trở về và câu đầu tiên ông ra lệnh cho trưởng phòng Beth là đừng để nó lại gần Tê Húc nhà tôi. Sau đó ông đến kiểm tra casino sắp được đưa vào hoạt động. Tê Húc đề xuất họ sẽ tập trung vào khách du lịch đến hòn đảo này. Những người trẻ đến đảo Jeju thường không có nhiều thú vui giải trí nên họ sẽ bán vé vào cửa. Để khách du lịch hưởng thụ được hết những trò giải trí trong casino, để không vi phạm chính sách, chủ tịch Giang ra lệnh trưởng phòng Beth thương thảo thêm với các nghị viên. Trong khi đó, Jackson nói với chủ tịch Du rằng bọn họ không thể đấu lại với chủ tịch Giang khi ông cứ liên tục bị Giang Min-ho dắt mũi như vậy. Nhớ lại những lần bị chủ tịch Giang nắm thóp và liên tục phải nhượng bộ khiến ông vô cùng nhục nhã, vì vậy chủ tịch Du đã quyết định sẽ không nhượng bộ Giang Min-ho nữa. Ông sẽ cho Jackson và Mi Gian toàn quyền đấu với chủ tịch Giang dẫu cho quá khứ đen tối kia có bị bại lộ. Có được sự cho phép của chủ tịch Du, Jackson đã đưa ra một kế sách, anh sẽ đến thương thảo với các chủ casino khác trước khi bọn họ bị chủ tịch Giang thâu tóm.
Trong lúc Sohun bàn công việc với cục trưởng cục văn hóa, cô vô tình nhìn thấy Jackson nên đã vội vàng chạy tới hỏi anh chuyện của Jungkook. Hai người liền tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện. Lúc đó Jackson đã cố tình tạo cơ hội để Jungkook gặp lại Sohun rồi quay về nước. Nhưng không ngờ anh vẫn theo tới cùng và cứu được họ từ tay phản quân. Tuy họ đã cứu được Azoba nhưng lại bị cậu bé đó bắn, bởi vì đứa trẻ này đã bị phản quân dùng thuốc gây nghiện để kiểm soát. Kết quả Jungkook bị thương nặng và họ cũng không được tiền thưởng. Sau khi hồi phục, Jungkook cũng không hề liên lạc gì với Sohun nữa. Dù vậy, Jackson cũng hứa sẽ cho anh biết cô đang ở đảo Jeju. Cô liền đau lòng quay về và vẫn mong Jungkook sẽ một lần nữa tới tìm mình như trong thư anh đã nói. Ngay sau đó, Jackson đưa nhóm Jungkook tới sòng bạc lớn nhất đảo Jeju, sắp xếp cho họ làm cảnh vệ ở đây. Bởi vì tập đoàn Daejeon đã bắt đầu sự nghiệp casino, nhưng phương thức làm ăn của họ vô cùng bẩn, nên tất cả casino khác trên đảo Jeju đã cùng nhau bắt tay đối phó chủ tịch Giang. Đặc biệt chuyện này phải làm trong âm thầm, không được để tập đoàn Daejeon biết. Sau đó anh gọi mọi người ra ngoài hết, chỉ để lại Jungkook. Jackson tiết lộ lúc nãy mình đã gặp Sohun và đưa cho anh địa chỉ của cô. Jungkook vô cùng đau đầu không biết có nên gặp lại Sohun hay không, vì tình thế của anh bây giờ là phải trả thù chủ tịch Giang nên không muốn làm liên lụy cô. Khi đó chủ tịch Moon vô tình nghe được tin Jackson đang làm việc ở casino nên đã lập tức gọi cho chủ tịch Du. Ông vô cùng tức giận và bắt chủ tịch Du phải sa thải Jackson ngay, nhưng chủ tịch Du không đồng ý, còn nói rằng chủ tịch Moon không được can thiệp vào chuyện kinh doanh của ông nữa. Sau đó ông đến gặp các chủ casino khác và ký kết giao ước hợp tác chống lại tập đoàn Daejeon. Đồng thời Song Mi đã tới tập đoàn Daejeon để được tuyển dụng vào casino. Nhân cơ hội được gặp cô, Tae Hook đã hỏi thăm về tình hình giữa Sohun với Jungkook. Song Mi tiết lộ bạn mình vẫn đang đợi Jungkook liên lạc và cô chắc chắn họ đã xảy ra chuyện gì với nhau. Khi đó Jungkook đã tới nơi Sohun làm việc nhưng không dám gặp mặt mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô từ xa. Sau giờ làm, cô liền tìm tới cảnh sát trưởng mong được điều tra lại vụ án 10 năm trước của bố mẹ. Cảnh sát Hun đồng ý giúp cô nhưng nó không được điều tra chính thống mà xuất phát từ cá nhân ông. Bởi vì ông biết nông trường đó hiện giờ là dinh thự của chủ tịch Giang, cảnh sát Hun đoán ông ta có liên quan tới tai nạn của bọn họ. Sohun cũng nhớ lại lúc mình nói nông trường Cam từng là của nhà cô thì vẻ mặt của chủ tịch vô cùng ngạc nhiên, cô quay trở về nhà với khuôn mặt buồn bã. Cộng thêm việc Jungkook không liên lạc với Sohun nên cô muốn chủ động liên lạc với anh trước. Song Mi nghe xong lập tức phản đối và dặn bạn mình không được làm như vậy. Ngày hôm sau, Se-suk đưa Jackson đến gặp Ji-gok để đề nghị ông giúp họ một chuyện. Nếu Ji-gok hoàn thành, nó sẽ được vào casino Jong-moon làm việc. Đồng thời chủ tịch Du cũng đã thuyết phục được hết 6 chủ casino còn lại. Và ngày mai ngay dưới đại sảnh 7, ông chủ casino lớn nhất sẽ cùng nhau ký kết. Để không xảy ra bất chắc, Jackson bảo mọi người hãy chuẩn bị cho thật tốt. Ngay sau đó Jungkook nhờ Sun Jong sắp xếp để anh gặp được trưởng phòng Beth. Để ông đồng ý gặp Jungkook, Sun Jong đã hứa sẽ làm theo tất cả những gì trưởng phòng sắp xếp. Sau đó Jungkook liền nhờ trưởng phòng để mình quay lại làm việc cho chủ tịch. Anh biết điều này sẽ không dễ dàng gì nên đã nói sẽ cho chủ tịch xem khả năng của mình. Thế là trưởng phòng đưa anh tới diện kiến ông một lần nữa. Ngày hôm sau, Sute đưa người tới ép chủ vườn bán mảnh đất cho họ. Ông chủ không chịu còn bị anh hất ngã ra đất. Ông ấy đau đớn liền la toáng lên để mọi người ở đó tận mắt chứng kiến rồi rượt đám người Sute chạy té khói. Sau khi thoát được không bao lâu, Sute đã nhận được điện thoại từ cấp trên và phải triệu hồi đàn em gấp. Cùng lúc đó Jung Hee đã đến tìm Jackson sau thời gian dài xa cách. Thế mà lại bị anh lạnh lùng đi lướt qua mà chẳng màn để tâm tới cô. Đồng thời đám người của Sute đã chặn đường hết các ông chủ casino và ép họ phải đi theo mình. Vào sát giờ ký kết nhưng chỉ có hai vị xuất hiện tại khách sạn. Không những thế, một đám xã hội đen điên cuồng lao vào khán phòng tấn công mọi người. Sau đó chủ tịch Giang liền xuất hiện và phía sau ông ta là Jungkook, khiến Jackson ngỡ ngàng. Chủ tịch Giang liền buông lời mỉa mai chủ tịch Du vì dám tập hợp mọi người chống lại ông ta. Không những thế, bốn chủ casino còn lại cũng đã đồng ý với yêu sách của Giang Min-ho. Bây giờ ông cho những người ở đây hai lựa chọn. Một là đồng ý đứng về phe mình để được hưởng ưu đãi từ chính sách của ông, bởi vì tình hình kinh doanh hiện tại của các casino khác cũng không khá khẩm gì, thậm chí còn không trả nổi lương cho nhân viên. Nếu làm theo chính sách mới của chủ tịch Giang để người nước ngoài được tự do ra vào, nhất định sẽ thành công. Hai là nếu từ chối ông và đứng về phía chủ tịch Du sẽ phải trả giá đắt. Đứng trước sự áp đảo về ưu thế của Giang Min-ho, mọi người không còn cách nào phải theo ý ông ta. Tiếp theo ông quay sang Jackson, nghe nói cậu là một tay chơi có tiếng, nhưng tôi đã thua trong trận đấu này rồi. Ngài đã kích thích lòng hiếu thắng của tôi, và ngài hãy nhớ rằng nếu lần sau thất bại trước tôi thì ngài sẽ mất nhiều lắm đấy. Sau khi chủ tịch Giang đi, Jackson hứa danh dự với chủ tịch Du rằng nhất định sẽ đòi lại mối nhục này. Đồng thời Se-suk đuổi theo tóm lấy Jungkook, tức giận hỏi anh tại sao lại phản bội họ, nhưng anh vẫn thờ ơ nói không có lý do gì cả. Ở chung với mấy người tôi đã chán ngấy lắm rồi. Nói xong anh liền quay bước đi khiến tất cả ngỡ ngàng. Bọn họ không ngờ đã cùng Jungkook lớn lên tại trại trẻ mồ côi suốt 25 năm qua. Đây là lần đầu tiên chứng kiến Jungkook như thế này, anh hoàn toàn như một người khác vậy. Chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của Jackson, nhưng ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là điều tra quá khứ của chủ tịch Giang. Buổi tối Tae Hook trở về nhà thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook cũng ở đây. Anh liền vào trong hỏi trưởng phòng Beth lý do thì ông bảo lát nữa chủ tịch sẽ giải thích. Trong lúc dùng bữa, Tae Hook đã hỏi chủ tịch có chuyện gì anh chưa biết hay không.
nhưng ông chỉ bảo anh hãy tập trung kinh doanh đừng lo lắng những chuyện khác. Ông còn gọi cả Jung-ku vào và ra lệnh cho Su-tae ngày mai dẫn anh đi xem tình hình xây dựng. Lúc trên sân thượng, Tae-hook đã hỏi lý do vì sao bố giữ Jung-ku lại, và khi biết anh đã làm một chuyện gì đó cho chủ tịch Giang thì nghi ngờ Jung-ku quay lại vì có mưu đồ với ông. Sau đó anh nói với Jung-ku dù anh có được bố thu nạp thì mình cũng sẽ không tiếp nhận. Dù vậy Jung-ku vẫn bảo sẽ làm theo lời hứa như lần đầu tiên gặp Tae-hook, bảo anh sủa thì anh sẽ sủa, bảo anh trèo thì anh sẽ trèo. Tae-hook vô cùng khinh thường kẻ như Jung-ku, còn cảnh cáo anh mọi chuyện mình có thể nhịn, duy chỉ việc của So-hoon thì anh sẽ không tha thứ. Jung-ku liền nói mình không có tình cảm gì với cô hết, và anh bảo sẽ chứng minh để Tae-hook tin mình. Thế là anh liền gọi cô ra gặp mặt. So-hoon mang tâm trạng vô cùng phấn khởi chạy đến ôm lấy anh, còn cho anh biết rằng mình đã luôn chờ đợi Jung-ku và vô cùng lo lắng khi nghe tin anh bị thương. Nhưng Jung-ku lại lạnh lùng nói những lời khi đó ở châu Phi em hãy quên hết đi. Tình cảm em dành cho anh chỉ là nhất thời mà thôi, và anh cũng như vậy. Tất cả chỉ là cảm thương cho thời thơ ấu của nhau và là ảo giác, bây giờ em hãy thức tỉnh đi. Cứ như thế anh lạnh lùng bước đi trong sự ngỡ ngàng và đau khổ của So-hoon. Tất cả mọi chuyện đều bị Tae-hook chứng kiến hết. Jung-ku làm như thế là để có được lòng tin của anh ngay cả khi phải từ bỏ người mình yêu. Anh điên cuồng chạy ra biển và gào thét thật to trong tuyệt vọng. Khi đó So-hoon buồn bã ngồi uống rượu một mình. Tae-hook liền tiến đến hỏi han cô nghĩ chắc anh cũng ghét mình lắm bởi vì tình yêu là thứ không phải chỉ hy vọng mong cầu là có được. So-hoon mong Tae-hook sẽ không theo đuổi cô nữa vì bây giờ trái tim cô chỉ chứa mỗi hình bóng Jung-ku. Cứ mỗi khi nhắc đến tên anh cô lại vô thức rơi lệ khiến trái tim Tae-hook như bị bóp nghẹt lại. So-hoon cứ thế uống say buộc anh phải đưa cô về nhà. Trước đây Jung-ku từng nhờ cảnh sát Hoon giữ bí mật anh là con trai của chủ tịch Giang. Ông còn tiết lộ biến cố gia đình So-hoon có liên quan tới chủ tịch Giang, và nếu hai người thật sự yêu nhau thì đây đúng là nghịch duyên. Sáng hôm sau So-hoon liền tới tìm Kang Jae và Se-suk. Đồng thời Mi-jan đã giao quyền kinh doanh lại cho Jackson vì cô muốn tập trung vào mảng kinh doanh tiêu thụ thị trường. Sau khi Mi-jan vừa rời đi, So-hoon liền vào gặp anh để nói về biểu hiện bất thường của Jung-ku. Jackson cũng bất ngờ khi anh từ bỏ bạn bè để đầu quân cho chủ tịch Giang. Ông ta là kẻ sẵn sàng vứt bỏ Jung-ku sau khi anh hết giá trị lợi dụng. Vì thế Jackson đoán chắc chắn Jung-ku có lý do riêng. Ngay lúc vợ cảnh sát Hoon nói về việc Jung-ku phản bội lại bạn bè và Jackie-sang biết lý do anh làm như vậy, thì đột nhiên cấp dưới báo cáo đã tìm được thông tin mới về vụ án nhà So-hoon. Trong khi đó chủ tịch Giang đã đề cử Jung-ku đi xử lý A Sung Ki, một lãnh đạo cấp cao đảo Jeju luôn cản trở họ. Đồng thời anh lại đang nhờ Sun Jong điều tra các công trình tập đoàn Daejeon đang tiến hành, bao gồm cả khu du lịch và casino. Đúng lúc đó Su-tae gọi đến cho Sun Jong bảo cô kêu Jung-ku tới gặp anh. Su-tae ném cho anh tài liệu người nghị viên luôn cản trở công trình tập đoàn Daejeon và bắt anh phải xử lý ông. Lúc này chủ tịch Ju đã giới thiệu Jackson với nghị viên A. Anh nói nếu tình hình casino trên đảo phát đạt thì sẽ thúc đẩy nền kinh tế, và mong nghị viên sẽ đề xuất các đề án cho du khách nước ngoài. Nghe như vậy ngài nghị viên liền đồng ý. Không những thế, ông còn nghe nói khách sạn mà tập đoàn Daejeon xây dựng xảy ra rất nhiều vấn đề, vì thế nghị viên sẽ cho dừng xây dựng nó. Vì để chuyện này không xảy ra, Jung-ku đã theo lệnh chủ tịch Giang theo dõi mọi hoạt động của nghị viên để tìm cách khiến ông đổi ý. Lúc này chủ tịch Moon đã khuyên con gái ông nên kết hôn với trưởng phòng Beth, nhưng cô nói mình cần suy nghĩ thêm và khẩn cầu bố đừng làm khó Jackson nữa vì cô đang tập cách từ bỏ anh. Khi đó Jackson đã gọi Ji Góc tới và cho ông xem thử du thuyền dành cho khách VIP của casino. Trùng hợp lại nhìn thấy Jung-ku đang theo dõi nghị viên A. Sau đó Sun Jong đã đem đề án mình tìm được đưa cho Jung-ku. Vừa nhìn thấy Su-tae bước vào, anh vội vàng giấu nó đi. Su-tae hỏi anh chuyện nghị viên A thế nào rồi, anh liền đáp quả thực ông ấy rất khó đoán, không có một kẻ hở nào cả. Lúc đó anh đột nhiên lại bảo Su-tae hãy cầm gậy đánh mình, tiếp theo liền mang thương tích đó va vào xe của nghị viên A vừa như một vụ tai nạn. Nghị viên vô cùng lo lắng hỏi anh có sao không, nhưng Jung-ku vẫn bảo mình không sao để ông yên tâm rời đi. Jung-ku lợi dụng chuyện này nhập viện và tố cáo ông tội trốn tránh trách nhiệm, khiến nghị viên buộc phải ký giấy xây dựng khách sạn cho anh. Chủ tịch Giang nghe tin anh liền tới bệnh viện thăm Jung-ku và hỏi mục đích của anh, nhưng Jung-ku chỉ một mực nói mình muốn thể hiện khả năng cho ông thấy và cầu mong được chủ tịch công nhận. Jackson sau khi biết Jung-ku dùng gian kế lừa nghị viên A liền tới tìm anh, dù không biết nguyên do gì khiến Jung-ku phải làm tới mức này, nhưng anh muốn tuyên chiến với Jung-ku. Bởi vì anh biết nếu một ngày Jung-ku còn làm tay sai cho chủ tịch thì sẽ đâm sau lưng mình lần nữa. Trước khi đi, Jackson còn bảo Jung-ku mau chóng dứt khoát với So-hoon vì có lẽ cô còn lưu luyến anh, thế là anh gọi cô tới gặp mình. So-hoon vui mừng hớn hở chuẩn bị thật xinh đẹp để tới gặp anh, nhưng Jung-ku lại nhẫn tâm nói với cô rằng mình gọi So-hoon tới là vì Tae-hook. Cô uất nghẹn với hai hàng nước mắt căm phẫn nhìn Jung-ku và cho anh một cái tát. So-hoon cứ thế đau lòng rời khỏi đó. Tae-hook ngay lập tức đuổi theo So-hoon và đưa cô về nhà. Anh mong sau này So-hoon hãy dựa dẫm vào mình nhiều hơn thay vì nói những câu cảm ơn và xin lỗi. So-hoon nghe xong vẫn không đáp lại mà thờ ơ bỏ đi. Cô bước vào phòng gục đầu khóc và bảo bạn thân hãy để cô một mình. Cũng trong đêm đó Sun Jong lén lút tới văn phòng lục tìm tài liệu, nhưng khi cô mang chúng đi vô tình lại bị anh trai nhìn thấy. Su-tae liền đuổi theo giật lại và phát hiện ra đó toàn là văn kiện bí mật của chủ tịch Giang.
Anh vô cùng tức giận tra hỏi Sun Jong xem rốt cuộc ai đã yêu cầu cô làm như vậy. Sun Jong tuy không nói ra nhưng anh vẫn đoán được kẻ đó là Jung Koo. Su Tae nổi giận tóm cổ lấy Jung Koo mặc cho Sun Jong có can ngăn. Anh không muốn liên lụy Sun Jong liền bảo cô ra ngoài trước để họ nói chuyện. Su Tae muốn biết mục đích thật sự của Jung Koo là gì và tại sao anh lại quay về. Thế còn anh thì sao, anh ở lại đó để làm gì? Em biết việc anh làm cũng không tốt đẹp gì. Su Tae cười mỉa bảo rằng anh đang chờ đợi thời cơ và Jung Koo nói anh cũng như vậy. Anh nhẫn nhịn tất cả cũng chỉ vì muốn đạt được mục đích, và không những thế, Jung Koo còn tiết lộ rằng mình không phải tội phạm giết người mà chỉ chịu tội thay cho Tae Húc. Thế mà họ lại nhẫn tâm vứt bỏ Jung Koo, vì vậy anh muốn đòi lại tất cả. Đầu tiên Jung Koo sẽ cho mọi người thấy anh có năng lực hơn Giang Tae Húc. Anh còn đề nghị hợp tác với Su Tae vì Jung Koo biết sớm muộn một ngày chủ tịch cũng sẽ vứt bỏ Su Tae nếu như anh ta không có giá trị nữa. Ngày hôm sau Tae Húc báo với chủ tịch anh đã làm xong danh sách khách VIP cho buổi khai trương casino, ông liền hỏi trong đó có chủ tịch Du hay không. Tae Húc đáp là không vì anh sợ bố cảm thấy bất tiện, tuy nhiên ông vẫn bảo anh mời chủ tịch Du đến. Sau đó chủ tịch lên xe đến Won Jung Ji và ra lệnh cho Jung Koo chuẩn bị một bó hoa, anh lập tức đến cửa hàng mua một bó hoa trắng cho ông. Bởi vì lo cho tình trạng của Sohun, Tae Húc đã gọi cho bạn thân cô hỏi thăm. Nhưng lại nghe được chuyện Sohun cứ nhốt mình trong phòng, ngay sau đó anh hẹn gặp Sohun ở công ty vì có chuyện gấp cần thảo luận. Lúc này Jung Koo đã theo chủ tịch đến một ngôi mộ và nhìn thấy ông đặt bó hoa lên đó. Ngay tại nơi này Jung Koo lần đầu tiên chứng kiến ông ta rơi nước mắt. Bởi vì không ai khác, đây chính là mộ của Mi Jeon, trước đây cảnh sát Hun từng đưa anh đến để hành lễ với bà. Jung Koo đã vô cùng đau khổ ôm lấy mộ của mẹ và không ngừng gào khóc. Khi đó chủ tịch Giang đột nhiên hỏi về thân thế của anh và biết được mẹ anh đã mất, còn bố thì vẫn sống. Chủ tịch thắc mắc sao Jung Koo không đến tìm ông ta. Anh nói rằng mình sợ gặp lại ông ấy, bởi vì đã chứng kiến ông là một người vô cùng đáng sợ. Thậm chí bây giờ ông ta vẫn sống rất bội bạc và thâm hiểm. Jung Koo sẽ đợi đến khi có được sự công nhận với chủ tịch Giang thì mới đến gặp bố mình. Ông cứ thế nghe anh nói mà không hề nhận ra người bố đó lại là mình. Jung Koo lại hỏi chủ tịch Giang người ở trên mộ là ai. Ông nói là người mình đã mắc nợ cả đời, người đã cứu ông khỏi tay của tử thần. Lúc này Tae Húc đã tới gặp Sohun và nhờ cô chủ trì buổi thuyết trình trước các cổ đông. Bởi vì vẫn còn nhiều người nghi ngờ khả năng buổi biểu diễn mang lại nên họ muốn lần này chứng minh cho cổ đông thấy. Đồng thời Su Tae đã đồng ý bắt tay hợp tác với Jung Koo. Bước đầu tiên của họ là đoạt lấy vị trí của trưởng phòng Bet để trở thành người thân cận với chủ tịch. Gần đây ông thường xuyên qua lại với Moon Song Chun nên họ sẽ ngụy tạo chứng cứ biến trưởng phòng thành kẻ phản bội. Khi vừa nhận được thư mời của chủ tịch Giang, chủ tịch Du vô cùng tức giận không muốn tham dự nên đã giao lại cho Mi Jeon. Lúc này cấp dưới đã đến báo cáo với cảnh sát Hun. Trước đây tập đoàn Dae Jung từng mua bán đất với một người bà con của Sohun, nhưng người này lại đang không rõ tung tích. 150 mẫu đất được bán với giá 5 triệu đô và người làm giấy tờ mua bán là người bà con, sau đó người này đã ôm tiền bỏ trốn. Tất cả thông tin đều nói lên tai nạn của bố mẹ Sohun là ngộ sát để họ có thể mua được đất và đứng tên chủ tịch Giang, chỉ cần tìm được người bà con kia thì mọi khuất mắt sẽ được hóa giải. Sau đó Jackson và Mi Jeon đã cùng lên du thuyền. Cô nói sau khi bị Tae Húc bỏ rơi lòng tự trọng đã tổn thương nặng nề nên bây giờ chỉ muốn thắng anh mà thôi. Nhưng cô lại không biết phải làm thế nào nên luôn trông cậy vào Jackson. Vì vậy anh đã gọi những tay cờ bạc có tiếng ở Mỹ đến. Se-suk và Kang-jae được giao nhiệm vụ tới sân bay đón họ và không ngờ lại gặp Jung Koo. Anh bước đến hỏi thăm bọn họ sống tốt hay không nhưng Se-suk tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhìn thấy bộ dạng khép nép khi làm việc cho chủ tịch Giang, Kang-jae nghĩ rằng Jung Koo cũng có lý do riêng của mình. Jackson đã gọi năm tay bạc có tiếng đến đảo Jeju vì bọn họ đã bị cấm cửa tại Las Vegas và Atlanta. Bởi vì họ thường đặt cược rất lớn và thường xuyên thắng khiến các sòng casino phải dè chừng. Anh nói casino có quyền từ chối và đưa khách hàng vào danh sách đen. Và đoán rằng casino của chủ tịch Giang vẫn chưa biết quy tắc này. Vì vậy anh sẽ để bọn họ phá đảo ngày khai trương của chủ tịch Giang. Lúc này cảnh sát Hun đã cho Sohun biết người bà con Lee Sang-tae đã cướp đoạt tài sản đáng lẽ thuộc về cô. Không những thế bố mẹ cô cũng là bị người ta sát hại và kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ chuyện này chính là chủ tịch tập đoàn Dae Jung. Vào tối hôm đó tập đoàn Dae Jung đã khai trương casino của bọn họ. Cũng chính tại nơi này Jung Hee và Jackson một lần nữa chạm mặt nhau khiến cả hai khó xử. Jackson đành bỏ đi trước và gọi cho Se-suk để những người bạn của anh chuẩn bị càn quét sòng bạc của chủ tịch Giang. Không lâu sau Sohun cũng tới buổi khai trương. Ánh mắt Jung Koo cứ mãi dõi theo cô khiến Sun Jong nhận ra anh yêu cô ấy dù cho miệng Jung Koo cứ liên tục nói không phải. Ngay lúc đó Tae Húc lệnh cho anh hộ tống bọn họ đến một nhà hàng Trung Hoa, đồng thời những người bạn của Jackson đã có mặt tại sòng bạc và được đưa tới phòng chơi VIP. Đa số phần thắng đều nghiêng về họ, trong khi Tae Húc vẫn chưa nhận ra điều gì và tiếp tục kể Sohun nghe về những tham vọng của anh. Mỗi lần nghĩ tới có Sohun làm việc tại đó anh luôn thấy an tâm, nhưng cô lại dập tắt nó và bảo dù Tae Húc có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được số phận. Dù Sohun nói thế nào anh vẫn kiên định và sẽ không để cho bất kỳ lời nào làm mình lung lay. Không lâu sau Sang-mi hốt hoảng chạy đến tìm Jung Koo để báo với Tae Húc khu VIP đã xảy ra sự cố. Khách hàng trong khu VIP đã thắng được 3 triệu đô và hiện tại casino không có đủ tiền mặt trả cho họ.
Jackson cảm thấy đã đủ rồi nên gọi cho ông Trần yêu cầu dừng chơi để quy đổi ra tiền mặt. Ngay lập tức ông dừng lại và yêu cầu casino đổi ra đô la Mỹ cho mình. Sammy liền mời họ vào phòng VIP nghỉ ngơi để câu giờ. Tê Húc lập tức đi tìm chủ tịch, trong khi đó Jung-Ku tìm xem thông tin những người khách đó và nhìn thấy cái tên Michael Chin, người mà nhóm xe xúc đã đón ở sân bay. Chủ tịch liền lệnh cho họ tới chỗ ông Moon vay tiền, nhưng Jung-Ku lại bảo anh có cách để không giao số tiền đó ra, bởi vì những người này đều nằm trong sổ đen của casino ở Las Vegas và Atlanta. Và hơn hết, casino có quyền từ chối những người chơi bất lợi với họ. Những người này là tay chơi chuyên nghiệp và có thủ pháp riêng, và luôn tuân theo một nguyên tắc nghiêm ngặt, cứ để ý sẽ thấy họ thường thua rất ít nhưng khi thắng lại rất nhiều tiền. Khi chơi bài, các thiên tài của Harvard đã sử dụng cách tính số nguyên để chiến thắng nên các casino thường cấm họ. Jung-Ku còn cho chủ tịch biết Jackson là người đứng sau bọn họ, ngay lập tức ông cho gọi anh tới gặp mặt và bảo mình biết tất cả là do Jackson làm, khiến anh cũng phải ngạc nhiên. Nếu chủ tịch lợi dụng chuyện này và để lộ ra Jackson là kẻ đã sắp xếp thắng thua thì danh tiếng casino của anh sẽ bị ảnh hưởng. Jackson đành phần nhượng bộ để đám người ông Trần đi mà không lấy một đồng nào, nhưng anh thắc mắc tại sao chủ tịch lại biết bọn họ do mình sắp đặt. Chủ tịch liền nói là do Jung-Ku, bởi trước đây anh theo Jackson tới Las Vegas đã học được không ít và giờ đây lại dùng chính nó đâm sau lưng Jackson. Thất bại lần này khiến chủ tịch hoàn toàn thất vọng với Tê Húc và cảnh cáo anh trên thương trường sẽ coi như không có quan hệ bố con. Tê Húc biết chuyện này Jung-Ku cố tình nói ra trước mặt chủ tịch là để anh mất mặt nên đã khắc sâu trong lòng. Ngày hôm sau, chủ tịch đã cho phép Jung-Ku ngồi ăn sáng cùng ông. Anh còn vô tình nghe được chủ tịch ra lệnh cho trưởng phòng Beth xử lý cảnh sát Hun, sợ gây nguy hiểm cho ông, anh lập tức tới chỗ Su Tê để đẩy nhanh tiến độ thanh trừ trưởng phòng. Sau đó yêu cầu cảnh sát Hun dừng việc điều tra bố mẹ So Hun lại, nếu không sẽ ảnh hưởng tới ông và cả việc anh trả thù chủ tịch. Lúc này So Hun đã mời Jung Hee đi uống rượu với cô. So Hun buồn bã kể về chuyện mình với Jung-Ku và muốn biết lý do thật sự anh thay đổi là gì. Có như vậy cô mới có thể quyết định ở bên anh hay là từ bỏ. Jung Hee cảm thấy chí ít So Hun còn được nói chuyện với Jung-Ku trong khi Jackson còn không thèm gặp cô. So Hun say xỉn liền xúi Jung Hee gọi cho Jackson mắng một trận rồi lấy điện thoại ra gọi cho Jung-Ku. Này tên kia, sao lại đối xử với tôi như thế? Mỗi lần anh nhìn tôi là ánh mắt sáng rực lên, tưởng tôi không biết hay sao? Anh có biết mình khiến tôi đau khổ thế nào hay không? So Hun vừa nói vừa khóc lóc sau đó cúp máy đi. Đến lượt Jung Hee, cô cũng hờn trách Jackson như thế rồi cúp máy. Sau đó hai người say xỉn nằm gục ra bàn nên nhân viên đã gọi Jung-Ku và Jackson tới đón họ. Jung-Ku liền đưa So Hun về trước. Anh lo lắng đắp chiếc áo khoác cho So Hun nhưng lại không dám chạm vào cô. Jackson ở bên kia cũng giống như anh, đều có lý do khó nói và không muốn làm tổn hại bọn họ nên buộc phải chia tay. Sáng hôm sau, So Hun tỉnh lại và khó xử khi nhìn thấy Jung-Ku. Cô sợ cho tới lúc quên anh hoàn toàn những chuyện như này lại tiếp diễn, nên xin anh đừng tiếp tục xuất hiện để cô càng thêm đau khổ nữa. Jung-Hee cũng vừa tỉnh lại và Jackson đã đưa cô trở về nhà. Cô nuối tiếc không muốn rời xa anh liền chạy tới ôm chặt Jackson, nhưng anh lại gỡ tay Jung-Hee ra và bỏ đi. Lúc này Su Tae vui mừng vì đã tìm được chứng cứ chống lại trưởng phòng Beth. Vì ông đang sử dụng danh nghĩa cá nhân để mua bán cổ phần, số tiền này đã lên đến 10 tỷ won nhưng Jung-Ku đoán nó có thể là tiền vốn bí mật của chủ tịch Giang. Nếu vạch trần thì kẻ bất lợi sẽ là nhóm của họ. Jung-Ku liền giao nhiệm vụ đi tìm sổ sách cho Sun Jong. Nhưng trong lúc cô đang tìm kiếm thì trưởng phòng Beth lại trở về và phát hiện ra. Trong khi đó, Mi-jan đã đề nghị với bố mở thêm một hãng hàng không giá rẻ để kích thêm kinh tế cho công ty của họ và để chống lại tập đoàn Daejeon. Đồng thời, chủ tịch Giang đã đưa Jung-Ku tới con đường số 51 và kể cho anh mình từng là tên lưu manh xây nên nó. Ông làm như vậy là để chứng minh kẻ từng bị đối xử như một con chó cũng có thể trở thành chủ tịch tập đoàn lớn và đặt niềm tin Jung-Ku cũng có thể làm được. Chủ tịch lại hỏi bố Jung-Ku có biết sự tồn tại của anh hay không. Anh nói là không, vì sau khi ly hôn bố đã rời khỏi Jeju, thậm chí cũng không hề biết mẹ đã mang thai. Nếu ông ấy biết cậu lớn lên thế này chắc sẽ vui mừng khôn xiết. Chủ tịch còn tin rằng sẽ có một ngày Jung-Ku sẽ tha thứ cho bố anh. Lúc Kang Jae và Se Suk ở quán bar vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tae Húc với bạn anh. Bọn họ đã điều tra về thân phận của Jung-Ku và còn nghe được tin Jung-Ku từng ngồi tù thay Tae Húc. Bây giờ anh không muốn để một kẻ như Jung-Ku bên cạnh chủ tịch Giang nữa nên đang tìm cách hất cẳng Jung-Ku. Tất cả đều bị Kang Jae và Se Suk nghe hết. Bởi vì còn niệm tình xưa nghĩa cũ nên Kang Jae quyết định nói cho Jung-Ku biết dù Se Suk không đồng ý. Anh cảnh báo Jung-Ku rằng Tae Húc đang lên kế hoạch để sa thải anh, khiến Jung-Ku rất ngạc nhiên. Jung-Ku không ngờ sao bao lần bị phản bội Kang Jae vẫn một lòng muốn giúp cho anh. Sự áy náy bao trùm lên khóe mắt Jung-Ku khiến anh vội vàng rời khỏi đó. Đã lâu không nghe được tin từ cảnh sát Hun nên So Hun đã tới hỏi ông lý do. Không ngờ lại nghe được Jung-Ku bắt ông dừng điều tra. Về trưởng phòng Beth, ông đã nghi ngờ Sun Jong nên giao tài liệu cho cô mang đi. Sun Jong cứ thế đưa cho Jung-Ku xem mà không biết trưởng phòng Beth đã quan sát tất cả. Đồng thời nhân viên của Tae Húc đã tới nhà Jung-Ku lục soát tất cả tài liệu cơ mật giao cho Tae Húc. Ngay khi có được chứng cứ, anh liền tố cáo Jung-Ku phản bội với chủ tịch Giang, nhưng không ngờ lại chính chủ tịch giao nó cho Jung-Ku vì muốn anh quản lý tập đoàn. Sau đó chủ tịch gọi Jung-Ku ra hỏi, sau khi có được sự đồng thuận của tôi cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ nghe theo sự chỉ bảo của chủ tịch. Như chỉ chờ có vậy, Giang Min-ho đã ra lệnh cho anh xử lý cảnh sát Hun, kẻ luôn đào bới quá khứ ông bao lâu nay.
Ở phía Sohun, cô vô cùng bất mãn khi Jung-ku bảo cảnh sát Hun dừng điều tra vụ án của bố mẹ. Cô chạy thẳng tới chỗ Jung-ku hỏi anh lý do và nói anh không có quyền can thiệp chuyện của mình. Dù Jung-ku có giải thích thế nào, cô vẫn nghĩ anh chỉ là kẻ bán mạng làm việc cho chủ tịch Giang. Sohun nói thẳng với anh từ bây giờ cô sẽ xóa đi hết những hồi ức từng tồn tại giữa họ rồi quay lưng đi. Jung-ku bước vào trong thì lại gặp bạn của Tae-hook. Anh ta biết rõ Jung-ku có âm mưu với tập đoàn Dae-jung nên đã lớn tiếng sỉ nhục anh. Tâm trạng Jung-ku vô cùng tệ hại, đã không nhịn được ép anh ta vào tưởng rồi cho ăn đấm. Tối hôm đó Sun-jong đã gọi người đến mở khóa két sắt trưởng phòng Bet. Trong khi Sohun đã tới gặp thẳng chủ tịch Giang hỏi ông về mối nghi ngờ của mình, tuy nhiên chủ tịch vẫn thản nhiên như thể không biết gì. Thế là cô tay trắng ra về và gặp được Tae-hook trước cửa. Cô nói từ giờ sẽ xin nghỉ việc, không hợp tác với Tae-hook nữa. Anh ngạc nhiên không hiểu gì liền chạy theo hỏi Sohun lý do, nhưng cô lại kêu anh đi hỏi chủ tịch Giang. Lúc này Tae-hook mới nhận ra và lập tức đến hỏi chủ tịch, nhưng ông vẫn cười cợt nói mình không liên quan tới vụ án bố mẹ Sohun. Dù chủ tịch nói thế nhưng anh biết rõ Sohun sẽ không tự tiện buộc tội người khác. Hơn hết con người chủ tịch Giang thế nào anh cũng biết rõ, thấy con trai không tin mình ông liền nổi trận lôi đình. Dù ở ngoài kia có đàm tiếu thế nào con cũng phải tin ta, ta không dùng thủ đoạn làm chuyện đó. Sút Tê cuối cùng đã có được chứng cứ việc trưởng phòng Bét biển thủ công quỹ. Nhưng Jung-ku bảo anh hãy tiếp tục đợi vì bây giờ ưu tiên hàng đầu là xử lý người chủ tịch Giang giao phó. Sút Tê suy nghĩ một hồi liền vội vàng đuổi theo Jung-ku hỏi có phải cảnh sát Hun hay không. Jung-ku lập tức phủ nhận và muốn tự mình xử lý. Ở bên này Tae-hook đã tìm trưởng phòng Bét hỏi xem bố anh có liên quan gì tới vụ án nhà Sohun hay không. Trưởng phòng nói đó chỉ là một vụ giao dịch bình thường. Do cảnh sát Hun cứ liên tục đào bới quá khứ của chủ tịch nên mới gây ra hiểu lầm, trưởng phòng Bét sẽ khiến cho ông không thể làm cảnh sát được nữa. Trong lúc đó Jung-ku đã đến chỗ cảnh sát Hun để quan sát ông. Tình cờ bị vợ ông bắt gặp nên đã mời anh đến dùng cơm với họ, nhưng cảnh sát Hun có chuyện quan trọng cần bàn nên đã đuổi bà về. Ông đã theo ý anh dừng cuộc điều tra nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn anh trả thù chủ tịch Giang mà không can ngăn. Sau đó Jung-ku vừa trở về đã nghe nói trưởng phòng Bét đột nhiên chuẩn bị tiền mặt, nên anh đã theo dõi và nhìn thấy ông giao tiền cho một đám người lạ mặt. Biết chắc chúng sẽ làm hại cảnh sát Hun nên Jung-ku đã chạy tới ngăn cản và đánh chúng một trận. Sau đó anh chạy đi tìm cảnh sát Hun nhưng không thấy đâu bởi vì ông đang ở chỗ Sohun. Cô đã gọi ông đến để tạm biệt trước khi sang Mỹ. Cảnh sát Hun không muốn Sohun cứ mãi hiểu lầm Jung-ku nên đã tiết lộ bí mật anh là con trai chủ tịch Giang. Ông còn nói Jung-ku đã rất khổ sở khi chối bỏ tình cảm với cô. Tất cả cũng chỉ vì định mệnh nghiệt ngã đưa đẩy cuộc đời của bọn họ. Trong khi đó Jung-ku đến gặp chủ tịch Giang, anh quỳ xuống trước mặt ông. Đối với tôi có hai người bố, một người ngay cả sự tồn tại của tôi cũng không hề biết. Người còn lại đã cho một đứa cô nhi như tôi cảm nhận được thế nào là tình phụ tử, người đó chính là cảnh sát Hun, vì vậy anh không thể làm hại ông ấy và chấp nhận sự trừng phạt của chủ tịch. Tuy nhiên chủ tịch không trừng phạt anh và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông vẫn sẽ giữ Jung-ku bên cạnh mình, nhưng không ngờ rằng trong đêm đó có kẻ đã cố ý ám hại cảnh sát Hun khiến ông bị xe tải đâm mất mạng. Jung-ku nhận được tin như sét đánh ngang tai khiến anh không tài nào chấp nhận nổi. Tang lễ nhanh chóng được diễn ra và nhóm xe xúc nhanh chóng có mặt. Kang Jae quỳ xuống gào khóc như không tin nổi vào mắt mình. Và những người khác cũng không kìm được nước mắt. Jung-ku không đến dự tang lễ của ông và chắc chắn có người đã cố ý sát hại cảnh sát Hun. Nhưng không biết người đó là trưởng phòng Bét hay chủ tịch Giang. Trong khi đó hai người họ đang thảo luận về dự án hàng không mà chủ tịch Du sắp tiến hành, ông lệnh cho trưởng phòng điều tra xem chủ tịch Du lấy nguồn vốn đầu tư lớn như vậy từ đâu. Ngay lúc đó Jung-ku xông vào hỏi có phải chủ tịch là người đã hại cảnh sát Hun hay không, nhưng gương mặt ông vô cùng ngạc nhiên khi biết cảnh sát Hun đã mất. Không những thế ông sẽ không ngu xuẩn mà ra tay với một cảnh sát đương nhiệm. Tin chắc không phải chủ tịch làm, Jung-ku liền quay sang hỏi trưởng phòng Bét, nhưng cũng không phải ông làm. Thế là Jung-ku đành cúi đầu xin lỗi vì hành động vô ý lúc nãy của mình và ra ngoài. Tại tang lễ cảnh sát Song cho rằng đây là cố ý ngộ sát, vì trước đó tập đoàn Dae-jung từng cử Jung-ku đến buộc cảnh sát Hun dừng điều tra. Xe xúc nghe xong vô cùng tức giận vì nghĩ anh có liên quan tới chuyện này. Ngay lúc đó họ xông vào linh đường đánh Jung-ku và làm náo loạn hết tang lễ. Sohun ở bên ngoài nhìn Jung-ku phải chịu oan cũng không thể giúp được anh. Ngày hôm sau Jung-ku lặng lẽ đứng từ xa nhìn mọi người đưa tiễn cảnh sát Hun lần cuối cùng. Anh cũng đau khổ không kém gì bọn họ vì đối với Jung-ku, cảnh sát Hun còn quan trọng hơn bất cứ ai khác. Thậm chí anh sẵn sàng phản bội chủ tịch Giang chỉ để bảo vệ ông ấy. Trong lúc đó chủ tịch Du đã đến xin chủ tịch muôn đầu tư cho ông. Ban đầu đã bị ông Song Chun từ chối nhưng khi nghe nhắc đến nên để lại một sự nghiệp hợp pháp cho Jung-hi, ông lại siêu lòng. Không những vậy chủ tịch Du còn đồng ý bán đi cổ phiếu sân golf và casino để khiến chủ tịch muôn đồng ý. Bây giờ chủ tịch Du không cần lo lắng vấn đề tài chính nữa và lập tức cho tiến hành dự án. Sau khi cảnh sát Hun mất, Jung-ku chìm trong đau khổ nên đã mượn rượu giải sầu và không màng đến công việc nữa. Sun-jong cố khuyên anh nhưng cũng không được, đành quay về báo lại cho Sut-tae. Cùng lúc đó có một vị khách hàng quấy rối các khách hàng nam tại casino nên nhóm Sut-tae đã tới xem thử. Vừa nhìn thấy mặt tên khốn vứt bỏ bạn bè cầm kim cương bỏ trốn là mọi người liền phát điên tóm cổ hắn ta. Sau đó họ cố gắng bình tĩnh lại ngồi hỏi tội Jimmy khiến anh ta vô cùng lo sợ. Về phần Jung-ku, sau khi anh lấy lại tinh thần đã tới chỗ Sut-tae để chuẩn bị đối phó trưởng phòng Bét.
Trong khi đó, Chủ tịch đắc ý thông báo rằng ông sẽ sớm sở hữu casino Jongmun của Chủ tịch Du và giao toàn quyền quản lý cho Jungkook, người ông tin tưởng nhất lúc này. Chuyện Chủ tịch ngày càng tín nhiệm Jungkook khiến Tae-hook vô cùng lo lắng khi anh ngày một ngang hàng với mình. Tae-hook lập tức đến hỏi bố tại sao ông lại làm như vậy. Ông nói mình làm vậy là vì Tae-hook. Chủ tịch cho rằng những ông chủ trên thế giới này không cần thiết phải giỏi hơn người đầy tớ của họ, mà chỉ cần học cách làm sao tận dụng triệt để và quản lý người đầy tớ đó. Ông không muốn con trai mình phải sinh lòng ghen tị với một kẻ không đáng như Jungkook. Suy cho cùng, Tae-hook mới là con trai ông, còn Jungkook chỉ là thuộc hạ mà thôi. Ông sẽ sử dụng triệt để Jungkook như một vật tế để khi casino anh quản lý xảy ra bất chắc, Jungkook sẽ là người gánh chịu tất cả. Toàn bộ cuộc trò chuyện của Chủ tịch Giang với Tae-hook đều bị Jungkook nghe thấy, khiến anh càng thêm nung nấu ý định trả thù ông ta. Tae-hook cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của bố, và mỗi lần như vậy anh càng thêm nhận ra ông như một bức tường thành cả đời này mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Nếu Tae-hook muốn trở nên giống như ông thì anh phải học cách trở nên máu lạnh vô tình và có một trái tim sắt đá. Dù cả hai đều là con trai ruột của Chủ tịch, nhưng Jungkook lại thừa hưởng sự máu lạnh từ bố hơn Tae-hook. Đến cả Suh Tae, người lớn lên cùng anh, cũng phải e ngại. Lúc còn bé bọn họ luôn rất căm ghét một tên nhóc nhà giàu, và Jungkook là người đứng ra đánh cậu bé đó tóe cả máu gãy cả xương sườn. Nhưng tuyệt nhiên không một ai biết trừ họ cả. Từ lúc đó Suh Tae đã nhận ra, nếu một ngày anh chọc giận Jungkook thì cũng sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Để dễ dàng thâu tóm casino Jongmun, Chủ tịch lệnh cho Jungkook phải điều tra ra lợi tức chia cổ phiếu của họ và danh sách các cổ đông chính. Và ngay sau khi tìm ra, Jungkook phải bằng mọi giá ép buộc họ từ bỏ cổ phiếu. Sau khi Jungkook đi, Suh Tae liền vào báo cáo tung tích của một người chủ tịch nhờ anh tìm kiếm. Nhưng người này đã mất từ lâu và được mai táng bởi trại tế bần. Thế là ông mau chóng lên đường tới chỗ người đó, hóa ra đó là mẹ của Mi-jeon. Chủ tịch hỏi thăm những người ở đó và biết được cảnh sát Hun thường xuyên tới thăm bà. Không những thế, vào ngày lâm chung ông còn dẫn theo một cháu trai. Chủ tịch Giang liền hỏi thông tin của người cháu trai đó, nhưng do cảnh sát Hun đã mất nên mọi thông tin cũng bị đứt hết. Cuối cùng thì chủ tịch cũng hiểu tại sao hôm đó cảnh sát Hun lại đưa cho mình bức ảnh của Mi-jeon. Có lẽ cả đời này ông cũng sẽ không bao giờ quên được hồi ức về người con gái đó. Sau khi biết sự thật về thân thế Jungkook, So-hun cứ mãi luôn băn khoăn và luôn nhốt mình trong nhà. Mãi đến hôm nay cô mới hạ quyết tâm tới tìm anh nói chuyện. So-hun nói mình đã biết bố ruột Jungkook là ai và mong anh sẽ dừng việc trả thù vô nghĩa lại. Nhưng anh lại bảo với So-hun mình không thể quay đầu nữa rồi. Bởi khi anh nhìn lại, nó đã đi quá xa. Nếu bây giờ anh bỏ cuộc thì người bố đó sẽ không bao giờ biết ông ta đã sai lầm những gì. Cho dù Jungkook phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình, anh cũng sẽ khiến quãng đời còn lại của Chủ tịch Giang chìm trong hối hận. Jungkook nhờ So-hun giữ bí mật này giúp cho anh, nhưng không ngờ Sun Jong ở bên ngoài đã nghe hết. Khi đó Suh Tae đã tới tìm vợ cảnh sát Hun hỏi thăm về tung tích người cháu trai kia hộ chủ tịch, nhưng bà lại tức giận đuổi anh về. Dù vậy, chủ tịch vẫn không bỏ cuộc và ra lệnh cho Suh Tae bằng mọi giá phải tìm được người cháu đó. Thế là anh chạy về than vãn cho Jungkook biết. Giờ đây chủ tịch cuối cùng cũng đã biết tới sự tồn tại của Jungkook, đồng thời Sun Jong đã tới tìm Kang Jae và Se Suk vì nghĩ họ biết tung tích người bố kia. Cô còn nói Jungkook cắn răng chịu đựng làm việc cho chủ tịch Giang vì để trả thù người bố đó. Cả Kang Jae và Se Suk đều biết chuyện cảnh sát Hun đã đưa Jungkook đi gặp bà ngoại, nhưng họ vẫn không đoán ra bố anh là ai cả. Sau đó Jackson nhờ Se Suk sắp xếp cho anh và Jimmy gặp Jungkook, trong khi anh đang được chủ tịch Giang ra mắt với ông Moon Song-chun. Chủ tịch nói mình sẽ giao casino Jongmoon cho Jungkook quản lý và bảo anh ra ngoài đợi. Chủ tịch Moon có con mắt nhìn người sau bao năm lăn lộn, và ông nhận ra Jungkook rất giống chủ tịch Giang. Thông qua ánh mắt, ông cũng biết anh không hề sợ chủ tịch Giang và khuyên ông không nên tín nhiệm người này. Ở bên ngoài, Jung-hee đã đến nói chuyện với Jungkook và bảo anh đừng đánh mất So-hun. Cô còn tiết lộ nguồn vốn mà chủ tịch Du đang xây dựng sân bay thực chất là của chủ tịch Giang chứ không phải bố mình. Vì thế khi lên xe, Jungkook đã hỏi ông phương pháp để tiếp quản casino Jongmoon là gì. Chủ tịch chỉ thản nhiên đáp trong kinh doanh sẽ xuất hiện những cơ hội bất ngờ và khi nắm bắt chúng nhất định sẽ thành công. Vì vậy ông đã đổ tiền vào hàng không của chủ tịch Du và đợi khi thời cơ chín muồi ông sẽ thâu tóm tất cả. Buổi tối hôm đó, ông Ji-sok vô tình nói cho mọi người biết người mà cảnh sát Hun yêu chính là mẹ ruột của Jungkook, vì thế nên ông mới xem anh như con trai ruột của mình. Bây giờ bọn họ đều đã biết mẹ ruột Jungkook đã mất, nhưng chuyện bố anh là ai họ vẫn chưa đoán ra. Sun Jong cũng rất muốn biết bố Jungkook là ai nên đã hỏi Jungkook có phải bố anh vẫn còn sống hay không, nhưng anh không trả lời cô, còn bảo Sun Jong mau về trước. Lúc này So-hun đã gặp Song Mi và cho cô biết mình sắp tới sẽ trở thành giảng viên đại học Jeju và sẽ từ bỏ công việc tại rạp xiếc Thái Dương, nơi mà cô đã dùng bao cố gắng mới vào được. Lúc này tiền bán thẻ hội viên sân golf đã thu được 12 triệu đô, nhưng chủ tịch không muốn dùng nó trả chi phí xây dựng công trình mà bảo trưởng phòng Beth hãy tự lo liệu. Sau đó ông đốc thúc tiến trình sân khấu biểu diễn của rạp xiếc Thái Dương, nhưng Jungkook lại nghĩ nó không cần thiết nữa vì anh nghe nói tập đoàn MBM và Ventica đã quyết định sẽ đầu tư vào Macau. Đặc biệt tập đoàn Ventica còn cho xây dựng một khách sạn và casino vô cùng lớn. Anh cho rằng rạp xiếc Thái Dương sẽ lựa chọn Macau để biểu diễn thay vì đảo Jeju. Chủ tịch lập tức nổi giận với Tae-hook và lệnh cho anh tìm cách đối phó ngay. Sau chuyện này, Tae-hook vô cùng bất mãn với Jungkook và không thể chịu đựng nổi nữa.
Anh nói với trưởng phòng Beth nhưng ông vẫn khuyên Tae Hook cố gắng đợi thêm vì Jung-Koo đã dần sa vào cái bẫy mà ông tạo ra rồi. Sau đó Se Suk chuyển lời Jackson muốn gặp mặt tới cho Jung-Koo. Ban đầu anh từ chối nhưng khi nghe Jimmy đang ở đây thì liền đổi ý. Không lâu sau cấp dưới liền xác nhận thông tin tập đoàn MBM và Ventica chuẩn bị rời sân khấu biểu diễn tới Macau là sự thật. Như vậy thì bao công sức và tiền bạc tập đoàn Dae Jung đầu tư bao lâu nay sẽ đổ sông đổ biển. Hơn hết chủ tịch sẽ không bỏ qua sai lầm này của Tae Hook. Anh liền tìm đến Sohun nhờ cô nghe ngóng thêm thông tin nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Ở bên này Jung-Koo đã tới gặp mặt Jackson, anh nói dù gì họ cũng đã gặp nhau nên hãy tạm thời quên đi đôi bên là đối thủ cạnh tranh và trở lại thời điểm từng vào sinh ra tử cùng nhau. Họ đã cùng nhau cùng Lee và Jimmy bắt đầu xin lỗi Jung-Koo. Anh ta nói khi mình bỏ trốn đã bị phiến quân bắt được và vô cùng khổ sở. Jung-Koo vẫn không nguôi giận và cho hắn ta ăn một đấm. Jimmy tiếp tục nói lúc đó Kakapo đã quay lại diệt phản quân nên anh mới thoát được. Ông còn muốn tìm lại Jung-Koo để báo đáp cho anh. Nhưng thứ duy nhất Jung-Koo muốn là thay đổi vận mệnh của anh và tìm lại tình yêu đã mất. Thứ này chắc chắn nhà vua sẽ không bao giờ làm được cho anh. Sau khi mọi người say, Jackson và Jung-Koo lại đến một nơi khác nói chuyện. Anh nói mình đã thoát ra khỏi vũng bùn lầy khi còn là lính đánh thuê nhưng Jung-Koo lại đang bắt đầu dấn thân vào nó. Tuy vậy Jung-Koo lại muốn làm một ván cược lớn với Jackson. Anh đã cho Jackson biết tiền vốn đầu tư vào hãng hàng không là của chủ tịch Giang. Bây giờ ông ấy đang lung lay về tài chính nên chỉ cần một cú quyết định có thể khiến sự nghiệp ông lung lay. Ngay cả sự thật chủ tịch Giang là bố ruột mình Jung-Koo cũng nói ra, anh làm tất cả cũng chỉ để trả thù ông ấy. Ngày hôm sau Jackson đã cho chủ tịch Du biết nguồn vốn mà ông đang sử dụng là của Giang Min-ho. Anh nói nếu chủ tịch Du dám giao phó cho mình thì lần này Jackson sẽ làm một ván cược quyết định. Cuối cùng anh đã có được sự đồng thuận từ ông và quyết định sẽ chơi ván cược này với Jung-Koo. Nếu lần này Jung-Koo một lần nữa lừa dối anh, cả đời Jackson cũng sẽ không bao giờ dung thứ. Vào tối hôm đó Tae Hook trở về nhà với bộ dạng say khướt vô cùng thảm hại. Anh thành thật nói với bố rằng con đã thất bại rồi, trung tâm biểu diễn đó đã bị Ma Cao cướp mất. Con thành thật xin lỗi nhưng năng lực của con chỉ đến đó mà thôi. Ông nghe xong liền đứng dậy tát Tae Hook và cảnh cáo tuyệt đối không được nói từ xin lỗi trước mặt ông. Chủ tịch Giang dặn dò Tae Hook một khi đã muốn thắng thì không được để người khác nhìn rõ tâm địa của anh. Ông muốn con trai mình phải thật mạnh mẽ và không được chùn bước trước khó khăn. Có như vậy mới đạt được thành công. Sau đó ông ra ngoài và vô tình phát hiện Jung-Koo đang ở trong phòng tranh. Ông liền bước vào hỏi anh đang làm gì ở đây. Chủ tịch nhìn sang thì phát hiện Jung-Koo đang đứng khóc trước bức tranh của Mi-jeon. Anh vội giải thích mình tới tìm chủ tịch Giang. Thấy nơi này còn sáng đèn nên mới bước vào. Nhìn hàng nước mắt của Jung-Koo, chủ tịch lại hỏi tại sao anh lại nhìn bức tranh mà khóc. Anh vội vàng lau đi và nói mình cũng không biết tại sao cả. Còn hỏi rằng đây có phải chủ nhân ngôi mộ kia không, chủ tịch liền xác nhận đúng như vậy. Gần đây ông cũng vừa mới biết Mi-jeon có một người con trai và ra lệnh cho Jung-Koo hãy đi tìm người đó mà không ngờ rằng người con đó lại đang đứng trước mặt ông. Ngày hôm sau ông Song, người đại diện quản lý sân golf mà tập đoàn Dae Jung đang xây dựng, cũng là người liên tục phản đối Tae Hook xây dựng sân khấu rạp xiếc Thái Dương. Trong cuộc họp ông không ngừng chỉ trích anh đã làm tốn hết bao nhiêu tiền của vào dự án này và bắt Tae Hook phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên chủ tịch lại bênh vực con trai và đổ mọi tội lỗi lên đầu ông Song vì chính ông là người nói tập đoàn MBM sẽ đầu tư vào đảo Jeju. Sau đó chủ tịch bảo mọi người ra ngoài và để Tae Hook ở lại. Ông khuyên bảo con trai đừng vì chuyện này mà nhục chí mà hãy tự tin lên. Bố rất tin tưởng con nên lần này đừng để bố phải thất vọng. Vâng, con tuyệt đối sẽ không làm bố thất vọng. Sau chuyện này Su Tae cũng nhận ra chủ tịch rất thiên vị Tae Hook vì dù gì anh cũng là con trai ông. Nếu bọn họ muốn hạ bệ Tae Hook thì cũng cần phải dè chừng. Jung-Koo nhớ lại trước đó chủ tịch từng nói một người chủ không nhất thiết phải giỏi hơn người đầy tớ của họ, mà chỉ cần biết cách tận dụng người đầy tớ đó mà thôi. Trong mắt ông Tae Hook chính là ông chủ, còn Jung-Koo mới là đầy tớ của con trai ông. Sau đó Jackson đã đưa danh sách phân chia cổ phiếu và cả các cổ đông cấp cao, bao gồm cả những tay bạc cao cấp mà Casino Jong-moon duy trì cho Jung-Koo. Tất cả bí mật của Casino đều đã nằm trong tay anh và nếu Jung-Koo lựa chọn phản bội một lần nữa Jackson sẽ mất tất cả. Tuy vậy Jung-Koo đã hứa sẽ không khiến anh hối hận khi tin mình. Jackson cũng khá do dự khi ra quyết định này vì sự thật anh là con trai chủ tịch Giang có thể là con dao hai lưỡi. Jung-Koo tự tin nhắc lại lời Jackson từng nói khi đưa họ tới Las Vegas, rằng nơi này được xây dựng nên bởi giấc mơ của một tên xã hội đen nên việc Jung-Koo trả thù chỉ là bước đầu tiên trong khát vọng của anh. Anh sẽ biến ước mơ mình trở thành hiện thực nên Jackson không cần lo việc anh sẽ phản bội. Sau đó Jung-Koo mang tài liệu giao cho chủ tịch. Trong các cổ đông có một người tên là Na Bong-chun, là một tay xã hội đen. Chủ tịch liền lệnh cho Jung-Koo bắt đầu ra tay từ người này. Thế là anh liền đến chỗ Na Bong-chun và nhìn thấy ông đang dạy dỗ đàn em của mình. Đợi Bong-chun xử lý xong, anh liền nói mục đích đến đây là vì chủ tịch Giang có hứng thú với cổ phần của ông tại Casino Jong-moon. Tuy nhiên Jung-Koo vẫn bị ông ta lập tức từ chối và đuổi về. Trong khi đó Sun Jong đã tới trường đại học tìm Sohun để cầu xin cô nói cho mình biết bố Jung-Koo là ai. Nhưng Sohun đã hứa sẽ giữ bí mật với Jung-Koo nên không thể cho Sun Jong biết được. Lúc đó Song Mi đã tới đón Sohun và kể cô nghe dự án sân khấu Thái Dương đã bị hủy. Sohun cảm thấy có lỗi với Tae Hook nên đã tới tìm anh xin lỗi vì hôm đó đã nói những lời không tốt.
Tae-hook rất vui vì So-hoon đã chịu đến đây, nhưng vài giây sau cô lại nhắc đến Jung-kook khiến anh rất hụt hẫng. Cô còn cố ý nhắc đến chuyện Tae-hook có anh em trai nhưng anh lại không hiểu ý của cô. Đúng lúc đó Jung-kook đi ngang qua nên So-hoon đã bảo nếu người anh em đó là Jung-kook thì hai người nên bổ trợ cho nhau. Nhưng Tae-hook hận Jung-kook tới thấu xương, chưa bao giờ muốn cùng một huyết thống với anh cả. Ngay lúc Su-tae đang bối rối vì không moi được thêm thông tin nào về người cháu kia thì Sun-jong bất ngờ gọi anh ra nói chuyện. Cô đã tiết lộ bí mật Jung-kook có một người bố và từng được cảnh sát Hun đưa tới trại tế bần gặp bà ngoại. Thế là Su-tae liền cầm ảnh anh tới trại tế bần để xác nhận một lần nữa, và quả đúng người đó là Jung-kook. Anh liền bảo đàn em giữ bí mật chuyện này và hẹn gặp Jung-kook. Su-tae không muốn dính dáng tới chuyện trả thù của Jung-kook nhưng không ngờ lại bị anh kéo xuống vũng bùn. Anh tức giận đấm Jung-kook và muốn dừng hợp tác với anh. Jung-kook sợ bí mật sẽ lộ ra trước khi anh kịp trả thù, chủ tịch liền cầu xin Su-tae giữ bí mật cho mình và hứa sẽ không làm Su-tae thất vọng. Anh không còn cách nào đành giúp Jung-kook và ra lệnh cho những người khác giữ bí mật. Tiếp theo hai người bàn luận xem làm cách nào để có được cổ phần của Na Bong-chul. Đây là một tên côn đồ nên không dễ dàng gì thuyết phục được. Ngày hôm sau, chủ tịch liền ra lệnh cho Jung-kook mau chóng thu mua hết cổ phần của Jong-moon. Nhưng nguồn vốn đầu tư của tập đoàn Daejeon không còn nhiều. Đừng nói tới thâu tóm Jong-moon, riêng việc xây dựng khách sạn và sân golf cũng không thể duy trì. Trưởng phòng Beth cho rằng chủ tịch nên tạm dừng đầu tư cho Jong-moon nhưng ông vẫn cố chấp muốn tiếp tục. Còn ra lệnh cho trưởng phòng tập hợp vốn cho ông. Về việc đối phó với Jung-kook, Tae-hook muốn trưởng phòng nhanh chóng hành động. Sau đó trưởng phòng Beth tới vay vốn của chủ tịch Moon nhưng số tiền ông rót vào dự án của chủ tịch Giang đã quá nhiều. Bây giờ chẳng những không cho vay còn muốn đòi lại và giao tất cả cho Jung-hee. Lúc này ông Na đã đến gặp chủ tịch Ju, còn được giới thiệu với Jackson, nhưng ông Na không vừa lòng khi tình hình casino sau khi vào tay anh ngày càng tệ. Ông cảnh cáo bọn họ nhất định phải chú ý tới chủ tịch Giang vì ông ta đang cho người thu mua lại cổ phần. Chủ tịch Ju vốn đã không vừa ý Na Bong-chul từ lâu vì thái độ hống hách của ông ta. Nhưng ngày xưa từng được Na Bong-chul dựng vốn khởi nghiệp nên mới kéo dài quan hệ đến nay. Bây giờ ông không muốn phải nhẫn nhịn nữa nên giao toàn quyền xử lý cho Jackson. Sau đó anh liền giao nhiệm vụ đi theo xã hội đen cho Se-suk và Kang-jae. Còn Jimmy sẽ thực thi một nhiệm vụ khác. Tiếp theo anh báo cho Jung-kook biết mình đã có cách giúp anh có được cổ phần của Bong-chul. Thế là ông Na được sắp xếp lên du thuyền mà Jackson đã chuẩn bị. Nhưng không ngờ rằng Ji-gop lại quen biết Bong-chul khi hai người ngày xưa từng lăn lộn trên giang hồ. Còn khoác vai như thể thân thiết lắm khiến Bong-chul đổi ý bỏ về. Thế là đã đi toi kế hoạch của nhóm Se-suk. Vì cảnh sát Son vẫn luôn cố gắng điều tra bí mật sau vụ án của cảnh sát Hun, mà chủ tịch Giang đã tạo áp lực khiến cấp trên điều anh đi nơi khác, So-hoon cũng cảm thấy áy náy khi ngày đó đã cầu xin ông điều tra vụ án bố mẹ cô và gửi lời xin lỗi tới vợ ông. Càng hiểu rõ thêm về chủ tịch Giang càng khiến cô ghê sợ ông. Vì vậy So-hoon quyết định gặp Jung-kook để cùng tìm ra nghi vấn đằng sau sự ra đi của bố mẹ và cảnh sát Hun. Cô biết chắc có liên quan tới chủ tịch Giang nhưng mọi manh mối đều bị cắt đứt khiến cô không cam tâm ngồi nhìn ông sống nhởn nhơ như vậy. So-hoon thật sự rất muốn nhìn thấy ngày cơ ngơi của chủ tịch Giang sụp đổ và vẻ mặt của ông khi biết Jung-kook là con ruột của mình. Ánh mắt So-hoon ngập tràn uất hận, muốn hợp tác với Jung-kook trả thù chủ tịch Giang càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy người con gái với ánh mắt trong sáng năm xưa bây giờ lại tràn đầy thù hận như thế khiến Jung-kook không khỏi chua xót trong lòng. Anh chưa bao giờ mong muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của cô. Và lúc đó Na Bong-chul đang luyện tập đặt cược trong casino để chuẩn bị cho cuộc chơi thật sự của ông ở Macau. Sở dĩ Na Bong-chul phải sang tận đó vì các sòng bạc ở đảo Jeju cấm người trong nước ra vào. Jackson liền dẫn dụ ông đến sòng bạc của Jung-kook để Na Bong-chul sử dụng hộ chiếu giả người Philippines của ông. Mọi chuyện tiến hành như dự liệu và vị khách mà Bong-chul chơi cùng là Jimmy, đồng bọn của Jackson. Na Bong-chul nhìn lên màn hình và quyết định đặt cược rất nhiều chip ngay lần đầu tiên. Mặt khác, Jung-kook và mọi người ở phòng nghỉ VIP theo dõi mọi hành động của Na Bong-chul qua camera. Ông đã thua rất nhiều trước Jimmy khiến tâm trạng càng trở nên điên tiết. Đúng lúc đó Tae-hook bước vào nổi trận lôi đình với Jung-kook vì anh dám cho người Hàn vào casino chơi. Dù Na Bong-chul sử dụng hộ chiếu người Philippines nhưng anh vẫn sợ casino sẽ bị đình chỉ và cảnh cáo Jung-kook phải chịu hết trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề. Ở phía này Na Bong-chul đã đặt cược toàn bộ chip ông có và đã thua hết. Hiện giờ không thể vay thêm được tiền nữa nên ông đành rời khỏi đó và tới tìm Jackson và ép anh lấy thêm chi phiếu cho mình. Jackson liền từ chối vì anh không thể lấy đi tiền vốn đang vận hành của casino khiến Na Bong-chul càng thêm tức tối đành bỏ đi. Tiếp theo ông ta đòi gặp người chịu trách nhiệm của casino Daejeon. Ngay khi nhìn thấy đó là Jung-kook khiến ông ta trở nên hào hứng và yêu cầu được chơi tiếp ở đây. Theo nguyên tắc, Jung-kook đã từ chối buộc lòng Na Bong-chul giao ra thứ quan trọng nhất mà ông đang nắm giữ. Đó chính là cổ phần của casino Jong-moon. Như chỉ chờ có vậy, Jung-kook lập tức đưa ông tới phòng nghỉ VIP để ký kết hợp đồng. Mức định giá mà anh đưa ra cho số cổ phần này là 3 triệu đô. Na Bong-chul không còn giữ được lý trí để thương thảo thêm về mức giá liền đồng ý đóng dấu để lấy ngay 3 triệu đô. Cuối cùng Jung-kook cũng đạt được mục đích và nở một nụ cười đắc ý. Vào tối hôm đó So-hoon đã gặp lại một người quen là ủy viên công tố và có được danh thiếp của ông. Ở bên chỗ chủ tịch Giang, ông Song cho rằng chủ tịch không nên quá tín nhiệm một người như Jung-kook nhưng ông đã có dự tính của riêng mình.
Chủ tịch đã sớm nhận ra trưởng phòng Beth có mưu đồ nên đã thử thách Jung-ku để anh thay thế vị trí của trưởng phòng. Đồng thời Beth Sang-i đã lệnh cho thuộc hạ đi rửa tiền cho ông và bị Sun-jong nghe thấy hết. Còn Jung-ku anh đã đưa cho vợ cảnh sát Hun sổ tiết kiệm mong được bù đắp chút ít cho bà nhưng bà đã từ chối ngay. Bà hiểu rõ chồng mình xem Jung-ku hơn cả con trai ruột và trên đời này không có người bố nào giúp đỡ con mình vì lợi lộc hết. Bà cũng xem Jung-ku như người thân và không hề muốn nhìn thấy anh làm việc cho chủ tịch Giang. Những lời này đã khuấy động đáy lòng yên tĩnh của Jung-ku. Đợi sau khi trả xong mối thù này, anh nhất định sẽ là một người tử tế như mong ước của cảnh sát Hun. Tiếp theo anh tới hội ngộ với Jackson. Sau khi có được cổ phần của Na Bong Chun, Jung-ku sẽ sớm tiếp quản casino Jongmuon. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi khi chủ tịch muốn đem anh ra làm vật tế nếu xảy ra bất chắc. Jung-ku hứa sẽ giữ nguyên nhân sự của casino và nhờ Jackson một việc. Mỗi lần khách lưu trú tại khách sạn của casino muốn ăn hải sản thì sẽ được đưa đến quán ăn của vợ cảnh sát Hun. Đây coi như là tấm lòng của anh để giúp cho bà. Trong khi đó Na Bong Chun đã chơi suốt 48 tiếng không ngưng nghỉ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thì ngày Jung-ku tiếp quản casino không còn xa nữa. Nhưng lần này Tae Hook không còn gây sự với anh mà học cách bình tĩnh sử dụng Jung-ku như một con cờ. Giống như cách chủ tịch đã dạy anh, lúc này Bong Chun đã thua sạch hết 3 triệu đô và gọi sang Mi ra để xin vay thêm 500.000 đô nữa nhưng tất nhiên là không được. Jung-ku và Su Tae lập tức có mặt nói chuyện với ông ta. Chỉ sau 2 ngày mà Na Bong Chun đã trở thành một con nghiện cờ bạc vô cùng thê thảm, vì không vay được tiền nên hắn muốn tố cáo việc casino cho người Hàn tham gia với cảnh sát. Jung-ku vẫn giữ bình tĩnh nói vì ông đã sử dụng hộ chiếu Philippines nên mới được phép vào. Casino có thể bị đóng cửa vài ngày còn việc ông Na sử dụng hộ chiếu giả thậm chí còn tự chuốc phiền phức. Sau đó Su Tae đưa cho Na Bong Chun ít chi phiếu để ông ta chịu ra về. Vì quá cay cú chuyện thua bạc nên Na Bong Chun tới tìm Jackson tính sổ, nhưng anh lại bảo ông ta hãy lập tức cút khỏi nơi này khiến Na Bong Chun tức giận muốn động tay với anh. Jackson liền ấn cổ cảnh cáo hắn không được bén mảng tới đây nữa. Sau khi có được cổ phần của casino Jongmuon, chủ tịch Giang liền tạo một cuộc hẹn với chủ tịch Du để thương lượng với ông, đồng thời để khen thưởng công lao của Jung-ku. Ông sẽ giao toàn bộ cổ phần mua được cho anh. Với phần thưởng thế này, Su Tae cảm thấy chủ tịch rất tốt với Jung-ku. Nhưng anh lại rõ mưu đồ của ông hơn ai hết, anh biết chủ tịch làm như vậy chỉ để đem mình làm vật tế nếu gặp sự cố mà thôi. Ở bên này chủ tịch đã dặn dò Tae Hook nên tránh tiếp xúc với trưởng phòng Beth và đừng tâm sự bất cứ gì với tên đó nữa. Ngày hôm đó Sang Mi đã tiết lộ cho So Hun biết chuyện chủ tịch cho Jung-ku cổ phần của casino. Và vị trí của anh hiện tại ở công ty là vô cùng quan trọng, So Hun nghe xong liền suy nghĩ gì đó và hẹn gặp ngài công tố viên và nhờ ông giúp cô một chuyện. Ngay sau đó ông đã hẹn cảnh sát xong đến mong được xem tài liệu anh đã điều tra về tập đoàn Daejeon. Biết cảnh sát xong đang lưỡng lự, ông lấy danh dự ra đảm bảo sẽ không để chuyện này làm liên lụy tới anh. Sau khi có được tư liệu về tập đoàn Daejeon, ông liền gọi hẹn gặp So Hun để xác nhận thêm vài việc. Về phía chủ tịch Moon, ông muốn mượn trưởng phòng Beth từ chỗ chủ tịch Giang để ông giúp đỡ Jung Hee gây dựng tổ chức. Trưởng phòng lập tức đồng ý nhưng ông Moon có một điều kiện là Beth Sang Yi phải xử lý gọn gàng quan hệ với chủ tịch Giang. Bước tiếp theo trưởng phòng đã nói cho Sun Jong biết chuyện cô lấy trộm kết sắt của mình để Jung-ku từ chuyện này tới gặp ông trước. Trưởng phòng nói cho anh biết hồ sơ Jung-ku đang giữ là giả mạo, ông không muốn công khai chuyện này để tránh rắc rối với chủ tịch và muốn Jung-ku đừng điều tra mình nữa. Sau khi bị Jung-ku lừa bán cổ phần, Na Bong Chun không chịu để yên liền hẹn anh ra bến tàu gặp mặt. Không những thế hắn còn dẫn theo rất nhiều đàn em để tính sổ luôn một lần, vài giây sau hai bên đã nhanh chóng lao vào sâu xé nhau. Nhưng nhóm Jung-ku bắt đầu yếu thế vì bị áp đảo bởi số lượng. Và lúc nguy cấp đó, Jackson đã dẫn người đến giúp họ một tay và cuối cùng phần thắng đã thuộc về anh. Na Bong Chun thua cuộc phải ngoan ngoãn quỳ gối nghe Jackson nói chuyện. Tất cả những người ở đây đều là lính đánh thuê nên việc xử lý những tên rác rưởi như ông ta là hết sức dễ dàng. Sau chuyện này Na Bong Chun bị đuổi đi khỏi đảo Jeju và không được quay lại đây nữa. Jackson đã bắt đầu tiết lộ mọi người biết anh đã hợp tác với Jung-ku giống như cách những tên côn đồ đã tạo nên một Las Vegas trên hoang mạc. Anh cũng muốn tạo nên giấc mơ của mình tại đảo Jeju này. Ngày hôm sau chủ tịch Giang đã họp mặt với chủ tịch Du, cổ phần mà ông và Mi Gian đang nắm trong tay chỉ có 42% trong khi số còn lại đang nằm trong tay chủ tịch Giang. Có nghĩa ông hiện tại là cổ đông lớn nhất và muốn chủ tịch Du giao lại quyền kinh doanh cho mình. Sau khi tiếp quản casino ông vẫn sẽ giữ lại toàn bộ nhân viên chỉ là giao vị trí quản lý lại cho Jung-ku. Sau đó chủ tịch Giang ra lệnh cho Jung-ku nộp kế hoạch kinh doanh cho mình xem xét trước khi chính thức tiếp quản casino. Trên đường đi họ vô tình chạm mặt công tố viên và So Hun. Ông Jun nói với chủ tịch Giang sẽ có một ngày ông được mời đến viện kiểm sát và không lâu nữa đâu chủ tịch Giang chắc chắn sẽ nhận được thông báo hầu tòa. Nhận được lời cảnh cáo này chủ tịch Giang bắt đầu trở nên suy tư. Trong khi đó So Hun đã cảm ơn ông Jun vì chịu giúp cô nhưng ông nói cô đừng vui mừng quá sớm. Suốt bao nhiêu năm làm công tố lần đầu ông cảm thấy hồi hộp khi đối diện với chủ tịch Giang. Ông chắc chắn chủ tịch còn rất nhiều tội trạng bị che giấu và muốn tìm một người nội ứng để cung cấp thông tin. So Hun liền nghĩ ngay đến Jung-ku và tiến cử anh. Và trong lúc đó chủ tịch đã cho người điều tra và biết được công tố Jun là người đang phụ trách trung tâm điều tra đặc biệt thuộc tòa án tối cao. Không những vậy, ông còn là một người rất cương trực và không dễ đối phó. Hiện tại giám đốc Song đã liên hệ với luật sư Han để bào chữa cho chủ tịch Giang.
Jung-ku nhận ra So-hun đã không thể chờ được nữa và bắt đầu đáp trả chủ tịch nên muốn trực tiếp gặp cô để nói chuyện. So-hun bảo cô đang tạo thời cơ tốt nhất để Jung-ku trả thù chủ tịch và muốn anh hợp tác với công tố Jun, nhưng Jung-ku đã chần chừ. Nhìn anh như vậy khiến cô càng thêm thất vọng vì nghĩ anh đã động lòng trước chủ tịch. Cô nói dù anh cố gắng thuyết phục mình thế nào So-hun cũng sẽ không chịu dừng lại đâu. Khi Jung-ku vừa quay về, chủ tịch liền hỏi động thái của công tố Jun có phải do So-hun làm hay không. Và khi nghe câu trả lời là có, chủ tịch liền nghĩ ra cách đối phó So-hun mà không cho Jung-ku biết. Trong khi đó Sun Jong đã xin từ chức khiến Sute lo lắng cho tương lai của cô. Anh liền nhờ Jung-ku sắp xếp cho em gái mình một công việc khác. Jung-ku cũng cho biết chủ tịch sắp bị mời đến viện kiểm sát và anh muốn lợi dụng pháp luật để lật đổ ông ta. Không lâu sau, viện kiểm sát đã cho mời vợ cảnh sát Hun tới cho lời khai về vụ án của chồng bà. Để thoát khỏi tội lỗi của mình, chủ tịch đã quyết định để trưởng phòng Beth đứng ra chịu trách nhiệm. Ông liền lấy công ơn thu nhận Beth sang y hơn 20 năm qua làm cái cớ để trưởng phòng nghe theo sắp xếp của mình. Dù cho trưởng phòng muốn khước từ thì chủ tịch Giang cũng có cách ép ông chịu tội. Vì bị ép tới bước đường cùng, trưởng phòng Beth đã quyết định sẽ chống lại chủ tịch Giang. Đến cả bữa sáng thường ngày ông cũng không có mặt. Chủ tịch lập tức thông báo cho Tê Húc biết ông đã bị điều tra nhưng sẽ tự mình lo liệu chuyện này. Nhưng tuyệt nhiên ông không muốn để chuyện bị điều tra truyền ra ngoài khiến nhân viên xôn xao. Trên đường đi, ông dặn dò Jung-ku cứ tiếp tục tiếp quản casino Jong Moon theo kế hoạch. Nếu chủ tịch Du biết chuyện và đòi lại quyền kinh doanh thì anh phải cảnh cáo ông ấy. Trong khi đó, trưởng phòng Beth đã nhờ chủ tịch Moon cứu mình. Ông muốn nhân chuyện này cắt đứt toàn bộ quan hệ với chủ tịch Giang. Đồng thời Jung-ku đã cho Jackson và mọi người biết tin chủ tịch Giang bị viện kiểm sát triệu tập. Bọn họ sợ ảnh hưởng tới casino nên đã giao phó toàn bộ cho Jackson và Jung-ku gánh vác. Đầu tiên anh sẽ tố cáo tội trạng của chủ tịch để ông ta không có đường thoát. Ngay lập tức Xe Xúc và Kang Jae đang xin nghỉ phép cũng phải quay lại chỗ Jung-ku để cùng anh tới gặp ngài công tố Jun. Ngày hôm sau, chủ tịch đã được triệu tập tới viện kiểm sát. Trước khi vào, ông còn dặn Tê Húc đừng lo lắng cho mình và lệnh cho Jung-ku đi tìm trưởng phòng Beth. Sau đó Tê Húc hỏi Jung-ku có thật sự So-hun đang giữ chứng cứ tố cáo bố anh hay không. Jung-ku liền nói không phải, con người của chủ tịch anh còn rõ hơn tôi hay sao. Khi chủ tịch gặp công tố Jun, ông đã gọi kiểm sát Min tới, anh là người sẽ trực tiếp thẩm vấn chủ tịch Giang. Trong khi đó, Tê Húc đã tới tìm So-hun và nói bố anh không hề liên quan gì tới vụ án bố mẹ So-hun cả. Cô tức giận liền hỏi Tê Húc có muốn biết quá khứ của chủ tịch hay không. Còn cả việc tại sao ông lại tới Jeju lập nghiệp và đổi tên anh từ Kim Hun-su sang Giang Tê Húc. Anh nghe xong vô cùng ngạc nhiên và nghĩ So-hun biết được những chuyện này từ miệng Jung-ku. Tê Húc đột nhiên nhớ ra cô từng nhắc tới chuyện mình có một anh em trai. Anh liền hỏi So-hun Jung-ku có phải anh mình hay không. Trong buổi thẩm vấn, kiểm sát Min đã hỏi chủ tịch Giang từng làm gì ở Việt Nam. Nhưng ông vẫn cố gắng không chịu nói thật. Tiếp theo kiểm sát lại hỏi ông có quan hệ gì với Lee So-chan, nhưng chủ tịch lại bảo anh lật lại hồ sơ cảnh sát Hun từng điều tra. Ông còn bảo dù gì hai người kia cũng đã mất nên không thể tìm được chứng cứ. Cả buổi chủ tịch Giang luôn tìm cách né tránh câu hỏi của viện kiểm sát, còn tìm cách để câu giờ. Kiểm sát Min buộc phải giữ ông lại đợi sau một tiếng sẽ tiếp tục thẩm vấn. Sau đó anh tiếp tục thẩm vấn chủ tịch Giang một lần nữa nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Chuyện này được báo cáo lại cho công tố Jun và ông đích thân ra mặt thẩm vấn. Công tố Jun liền gọi chủ tịch Giang với cái tên Kim Ji-han khiến ông rất ngạc nhiên. Tiếp theo ông hỏi chủ tịch về việc cưỡng chế mua bán đất. Chủ tịch liền nói mình cần xác nhận lại với người chịu trách nhiệm lúc đó. Công tố liền hỏi tới vụ án của Lee So-chan và cảnh báo trước cho chủ tịch Giang. Một lát nữa chủ tịch Du cũng sẽ đến cho lời khai nên ông phải chuẩn bị tinh thần trước. Chủ tịch Giang chả những không lo sợ còn tỏ ra mình là người vô can nên mới một mình tới viện kiểm sát đập tan nghi ngờ mà không cần tới luật sư biện hộ. Và trước đó So-hun đã kể sự thật cho Tê Húc biết về chủ tịch Giang. Ông từng là một trong những người được đưa tới Jeju xây dựng công trình và trong thời gian đó đã gặp gỡ một người phụ nữ và sinh ra Jung-ku. Tê Húc không muốn chấp nhận nhưng sự thật hai người đang chảy chung dòng máu của chủ tịch Giang là không thể chối bỏ. Ở bên này Jung-ku vẫn chưa tìm ra tung tích trưởng phòng Beth, có thể đoán ra ông ta đã quyết định chạy trốn và tẩu tán số tiền tham nhũng vào các tài khoản khác nhau. Jung-ku đã tới tìm Sun Jong hỏi thêm về trưởng phòng nhưng không ngờ cô lại nói Beth Sang-i đã có ý định phản bội chủ tịch từ lâu. Tiếp theo anh bắt người đã rửa tiền cho trưởng phòng Beth tới tra hỏi anh nguồn gốc số tiền đó từ đâu ra. Đồng thời Beth Sang-i đã giao cho ông Moon sổ sách ghi chép lại những lần tham nhũng của chủ tịch Giang. Bây giờ chỉ cần ông Moon ra tay thì không những có được casino Dae-jung mà còn thâu tóm được cả casino Jong Moon. Toàn bộ cuộc nói chuyện đều lọt đến tai Jung-hee khiến cô lập tức lên đường báo cho Jackson biết. Nếu hai người đó hợp tác với nhau thì cả hai casino đều bị thâu tóm và cô muốn Jackson ngăn bố mình lại. Chuyện này khiến anh vô cùng đau đầu và muốn suy nghĩ kỹ trước khi báo với Jung-ku. Vào tối đó anh trở về nhà thì nhìn thấy Tê Húc ngồi ngay trước cửa. Jung-ku liền vác Tê Húc đang say mềm để lên giường của mình. Đến nửa đêm Tê Húc tỉnh lại liền vội vàng rời đi. Ngày hôm sau công tố Jun đã xin lệnh bắt giữ chủ tịch Giang đối với tội phạm tình nghi để đề phòng bị tiêu hủy chứng cứ. Trong vòng 48 tiếng tiếp theo chủ tịch Giang sẽ tiếp tục bị thẩm vấn và không được thả về. Ông có quyền được mời luật sư nên đã yêu cầu được gặp luật sư Han và Kim Jung-ku. Ngay sau đó Tê Húc đã tìm tới Jung-ku để một lần nữa xác nhận quan hệ huyết thống với anh. Tôi với anh rốt cuộc có phải anh em ruột hay không? Đối diện với câu hỏi của Tê Húc, Jung-ku cố tình né tránh khiến Tê Húc tức giận đấm anh.
Tuy nhiên Jung Kook vẫn cố gắng phủ nhận cho tới khi nghe Tae-hook nói mình biết chuyện này từ miệng Soo-hun. Anh liền viện cớ nói lúc theo đuổi Soo-hun vẫn còn là thuộc hạ của Tae-hook, sợ nói ra sẽ mất mặt nên mới bảo là huynh đệ, nhưng không ngờ lại bị cô phóng đại lên như thế. Sau đó Jung Kook cùng luật sư Han tới gặp chủ tịch Giang, ông muốn đổ tội cho trưởng phòng Best nhưng không ngờ thuộc hạ của mình đã bật vô âm tín cùng với tài liệu cơ mật. Càng không ngờ hơn, Jung Kook lại bắt tay với công tố viên với mục đích đưa ông vào tù. Ngài công tố muốn Jung Kook đứng ra làm chứng trên phiên tòa sơ thẩm, anh đã đồng ý nếu cảm thấy nó thật sự cần thiết, nhưng sau đó lại thú nhận với Soo-hun. Trong lòng anh rất phiền muộn, để báo thù anh có thể bất chấp tất cả nhưng lại không muốn công khai huyết thống với bọn họ. Anh hận chủ tịch Giang nên không muốn công nhận người bố này, vì vậy Jung Kook thỉnh cầu Soo-hun đừng bao giờ nói cho ông ấy biết hai người là máu mủ với nhau. Đối với anh, chủ tịch Giang Min-ho chỉ là một người dưng mà thôi. Đồng thời Jackson đã cử xe xúc và Kang Jae đi điều tra tung tích của trưởng phòng Best. Mặt khác anh cho Jung Kook biết trưởng phòng Best và chủ tịch Moon đã về một phe với nhau để thâu tóm cả hai casino. Jackson chắc chắn sẽ không để hai người này cản trở mộng tưởng lớn nhất của cuộc đời anh, vì vậy anh muốn Jung Kook mau chóng nghĩ kế sách đối phó họ. Bước đầu tiên anh sẽ điều tra nguồn tiền khổng lồ của trưởng phòng Best đến từ đâu. Lúc này Tae-hook mới nhận được tin trưởng phòng Best đã phản bội chủ tịch Giang, bố anh và cả trưởng phòng là hai người gồng gánh tập đoàn, nhưng bây giờ một người lại đang bị giam giữ, còn người kia lại mất tích, bây giờ chỉ có thể đợi chủ tịch ra ngoài mới có thể xử lý cục diện này. Cùng lúc đó ông đang chịu sự thẩm vấn của công tố Jun. Ông biết rõ Lee So-chan là người quân nhân quản lý binh đoàn xây dựng trên đảo Jeju lúc bấy giờ, đồng thời cũng là người bắt chủ tịch Giang quay về. Duyên phận của hai người cứ thế nối tiếp sang tận Việt Nam khi chủ tịch Giang buôn lậu ở Sài Gòn. Hai bên chắc chắn xảy ra không ít mâu thuẫn. Không lâu sau, Lee So-chan về nước lại đột nhiên vướng vào tội giết người. Nhưng ông một mực khẳng định là do chủ tịch Giang gài bẫy và thề sẽ tìm ông báo thù. 23 năm sau, Lee So-chan được tại ngoại tới đảo Jeju tìm chủ tịch Giang. Nhưng không ngờ lại đột nhiên mất mạng. Sau chuỗi các sự kiện này lại với nhau, công tố viên cho rằng chủ tịch Giang chính là nghi can số 1. Nhưng như đây vẫn chưa đủ buộc tội chủ tịch Giang và chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ông vẫn tự tin mỉa mai công tố Jun không đủ trình độ để tống một người chuyên nghiệp như mình vào tù. Vào tối hôm đó, Xe Xúc và Kang Jae hẹn gặp Sun Jong vì nghĩ cô biết chỗ ẩn nấp của trưởng phòng Best, nhưng đến liên lạc cô cũng không gọi được thì làm sao giúp họ. Khi đó trưởng phòng Best đã ẩn nấp một nơi chỉ mỗi mình chủ tịch Moon biết, sắp tới ông còn đưa ra kế hoạch để thâu tóm hai casino. Vì vậy chủ tịch Moon đã cử vài vệ sĩ bảo vệ cho sự an toàn của Best Sang-i. Tiếp đó ông đến chỗ chủ tịch Du bảo ông ấy nhường lại casino Jong Moon cho mình. Ông biết rõ chủ tịch Du đã dồn hết vốn liếng vào xây dựng sân bay nhưng vẫn còn rất thiếu thốn, chỉ cần chủ tịch Du chịu nhượng bộ, ông Moon sẽ cho ông vay bao nhiêu tùy thích. Tuy chủ tịch Du đã từ chối nhưng vẫn rất phân vân, liền dồn trách nhiệm sang Jackson. Nếu ván cược Jackson đưa ra là sai lầm thì ông buộc phải từ bỏ casino mà mình đã gầy dựng, Jackson chỉ có thể bảo ông cho mình thêm thời gian. Mi-jan cảm thấy anh không còn đáng tin nữa nên đã nói cho Tae-hook biết Jung Kook và Jackson đang bắt tay đối phó chủ tịch Giang. Cô cho rằng ngoài mình và Tae-hook ra sẽ không ai quan tâm tới casino nữa nên muốn cùng anh chống lại chủ tịch Moon. Phía này Sun Jong đã tìm ra nơi ở của trưởng phòng Best nên lập tức gọi cho Kang Jae. Hôm nay anh có buổi ra mắt với bố bạn gái nhưng phải hủy bỏ để đến đó. Ba người bọn họ nấp bên ngoài quan sát và nhìn thấy Jung Hee bước vào đó liền báo tin lại cho Jackson. Không lâu sau anh và Jung Kook liền có mặt tại đó và tiến thẳng vào trong. Cả hai đã chạm mặt đám vệ sĩ và đánh nhau với họ. Đúng lúc đó trưởng phòng Best ra mặt bảo họ dừng tay lại. Jung Kook đe dọa sẽ dùng tội danh tham ô tố cáo trưởng phòng nhưng ông không sợ, vì đến cả chủ nhân của số tiền đó là chủ tịch Giang cũng không dám làm vậy. Hơn nữa tài liệu mà trưởng phòng Best nắm giữ là thứ khiến ông vô cùng tự tin sẽ không bị Jung Kook đe dọa. Cuối cùng họ vẫn không thu được gì từ trưởng phòng Best nên đành ra về. Jackson cảm thấy hiện tại vẫn không nên động tới trưởng phòng nên đành phải nghĩ cách khác. Lúc này 48 tiếng đã trôi qua và viện kiểm sát buộc phải thả chủ tịch Giang ra. Jung Kook và Tae-hook nhanh chóng có mặt để đón ông. Chủ tịch liền tới công ty và mở một cuộc họp gấp để xử lý những kế hoạch bị trì trệ suốt thời gian ông bị thẩm vấn. Tiếp theo là đến trưởng phòng Best. Jung Kook báo cáo mình đã tìm được trưởng phòng nhưng với số tài liệu Best Sang-i đang nắm giữ, đến cả chủ tịch ông cũng không sợ. Vừa nghe như vậy, chủ tịch liền đến chỗ trưởng phòng Best. Ông nói mình từng được viện kiểm sát mời cho lời khai nhưng đã không đi, coi như là chút ân huệ cuối cùng dành cho chủ tịch Giang. Nhưng chủ tịch lại tuyên chiến với trưởng phòng Best vì một khi đã đối đầu với nhau thì không nói tới ân tình. Không những vậy, ông còn giao cho Jung Kook mau chóng xử lý trưởng phòng. Về Tae-hook, anh vẫn luôn băn khoăn về quá khứ của chủ tịch nên đã trực tiếp hỏi ông người phụ nữ trong tranh là ai. Đó có phải người phụ nữ vùng biển bố đã quen thời còn trẻ hay không? Chủ tịch vô cùng kinh ngạc khi anh biết quá khứ của ông, nhưng Tae-hook không thể chịu được cảnh bố luôn nhung nhớ người phụ nữ khác mà không phải người mẹ tội nghiệp đã ra đi vì giá rét của mình. Tae-hook nước mắt lưng tròng thét lên, tại sao không cho con biết Kim Jung Kook chính là con trai của bố? Chủ tịch ngạc nhiên không hiểu rốt cuộc Tae-hook đang nói gì thì đúng lúc đó Jung Kook bước vào. Tae-hook nhìn thấy anh liền lập tức bỏ đi. Chủ tịch cũng gọi Jung Kook mau ra ngoài rồi ngồi thụp xuống ghế định thần lại. Ông nhớ lại lúc đó Jung Kook đã kể anh từng đi tìm bố mình nhưng lại sợ hãi khi gặp lại ông ta. Bởi vì đến tận bây giờ người bố đó vẫn luôn sống trong bụi bạc và thâm hiểm. Không những vậy, ông cũng nhớ lại lúc nhìn thấy anh khóc trước bức tranh của Mi-jeon.
Dường như chủ tịch đã nhận ra Jung-ku là con trai của mình khiến ông vô cùng sốc trước sự thật nghiệt ngã này. Cùng lúc đó, chủ tịch Ju đã nổi giận với Jackson vì không thông báo tin chủ tịch Giang được thả cho ông biết. Cứ như vậy, ông không thể tin tưởng Jackson mà giao phó mọi thứ được nữa. Ông sợ sớm muộn gì casino cũng hoàn toàn rơi vào tay chủ tịch Giang. Kang Jae vô tình chứng kiến nên đã báo cho Jung-ku biết Jackson đang bị sức ép từ chủ tịch Ju. Bây giờ họ không còn nhiều thời gian nữa mà phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách mới. Cùng lúc đó, ông ấy đã tới trại tế bần để xác định danh tính Jung-ku một lần nữa. Ở bên này, trưởng phòng Beth không muốn đơn thương độc mã quyết chiến với chủ tịch Ju nên đã đề nghị hợp tác với Sute. Chỉ cần đứng về phía Beth Sang Yi, ông hứa sẽ cho anh quản lý một trong hai casino. Tuy nhiên, Sute vẫn chưa vội đưa ra quyết định. Đúng lúc đó, chủ tịch gọi anh đến vì biết Sute đã lừa ông. Anh đã biết Jung-ku là con trai chủ tịch nhưng vẫn luôn giấu giếm ông tới ngày hôm nay. Anh lập tức xin lỗi ông vì lúc đó Jung-ku đã cầu xin mình giữ bí mật này để anh tự nói với chủ tịch. Ông còn hỏi Sute Jung-ku đã biết sự thật này từ lúc nào nhưng anh cũng không biết. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bị phanh phui nhưng Sute vẫn giữ im lặng không nói cho Jung-ku biết. Trong khi đó, anh vẫn đang lưỡng lự nhiệm vụ trừ khử trưởng phòng Beth mà chủ tịch đã giao phó. Bây giờ chỉ cần ông ấy biến mất thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng Jackson đã ngăn cản Jung-ku. Anh không muốn Jung-ku vì chuyện báo thù mà hủy hoại cuộc đời của mình nhưng Jung-ku không còn lựa chọn nào khác cả. Anh đã quyết định sẽ thanh trừng trưởng phòng để kết thúc chuỗi rắc rối này. Trước khi hành động, anh đã ghé qua chỗ vợ cảnh sát Hun uống một ly rượu rồi lại vội vàng rời đi. Người tiếp theo anh muốn gặp là So-hun. Jung-ku không muốn cô cứ mãi phiền muộn suy nghĩ báo thù chủ tịch Giang nữa. Anh muốn đứng ra giải quyết tất cả để giải tỏa nỗi dằn vặt trong lòng cô. Đối với Jung-ku mà nói, khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh là lúc bên cạnh So-hun ở Las Vegas. Bây giờ vẫn chưa muộn màng để họ bắt đầu lại với nhau. So-hun không muốn mối thù với chủ tịch phá vỡ tình yêu giữa họ, nhưng Jung-ku không còn đường lui nữa. Anh nắm chặt tay So-hun và nói, cầu xin em hãy quay lại là em của trước kia. Trở lại vũ đài nơi em tỏa sáng lộng lẫy và xinh đẹp nhất, nếu anh tha thứ cho ông ấy, em cũng sẽ tha thứ, có được hay không? Em chỉ tìm lại được bản thân mình khi ở cạnh anh thôi, nhưng bây giờ hạnh phúc đó quá xa vời với Jung-ku. Anh đau khổ ôm chặt lấy So-hun trước khi chính thức bước vào con đường trả thù. Ngày hôm sau, Tae-hook đã nói cho bố biết Jung-ku đang hợp tác với Jackson trả thù ông. Anh không muốn chủ tịch Giang tiếp tục tín nhiệm anh nữa. Ngay lập tức, ông gọi cho Jung-ku để ngăn anh tới chỗ trưởng phòng Beth, nhưng Jung-ku không bắt máy. Ông liền ra lệnh cho Sute đến truyền lời giúp mình rằng anh không cần thực hiện nhiệm vụ ông giao nữa. So-hun đã có cảm giác bất an suốt từ đêm qua nên đã tìm tới Jackson kể cho anh biết. Nhớ lại những lời Jung-ku nói, anh nhận ra Jung-ku sẽ ra tay với trưởng phòng Beth nên lập tức chạy đi tìm anh. Trong khi đó, Jung-ku vẫn chưa thể ra tay khi trưởng phòng đang ở cùng Sun-jong. Ông muốn cô thuyết phục Sute hợp tác với mình nhưng Sun-jong lại mỉa mai trưởng phòng. Không lẽ ông chưa từng tự hỏi tại sao Jung-ku phản bội Jackson đầu quân cho chủ tịch hay sao? Là vì báo thù bố ruột của anh ấy. Trưởng phòng Beth không hiểu ý Sun-jong nhưng cô không thèm giải thích liền bỏ đi mất. Nhân cơ hội đó, Jung-ku nhanh chóng đánh bại vệ sĩ tiến về phía trưởng phòng Beth. Ông biết rõ Jung-ku đến đây để làm gì nên sợ hãi lùi về sau. Tiếp theo liền vung nấm đấm với anh nhưng trưởng phòng Beth vẫn không phải là đối thủ của Jung-ku. Tất cả vệ sĩ liền lao tới bảo vệ thân chủ của mình. Và trong lúc đó, Sun-jong đã phát hiện ra chiếc xe của Jung-ku. Cô quay lại bãi biển nhìn thấy anh đang đánh nhau, vội vàng gọi Sute đến. Và khi đó Jung-ku đã bị đánh tới nỗi thương tích đầy mình, toàn thân là máu tươi. Anh bị trưởng phòng Beth bắt đi nên khi mọi người tới nơi chỉ còn lại Sun-jong. Không ai biết Jung-ku đã bị đưa đi đâu, cũng không thể tìm ra anh. So-hun không liên lạc được với Jung-ku, đã tìm đến Jackson nhưng không ngờ lại nghe tin anh theo lệnh chủ tịch vì trừ khử trưởng phòng nên mới bị đối phương bắt cóc. Cô vô cùng căm phẫn chạy đến cảnh cáo chủ tịch Giang nếu Jung-ku xảy ra bất trắc gì sẽ không tha thứ cho ông. Chủ tịch cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Jung-ku. Ông đã tìm đến chủ tịch muôn hỏi tung tích Beth Sang-yi nhưng vẫn không được gì. Lúc này chủ tịch đã gửi lời cảnh cáo tới trưởng phòng, nếu không thả Jung-ku ra ông nhất định sẽ lấy mạng anh. Tối hôm đó, Beth Sang-yi đã gọi cho chủ tịch để cho ông một cuộc hẹn. Ông hứa sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của trưởng phòng chỉ cần giữ được mạng của Jung-ku. Bây giờ Beth Sang-yi đang nắm giữ trong tay yếu điểm của chủ tịch Giang, đó là con trai ông. Nhân cơ hội này, trưởng phòng muốn sở hữu casino Dae Jung và ép chủ tịch dừng hoạt động tất cả casino khác. Ông lập tức đồng ý với yêu cầu của Beth Sang-yi và họ nhanh chóng gặp nhau. Nhìn thấy thân thể con trai đầy dẫy thương tích khiến chủ tịch không giấu nỗi sự xót xa. Ông liền cho người đưa anh lên xe và đưa cho trưởng phòng thứ hắn muốn, kèm với lời cảnh báo tên này nhất định sẽ phải hối hận. Sau đó Jung-ku đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Nhìn anh nằm trên giường bệnh khiến chủ tịch vô cùng đau lòng, ông hoài niệm lại những lần mình hất hủi và tự tay đẩy con trai mình vào con đường phạm tội. Chủ tịch tới trước mộ Mi Jeon quỳ gối khóc lóc để ăn năn cho những lỗi lầm đã gây ra với con trai của mình. Anh phải làm sao để xin con tha thứ đây? Mi Jeon à, anh phải làm sao bây giờ? Ngay lúc này Jung-ku đã tỉnh lại và thứ đầu tiên anh nghe được là chủ tịch Giang đã biết Jung-ku là cốt nhục của mình. Điều không ngờ hơn là ông đã thương lượng với Beth Sang-yi, đồng ý giao tất cả cổ phần casino Dae Jung cho hắn ta để đổi lấy lại con trai mình. Sute nói với anh dù có báo thù thế nào thì bố vẫn là bố thôi. Tin Jung-ku tỉnh lại, Jackson đã nhanh chóng báo cho So-hun biết. Ngay lúc đó công tố Jun đến nên cô đành gác máy.
Ông muốn Sohun liên lạc với Jung-ku càng sớm càng tốt để anh làm chứng chống lại chủ tịch Giang, đồng thời trưởng phòng đã đưa hợp đồng sang nhượng cổ phần cho chủ tịch Moon. Còn tiết lộ mình có được nó là vì đã đe dọa tính mạng của Jung-ku, con trai ruột của chủ tịch Giang. Chủ tịch Moon dù đã cho vay nặng lãi suốt bao nhiêu năm qua nhưng có một chuyện ông không bao giờ làm, đó là lấy tính mạng cốt nhục của ai đó đe dọa họ. Hành động của Beth Sang-i ngày hôm nay khiến ông cho rằng anh quá ích kỷ, còn Jung-ku anh vừa tỉnh lại không bao lâu đã lập tức xuất viện. Trong khi đó, Tae-hook vừa nhận được tin casino Dae-jung đã về tay Beth Sang-i thì lập tức tới tìm chủ tịch hỏi cho ra lẽ, nhưng ông lại không có ở công ty. Đợi đến tối, chủ tịch mới quay trở về nhà và Tae-hook liền chất vấn ông tại sao lại giao casino vào tay kẻ khác. Anh cố gắng chăm chỉ suốt bao lâu nay vì nghĩ rằng mình là người thừa kế duy nhất của chủ tịch, nhưng bây giờ lại sợ nó sẽ rơi vào tay của Jung-ku. Chủ tịch chỉ biết xin lỗi Tae-hook và mong anh thông cảm cho Jung-ku. Bởi lẽ suốt 14 năm chủ tịch không tới tìm Tae-hook để anh phải sống cực khổ trong khu ổ chuột đã khiến anh rất căm thù ông rồi. Vậy thì suốt 20 mấy năm qua ông không hề bên cạnh Jung-ku cũng đủ hiểu anh hận ông cỡ nào. Ông muốn Tae-hook sẽ thấu hiểu cho cảm xúc của Jung-ku nhưng anh không muốn. Ngay từ đầu anh đã vô cùng căm ghét Jung-ku và ghê sợ con người này. Tâm tư khó đoán của anh cũng khiến Tae-hook không lạnh mà run. Không những vậy, anh cũng cướp đi người con gái mà Tae-hook yêu nhất, nên anh thề sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ như Jung-ku là anh em của mình. Tae-hook đã hẹn trưởng phòng Beth ra để cùng lên một kế hoạch. Anh muốn biết vị trí của mình trong lòng chủ tịch Giang rốt cuộc quan trọng cỡ nào. Vì Jung-ku bố có thể giao ra casino, còn vì mình thì ông sẽ giao ra thứ gì? Trong lúc đó, Jung-ku đã tìm đến Jackson. Anh thừa nhận mình cảm thấy áy náy và xấu hổ khi nợ một mạng từ chủ tịch Giang, còn chưa kịp trả thù xong đã lộ tẩy bí mật mình là con trai cho ông biết. Hiện tại Jung-ku cũng không thể để mọi chuyện kết thúc thế này. Anh sẽ chờ xem chủ tịch sẽ làm gì mình rồi quyết định bước tiếp theo. Sau đó anh đến dinh thự của chủ tịch Giang và gặp được Tae-hook. Anh ta tức giận tóm cổ áo Jung-ku thì đúng lúc chủ tịch xuất hiện quát lên mới chịu bỏ ra. Tiếp theo ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Chủ tịch giao cho Jung-ku nhiệm vụ đi gặp mặt đối tác Sanxi, còn Tae-hook tham gia hội nghị đấu thầu xây dựng khách sạn Beth Sung-hae. Cả buổi hai người họ cứ bình thản như chưa có gì xảy ra khiến Tae-hook càng thêm khó chịu. Trên đường đi, chủ tịch đã cho dừng xe để hai bố con nói chuyện với nhau. Ông sẽ xem như chưa có chuyện gì và cho Jung-ku thêm một cơ hội được làm việc cho ông. Nếu lần sau anh còn phạm thêm sai lầm nào nữa, chủ tịch khẳng định sẽ vứt bỏ Jung-ku. Chủ tịch Giang đã giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng để cướp lại mọi thứ từ tay Beth Sang-i. Trong khi đó, chủ tịch Du và Mi Jan không thể tiếp tục tín nhiệm Jackson được nữa. Dù anh nói mình vẫn chưa hạ con bài quyết định nhưng họ vẫn không cho Jackson cơ hội nào nữa. Ngày hôm đó ở trung tâm mua sắm, Sohun vô tình nhìn thấy Kang Jae nên đã hỏi anh tình hình hiện tại của Jung-ku. Anh liền trấn an Sohun rằng không lâu nữa cô sẽ liên lạc được với Jung-ku thôi. Trên đường về, Sang-mi đã nói với Sohun gần đây trong casino có tin đồn chủ tịch Giang vì Jung-ku mà giao casino cho người khác. Cô cảm thấy nó rất vô lý vì Jung-ku chỉ là người ngoài mà chủ tịch Giang lại giao sự nghiệp của con trai ông ra vì anh. Không lâu sau, Sohun đã liên lạc được với Jung-ku và gặp được anh. Cô đã biết chuyện của casino và hỏi Jung-ku tiếp theo dự định sẽ làm gì. Anh nói mình vẫn tiếp tục làm cho chủ tịch một thời gian nữa để hoàn thành nốt kế hoạch trả thù. Anh cũng sẽ không tới chỗ công tố Jun làm chứng nữa vì không muốn luật pháp xen vào cuộc chiến của mình. Jung-ku hứa với Sohun nhất định sẽ không để những ngày tháng bên nhau chìm vào trong ký ức, mà sẽ là tương lai tươi sáng của bọn họ. Anh chỉ mong Sohun yên tâm tin tưởng mình. Còn Jackson, anh đã từ chức quản lý casino và xe xúc cùng Kang Jae cũng không tiếp tục làm nữa nếu không có anh. Mọi người đến thông báo cho ông Ji góc một tiếng, sau đó đến gặp vợ cảnh sát Hun. Bà đưa cho họ nhật ký của chồng và nhờ chuyển cho Jung-ku. Đây là nhật ký mà ông đã viết từ khi còn trẻ và có rất nhiều chuyện liên quan tới mẹ Jung-ku. Trong lúc đó, Jung-hi đã nói với bố. Cô không muốn ông tin tưởng kẻ nham hiểm như trưởng phòng Beth, bởi vì hắn là kẻ đã làm việc cho chủ tịch Giang suốt 20 năm nhưng có thể quay lưng phản bội. Như vậy thì làm sao có thể mãi trung thành với chủ tịch Moon được. Ngày hôm đó, trưởng phòng Beth và Tae-hook đã gặp mặt nhau. Anh muốn mượn tay Beth Sang-i để Jung-ku biến mất vĩnh viễn và không màng phải trả bất cứ giá nào để đạt được nữa. Toàn bộ cuộc gặp gỡ của họ đã vô tình bị Sun Jong chứng kiến. Cô lo lắng cho sự an toàn của Jung-ku liền kể cho anh những gì mình nhìn thấy. Nhưng Jung-ku cho rằng họ chỉ nói chuyện về casino mà thôi. Cùng lúc đó, Sohun đã cho công tố Jun biết bí mật Jung-ku là con trai chủ tịch Giang. Anh quyết định làm thủ hạ của ông ấy chỉ vì muốn báo thù bố của mình. Cô sẽ cho ông biết tất cả và mong công tố giúp mình ngăn Jung-ku báo thù. Vào tối hôm đó, Se-suk và Kang Jae đã nói cho Jung-ku biết chủ tịch Ju đã sa thải Jackson. Họ cũng vì vậy mà đã xin nghỉ việc. Chưa hết, còn đưa cho anh nhật ký của cảnh sát Hun. Để tìm một cơ hội mới cho mình, Su-tae đã giả vờ hợp tác với trưởng phòng Beth. Anh được giao nhiệm vụ khiến Jung-ku rời khỏi vị trí bên cạnh chủ tịch Giang. Chỉ cần như vậy, dù Jung-ku có còn sống hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng chuyện Su-tae tới gặp trưởng phòng là một phần trong kế hoạch của Jung-ku. Anh sẽ khiến mình trở thành vật hy sinh để đưa trưởng phòng vào bẫy. Jung-ku để Su-tae giao cho trưởng phòng Beth những bằng chứng phạm pháp mà anh đã làm cho chủ tịch suốt thời gian qua. Chỉ cần trưởng phòng Beth giao nó cho viện kiểm sát thì Jung-ku sẽ bị bắt giữ. Nhưng trưởng phòng Beth suốt thời gian đi theo chủ tịch Giang cũng đã trở thành một con cáo giả. Hắn không muốn bị liên đới nên đã bảo Su-tae giao bằng chứng cho viện kiểm sát thay mình. Tối hôm đó, Jung-ku đã bắt trợ lý của Tae-hook.
ép anh ta nói ra Tae Hook và trưởng phòng Beth đang âm mưu chuyện gì. Không lâu sau, người của viện kiểm sát đã đến bắt Jung-ku vì tình nghi liên quan tới một vụ án giết người, và người chịu trách nhiệm thẩm vấn Jung-ku chính là công tố Jun. Người đã đưa Jung-ku vào viện kiểm sát chính là So-hun. Cô làm như vậy là để bảo vệ anh, nhưng Tae Hook lại đắc ý vì nghĩ người khiến Jung-ku vào tù là mình. Toàn bộ kế hoạch của Tae Hook đều bị Jung-ku nắm rõ. Anh muốn lợi dụng giao dịch giữa Tae Hook và trưởng phòng Beth. Để một khi Jung-ku vào tù, Beth Sang-i sẽ đưa ra yêu cầu cho Tae Hook, chẳng cần biết yêu cầu đó là gì cũng sẽ khiến cả hai xa lầy. Không biết vẻ mặt của chủ tịch Giang khi biết con trai mình lại hợp tác với kẻ phản bội là trưởng phòng Beth sẽ như thế nào. Không những thế, thứ Beth Sang-i muốn chỉ có thể tiết lộ khi Tae Hook trở thành kẻ đứng đầu tập đoàn Daejeon. Hắn hứa sẽ tận lực phò tá anh tới lúc đó để đưa ra yêu cầu cuối cùng. Beth Sang-i đang âm mưu dẫn dụ Tae Hook để lòng ghen tị với Jung-ku làm lu mờ lý trí của anh. Hắn muốn lợi dụng Tae Hook để lật đổ chủ tịch Giang và thâu tóm cả tập đoàn. Và lúc này công tố Jun đang lo sợ Jung-ku sẽ vì ân tình với chủ tịch Giang mà không tố cáo ông. Nhưng anh lại nói với ngài công tố không bao lâu nữa Tae Hook sẽ phản bội chủ tịch Giang. Nỗi đau từ sự phản bội của chính con trai mình sẽ khiến ông bị dày vò và sụp đổ. Lúc này chủ tịch đang cùng luật sư Ha nghĩ cách bào chữa cho Jung-ku. Ông sẽ cố gắng làm tất cả cứu lấy anh, bởi vì lỗi lầm ông đã mắc với con trai cả đời cũng không thể tha thứ. Ông muốn dùng hết khả năng của mình bù đắp cho Jung-ku và bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế tập đoàn. Toàn bộ cuộc nói chuyện của chủ tịch Giang đều bị Tae Hook nghe thấy, khiến anh quyết tâm chiếm lĩnh tập đoàn trước khi ông giao nó vào tay Jung-ku. Ngày hôm sau, Jung-ku đã được thả ra và So-hun đã đưa anh tới một căn nhà ngoại ô. Đây là nơi mà So-hun cảm thấy rất yên bình mỗi khi đến, và cô muốn cùng Jung-ku sau này sống ở đây. Trong khi đó, Tae Hook đã cho Mi-jan biết anh đang hợp tác với trưởng phòng Beth thâu tóm tập đoàn Daejeon trước khi nó rơi vào tay đứa con riêng của bố là Jung-ku. Tae Hook hoàn toàn tin tưởng Beth Sang-i sẽ một lòng giúp đỡ cho anh. Lúc này So-hun đã tự tay chuẩn bị một bàn ăn dành cho Jung-ku. Cơ mà tài nghệ nấu ăn của cô lại không được ngon cho lắm, tuy vậy Jung-ku vẫn rất vui vẻ thưởng thức nó. Tối đến họ lại cùng nhau uống rượu dưới ánh nến, anh còn cho So-hun xem ảnh của mẹ mình. Nhiều lần anh tự nghĩ nếu mẹ còn sống không biết cuộc đời mình sẽ ra sao, và càng nghĩ như vậy anh càng hận chủ tịch Giang đã hủy hoại cuộc đời bà. So-hun liền ôm lấy Jung-ku để an ủi anh, điều cô mong ước nhất bây giờ là mọi thù hận sẽ kết thúc để bọn họ có thể ở bên cạnh nhau. Và trong bầu không khí đó họ không thể cầm lòng được mà hôn nhau say đắm. Hai người cứ thế trải qua một đêm hạnh phúc với nhau. Sáng hôm sau Jung-ku đã dậy trước để chuẩn bị bữa sáng cho So-hun. Sau đó Jung-ku gọi cho Su-tae để anh tố cáo toàn bộ kế hoạch của Tae Hook và Beth Sang-i cho chủ tịch biết. Anh lập tức tới gặp chủ tịch Giang kể ra toàn bộ, còn nói rằng chuyện Jung-ku bị bắt đi cũng là kế hoạch của Tae Hook khiến chủ tịch ngỡ ngàng. Ở bên ngoài Tae Hook nhìn thấy Jung-ku trở về thì vô cùng ngạc nhiên, anh lập tức gọi cho trưởng phòng Beth để xác nhận lại. Nếu Jung-ku vẫn không bị gì thì mọi giao dịch của anh với trưởng phòng coi như chưa từng xảy ra. Lúc này Jung-ku đã tới gặp chủ tịch. Ông nói Jung-ku bị bắt đi là do Tae Hook và trưởng phòng Beth làm, còn lệnh cho anh phải điều tra ra họ đang âm mưu chuyện gì mà không hề hay biết toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của Jung-ku. Bên này trưởng phòng đã nói cho ông Moon biết hiện tại anh đã thông qua Tae Hook tham gia vào các mảng khác của tập đoàn Daejeon. Trong khi Jackson và Jung-ku đã chuẩn bị cho bước cuối cùng, một người quan trọng quyết định cho ván bài của họ sẽ hạ cánh sân bay Jeju vào ngày mai. Lúc này những người cốt cán trong tập đoàn cũng đã đứng về phe Tae Hook. Bây giờ cho dù chủ tịch có phát hiện ra âm mưu này, anh cũng sẽ không dừng lại và quyết tâm giành lấy tập đoàn từ tay ông. Về nguồn vốn đầu tư, Tae Hook rất yên tâm vì sau lưng trưởng phòng Beth còn có chủ tịch Moon. Nhóm Jung-ku cũng biết những người trong tập đoàn đã về phe Tae Hook. Giờ họ chỉ việc chờ xem chủ tịch sẽ làm gì. Ngày hôm sau, Jackson cùng mọi người ra sân bay đón những nhà đầu tư từ công ty MBM. Anh đưa bọn họ đi tham quan đảo Jeju để thuyết phục những người này đầu tư xây dựng casino và khách sạn mới. Bây giờ chỉ cần có được chính sách để người Hàn được tham gia casino, cộng thêm Jimmy, người phụ trách đầu tư từ châu Phi về, thì coi như chuyện đầu tư được giải quyết. Mi-jan vô tình nhìn thấy Jackson đi với ông Giang, phó tổng tập đoàn MBM, người chịu trách nhiệm quyết định đầu tư của tập đoàn. Cô cho rằng đây là quân bài ẩn mà Jackson đã từng nói, nhưng vẫn chưa biết rõ ông Giang đến đảo Jeju vì cái gì. Cô lo lắng nói cho Tae Hook biết, nhưng anh nghĩ trước kia Jackson và Jung-ku từng làm vệ sĩ cho tập đoàn ở Las Vegas nên có chút quen biết, không đáng để lo ngại. Nhưng không ngờ rằng Jackson có được đầu tư từ tập đoàn MBM là nhờ vương tử Kakapo, khi ông còn lưu vong ở Mỹ đã luôn giữ quan hệ mật thiết với tập đoàn. Hiện tại họ cần Kakapo trong lĩnh vực kinh doanh kim cương nên không thể từ chối đề nghị của ông là đầu tư vào đảo Jeju. Cả vương tử Kakapo cũng sẽ góp phần đầu tư cho dự án này. Đây là sự đền đáp vô cùng xứng đáng cho sự cực khổ khi họ đã bán mạng cứu lấy con trai ông. Ngày hôm sau, Jung-ku báo cáo đại diện xong và những giám đốc khác trong tập đoàn đã về phe Tae Hook cho chủ tịch biết. Không những vậy, để chống lại ông, Tae Hook còn lén lút mở một cuộc họp cổ đông. Chủ tịch ra lệnh cho Jung-ku không cần đối phó họ, chỉ cần tiếp tục quan sát. Trong bữa ăn, chủ tịch vẫn tỏ vẻ bình thường với Tae Hook, còn lệnh cho Jung-ku xử lý chuyện của trưởng phòng Beth trước mặt anh. Tae Hook vô cùng lo lắng liền tới hỏi Jung-ku chủ tịch đã ra lệnh gì, nhưng anh nhất quyết không nói. Hôm sau, Jimmy đã đưa ông Tom Ba, cố vấn tài chính của vương tử Kakapo, tới ra mắt Jackson. Toàn bộ cuộc gặp mặt đều bị thám tử của Mi-jan chụp lại và báo cáo cho cô.
Cùng lúc đó, Tae Hoop đã ký kết hợp đồng xây dựng khách sạn Best Sung-hae với trưởng phòng Best. Số tiền vốn xây dựng khách sạn chính là tiền mà Best Sang-i đã tham ô của chủ tịch Giang, hắn xem nó như một phần thưởng cho thời gian đã ngoan ngoãn phục vụ cho ông. Tuy nhiên, trên đường đi, trưởng phòng Best đã bị bắt tới dinh thự của chủ tịch, ông liền giương súng vào mặt Best Sang-i khiến những người ở đó lo sợ. Jung-ku nhanh chóng đứng ra cản ông lại nhưng bị quát mau tránh ra. Chủ tịch vô cùng hận trưởng phòng Best vì đã phản bội mình, cho dù trước kia ông đã từng cưu mang hắn. Không những vậy còn dám chiếm lĩnh nguồn vốn bí mật và sử dụng Jung-ku để trao đổi với ông. Tuy nhiên, trưởng phòng vẫn không hề sợ chủ tịch sẽ nổ súng. Vì nếu ông mất mạng, chủ tịch Giang sẽ không còn ai để đổ tội mà phải tự gánh vác. Đúng lúc đó, Tae Hoop xuất hiện ngăn cản chủ tịch nên ông đành thả trưởng phòng đi. Anh lo lắng bố đã biết bí mật giữa mình với trưởng phòng, nhưng Best Sang-i cho rằng chủ tịch vẫn chưa biết. Vì với tính cách của ông, nếu biết bị phản bội sẽ không để cả hai được yên tới giờ này. Tối hôm đó, chủ tịch gọi Jung-ku đến dinh thự. Ông buồn bã uống rượu vì biết rõ Tae Hoop phản bội mình là vì mối quan hệ của ông với Jung-ku. Thời gian ông lang bạt ở Việt Nam, Tae Hoop và mẹ anh đã sống rất khổ sở, thậm chí phải đi ăn xin để kiếm sống, và không lâu sau mẹ Tae Hoop vì sức khỏe suy kiệt mà đã qua đời. Ông cảm thấy có lỗi với con trai nên luôn cố gắng bù đắp cho anh. Nhưng bây giờ Jung-ku đột nhiên xuất hiện như vậy khiến Tae Hoop cảm giác bị chín bố ruột bỏ rơi lần nữa mới căm hận ông. Chủ tịch cũng biết Jung-ku vẫn chưa tha thứ cho ông. Bị chính hai đứa con của mình thù hận khiến ông cảm thấy vừa nghiệt ngã vừa đáng thương. Nhưng chủ tịch trời sinh đã mang bản tính như vậy. Dù thế, chuyện Tae Hoop và Jung-ku phản bội ông cũng không thể tha thứ. Ông sẽ khiến Tae Hoop và trưởng phòng Best phải trả giá đắt vì dám chống lại mình. Sau đó Jung-ku đã tâm sự lại với Jackson. Anh nói chủ tịch đã rơi nước mắt trước mặt mình nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Dù cuộc đời của Jung-ku do anh quyết định nhưng Jackson vẫn khuyên anh nên từ bỏ thù hận, tập trung vào sự nghiệp và tương lai với Sohun. Hôm sau Jackson đến gặp chủ tịch Ju và Mizan, bọn họ liền gặn hỏi về quân bài bí mật của anh nhưng Jackson đã từ chối nói ra. Vừa rời khỏi đó, anh đã gọi cho đồng bọn thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn vì chủ tịch và Mizan đã biết được động thái trong thời gian qua. Cùng lúc đó, Jung-ku đã để Sohun gặp lại ông Giang. Ông rất tiếc về việc cô đã rời khỏi rạp xiếc Thái Dương nên muốn hợp tác với Sohun một lần nữa. Jung-ku còn cho cô biết anh và Jackson đã chính thức đầu tư vào sự nghiệp khách sạn và casino của riêng họ. Không những thế, anh cũng sẽ mời rạp xiếc Thái Dương đến đây biểu diễn để Sohun một lần nữa thực hiện ước mơ thiết kế sân khấu của cô. Không lâu sau, Jackson đã tập họp mọi người lại và thông báo tập đoàn MBM đã chính thức đầu tư cho dự án của họ. Mặt khác, Jung-ku cũng sẽ khiến cho dự án xây dựng khách sạn Best Sung-hae của Tae Hoop không thành và chính thức chấm dứt mọi quan hệ với chủ tịch Giang. Anh làm vậy vì muốn nhanh chóng được ở bên cạnh Sohun. Ngày hôm sau, Jung-ku đã đưa chủ tịch đến xem nơi mà anh sẽ xây dựng khách sạn casino. Anh nói tập đoàn MBM đã rót vốn đầu tư cho mình và được chính quyền đảo Jeju chấp thuận. Bây giờ chủ tịch Giang cho dừng dự án xây dựng khách sạn Best Sung-hae lại là tốt nhất cho ông và cả tập đoàn Daejeon. Trong lúc đó, chủ tịch Moon nhận được tin mình bị Ju Jong-moon lừa thì sốc tới nỗi lên cơn đau tim phải vào viện cấp cứu. Jackson nhanh chóng có mặt để an ủi Jung-hee. Lúc này Tae Hoop đã tổ chức một cuộc họp để bầu anh lên làm chủ tịch mới của tập đoàn. Đúng lúc đó chủ tịch Giang bước vào khiến mọi người kinh ngạc. Ông liền cho tiếp tục cuộc họp và Tae Hoop đã yêu cầu chủ tịch nhường vị trí đại diện tập đoàn lại cho mình. Ông đột nhiên ngắt lời anh và thông báo mình đã hủy bỏ dự án xây dựng khách sạn Best Sung-hae để đầu tư vào khách sạn mà Jung-ku chủ trì với nguồn vốn 500 triệu đô từ tập đoàn MBM. Dự án của Tae Hoop bị hủy bỏ khiến tiền vốn đầu tư ban đầu cũng bị mất trắng. Giờ chỉ có cách khởi kiện hoặc rót thêm nguồn vốn để tiếp tục xây dựng. Trưởng phòng Best lập tức tới tìm chủ tịch Moon nhờ giúp đỡ, nhưng ông hiện đang hôn mê nên trưởng phòng muốn Jung-hee giúp ông rót vốn. Vì bị Jung-hee cự tuyệt nên hắn không ngừng giữ tay cô, kết quả vị Jackson nhìn thấy nên đã vung một cú đấm và đuổi đi. Trưởng phòng cay cú quay về gọi người xử lý Jung-ku, vô tình bị Sun Jong nghe thấy. Tối hôm đó anh đã quyết định đọc nhật ký của cảnh sát Hun, ông ghi lại toàn bộ cuộc gặp gỡ của bố mẹ Jung-ku và cả thời khắc chứng kiến bà sinh ra anh. Sau đó bà ngoại đã bỏ rơi Jung-ku rồi nói dối anh vừa chào đời đã mất đi. Mi-jeon vì vậy mà phát điên và không ngừng nhung nhớ tới người đàn ông kia, đủ hiểu bà yêu chủ tịch Giang thế nào. Anh vừa đọc xong đã lập tức ra ngoài nên không nhận được điện thoại của Sun Jong, cô liền gọi báo cho Su-tae để anh đi tìm Jung-ku. Trên đường đi, Jung-ku đã bị một nhóm người chặn lại và tấn công. Vừa lúc đó Su-tae kịp thời xuất hiện đánh đuổi chúng đi. Phía này trưởng phòng Biên Tiết xông vào biệt thự tìm Tae Hoop, còn đổ lỗi tất cả là do anh khiến hắn lâm vào đường cùng và tát vào mặt anh. Tae Hoop không còn giữ nổi bình tĩnh đã nổ súng lấy mạng trưởng phòng. Không lâu sau cảnh sát đã có mặt để bắt Tae Hoop đi. Không những vậy, chủ tịch Giang cũng sẽ bị viện kiểm sát bắt giữ để điều tra. Trước lúc đó ông mong Jung-ku hãy quên đi duyên nợ giữa hai người. Nhưng không ngờ anh lại nhìn chủ tịch Giang và kêu ông là bố, như đó cũng đủ chứng minh Jung-ku đã tha thứ cho chủ tịch và công nhận ông là bố mình, khiến hai bố con xúc động rơi nước mắt. Chủ tịch Giang không còn gì nuối tiếc nữa, ông một mình cầm theo súng và đến trước mộ của Mi-jeon tự kết liễu cuộc đời mình. Không lâu sau, dự án khách sạn casino đã thi công xong khiến mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng. Jung-ku cũng đến nhà lao thăm Tae Hoop, Sohun đã thực hiện được ước mơ đạo diễn thiết kế cho sân khấu Thái Dương của cô. Và hơn hết, sau bao thăng trầm thử thách, cô với Jung-ku cũng được hạnh phúc ở bên nhau. Như vậy là bộ phim đã kết thúc.
Nếu các bạn thấy hay đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn đã xem.